Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 481. Nếu như luân hồi nguyên thể năng đủ tu luyện được, hắn là có thể có một cái mạnh mẽ vô địch siêu phàm thể chất, phía sau đi đến không không lúc nào không, vậy sẽ nhẹ nhõm một chút. Đêm đó, Diệp Thần đầu tiên là ở trong gian phòng, tĩnh tâm điều chỉnh hơi thở. Hắn trước đây cùng Vạn Khư quyết chiến, tiêu hao thực là to lớn, thật may chấp trưởng thiên bia sau đó, linh khí thêm thân. Hắn trạng thái kém không nhiều là khôi phục. Đến khi sáng sớm hôm sau, Diệp Thần đi tới Ngạo Thế Thiên Cung trên quảng trường, đem 10 khối luân hồi huyền bia, toàn bộ triệu hoán liền đi ra. 10 khối luân hồi huyền bia, trần bia, phong bi, viêm bia vân. Vân, thuộc tính mỗi người không giống nhau, phải hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, hội tụ ra luân hồi nguyên thể, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Thần chấn định tâm thần, thúc giục linh khí. Thử nghiệm dung hợp luân hồi huyền bia, nhưng phát hiện đặc biệt khó khăn. Nếu như hắn lấy thủ đoạn cường ngạnh, lợi dụng luân hồi huyết mạch làm căn cơ, có lẽ có thể đem trần bia, phong bi, viêm bia vân. Vân dung hợp, nhưng cuối cùng một khối thiên bia, linh khí nội tình quá thâm hậu, năng lượng quá bàng bạc, căn bản dung hợp không được. Cái này 10 khối luân hồi huyền bia, thật sự có hoàn toàn dung hợp có thể sao? Diệp Thần mi đầu đại chiếu, âm thầm cục cục. Tiếp tục thử nghiệm dung hợp. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, luân hồi trận doanh mọi người, gặp Diệp Thần đã tỉnh lại, liền muốn là hắn làm một cái bước lên vô cùng bá chủ nghi thức, chiêu cáo thiên hạ. Nhưng, Diệp Thần cũng không có ý định này. Nghi thức lên ngôi cái gì, cùng hắn trở thành không không lúc nào không mạnh nhất, lại làm cũng không muộn. Hiện tại liền muốn ăn mừng, không khỏi quá sớm một chút, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng còn chưa có chết đây. Thời gian trôi qua 3 ngày, Diệp Thần dung hợp 10 khối luân hồi huyền bia, vẫn là không có thành công. Lúc này, luân hồi trận doanh có thám tử hồi báo, chủ thượng, tra được từ hữu dung tin tức. Trước đây hai đuôi từ thiên lang, ủy thác Diệp Thần đi thăm dò dò từ hữu dung tin tức rơi xuống, Diệp Thần sớm phái người đi điều tra, hôm nay rốt cục thì có tin tức truyền tới. À, vậy từ hữu dung, ở địa phương nào? Diệp Thần tinh thần tỉnh táo. Thám tử kia nói, theo chúng ta điều tra suy tính, vị kia từ hữu dung cô nương, hẳn là ở không không lúc nào không duy nhất khu an toàn, cát thành bên trong, nàng tựa hồ là nào đó vị thiên đế đại năng hậu duệ, hôm nay đang tìm tổ tiên bảo tàng. Diệp Thần búng ngón tay một cái, nói tin tức có thể tin được không? Thám tử kia nói, hẳn đáng tin, chúng ta là cùng Mây Xanh Thương Hội liên hiệp điều tra. Mây Xanh Thương Hội là Lôi Thần Thiên Tôn Ân làm thật dưới quyền thế lực. Cũng coi là luân hồi trận doanh đồng minh, ở không không lúc nào không bên trong kinh doanh rộng lớn, lần này điều tra từ hữu dung rơi xuống, chủ yếu là Mây Xanh Thương Hội xuất lực. Diệp Thần nói, hẳn. Thám tử kia nói, không không lúc nào không nhân quả phức tạp, rắc rối phức tạp, chúng ta cũng chỉ có thể đại khái xác định, không dám hoàn toàn bảo đảm. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, vậy thì nói cho Từ Thiên Lang, hắn muốn tìm người, có thể ở Cát Thành. Thám tử kia nói, ừ, xoay người rời đi, tu liền đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, phát cho Từ Thiên Lang. Ở thám tử kia đi không lâu sau, một người chưa từng không lúc nào không bên trong trở về. Là Tam Vĩ Phong Gian Mộng. Diệp Thần, người thành công chấp trưởng thiên bia rồi. Phong Gian Mộng trở lại một cái, thấy trên quảng trường Diệp Thần, liền cười hỏi. Xem Diệp Thần ánh mắt, không chỉ là đã chấp trưởng thiên bia. Còn thử nghiệm đem 10 khối luân hồi huyền bia, toàn bộ dung hợp. Miễn cưỡng coi như là chấp trưởng. Diệp Thần đem tất cả luân hồi huyền bia thu vào, tuy nói dung hợp huyền bia khó khăn, nhưng hắn trước mặt chấp trưởng thiên bia, quá trình cũng rất thuận lợi, người thủ bia thậm chí không có cho ra bất kỳ khảo nghiệm, liền đem thiên bia giao cho hắn. Vậy thì tốt quá, Nhâm Phi Phàm chuẩn bị đón người phi thăng. Phong Gian Mộng cười nói. Diệp Thần nói, à... Nhâm tiền bối có biện pháp gì? Hắn rất là tò mò, mình còn chưa tới tiên đế cảnh, theo lý mà nói, là còn không tư cách phi thăng. Phong Gian Mộng nhưng móc ra một cái chuông, đưa cho Diệp Thần nói, vật này ngươi cầm trước. Diệp Thần gặp vậy chuông, phơi bày đồng thau màu sắc, chuông trên có khắc có thần bí hoa văn, những hoa văn này đường vân, và quyết tử ma nhãn đường vân có chút tương tự, tựa như vậy mang theo chết lực lượng. Đây là, toái tâm linh. Diệp Thần sửng sốt một tí, chuông này chính là toái tâm linh, hẳn là ở Kỷ Tư Thanh trong tay. Phong Gian Mộng nói, đúng vậy, Nhâm Phi Phàm nói, thiên quân phong thần bia đã vỡ,
quả thực đáng tiếc, hắn muốn cùng ngươi liên lạc nói, cần một cái mới hải đăng. Cái này toái tâm linh, liền là mới hải đăng, ngươi chỉ cần lắc sáng chói một tí chuông, là có thể và Nhâm Phi Phàm trao đổi. Diệp Thần nhận lấy toái tâm linh, liền muốn đung đưa. Phong Gian Mộng nhưng là sắc mặt đại biến, kêu lên, đừng động. Hiện tại không thể động. Diệp Thần gặp nàng phản ứng như thế kịch liệt, liền cười nói, làm sao, người sợ nghe được toái tâm linh thanh âm sao? Cái này toái tâm linh, đối đuôi thú có to lớn khắc chế hiệu quả, Phong Gian Mộng rõ ràng cho thấy có chỗ kiêng kỵ. Phong Gian Mộng hừ một tiếng, nói ta không thích cái này toái tâm linh thanh âm, ta đã bày ra nhân quả luật, 7 ngày bên trong, người không thể dùng, cùng 7 ngày trôi qua, người sẽ chậm chậm cùng Nhâm Phi Phàm câu thông. Diệp Thần nói, vậy bây giờ là như thế nào, ta muốn như Hạ Phi Thăng. Phong Gian Mộng lấy lại bình tĩnh, nói, Nhâm Phi Phàm nói, hắn có thể bố trí một cái đại trận, kêu thập huyền thông thiên trận, lấy 10 khối luân hồi huyền bia là nền tảng, tiếp đón người Phi Thăng. Người Phi Thăng sau đó, sẽ trực tiếp hạ xuống ở Cát Thành, Nhâm Phi Phàm sẽ ở Cát Thành chờ ngươi, sau đó, hắn sẽ cùng ngươi cùng đi Thượng Hoàng Thiên Cung. Hắn nói, chính ngươi không muốn một mình đi trước, bởi vì Thượng Hoàng Thiên Cung, có rất nhiều người đang ngó chừng, ngươi nếu là tùy tiện đi trước, rất có thể sẽ bại lộ thiên cơ. Diệp Thần đi đến không không lúc nào không sau đó, chuyện trọng yếu nhất, chính là đi Thượng Hoàng Thiên Cung, thức tỉnh Gia Gia. Hiện tại Gia Gia của hắn, rơi vào ngủ say, ngoại thần nhất mạch dòng nước ngầm mãnh liệt, Gia Gia ngoại thần thiên tôn vị trí, đoán chừng là không giữ được, chắc là phải bị Hồng Quân lão tổ đoạt vị. Mất đi ngoại thần thiên tôn vị trí, luân hồi trận doanh khí vận tất nhiên suy sụp, đến lúc đó như thế nào quyết đoán xử lý, còn cần cùng thức tỉnh Gia Gia sau đó, sẽ đi thương nghị. Diệp Thần gật đầu một cái, lại có chút nghi ngờ hỏi, dựa vào 10 khối luân hồi huyền bia, là có thể để cho ta phi thăng. Luân hồi huyền bia lại có thể phá ra cái này cái gọi là chí cao quy tắc. Phong Gian Mộng nói, bình thường phi thăng, là đỉnh cấp thiên đế thành thần sau phi thăng không không, nhưng có người có thể vượt qua thành thần cấm chế, trực tiếp phi thăng không không lúc nào không, cái này gọi là làm cấm thần. Cái này cấm thần phi thăng, đã có người nếm thử qua, lúc ấy thì là lợi dụng thập huyền thông thiên trận. Cái này thập huyền thông thiên trận, là lợi dụng 10 kiện cao cấp pháp bảo, thành tựu tế hiến, đạt được đại lộ ban phúc lực, ban ngày phi thăng, như vậy thứ nhất, là được khỏi bị thiên kiếp thống khổ, trực tiếp lấy được đại lộ chúc phúc, nắm trong tay nhân quả luật cùng ảo tưởng quy luật, như vậy chân thần không khác. Nhưng, giá phải trả to lớn, cần hiến tế pháp bảo, phải là cao cấp tồn tại. Năm đó cấm thần phi thăng người, sau đó thành thiên đế chủ thần, kêu nguyệt thần thiên đế. Nhâm Phi Phàm ở một tràng buổi đấu giá bên trong, lấy được nguyệt thần thiên đế lưu lại trận đồ, nắm giữ thập huyền thông thiên trận, hắn liền muốn dùng thập huyền thông thiên trận, tiếp đón người phi thăng. Nói xong lời cuối cùng, Phong Gian Mộng liền móc ra một bức trận đồ trục cuốn, vậy trục cuốn hơi tản ra hòa hợp ánh trăng, lại thấm ra một cổ cấm kỵ vậy không rõ khí. Thập huyền thông thiên trận, nguyệt thần thiên đế. Diệp Thần ánh mắt hơi chăm chú, tựa hồ cũng nghe qua nguyệt thần thiên đế danh hiệu. Trước đây bán vĩ cầu xin tha thứ, đề cập tới nguyệt thần thiên đế bảo tàng. Vị kia nguyệt thần thiên đế, xem ra là đặc biệt truyền kỳ nhân vật, năm đó lại là cấm thần phi thăng, không tới thiên đế, liền phi thăng đi không không lúc nào không. Bất quá, nguyệt thần thiên đế khẳng định không phải thế giới hiện thật nhân vật, bởi vì thế giới hiện thật người phi thăng, chỉ có Hồng Quân lão tổ và võ tổ. Nàng đoán chừng là lần thế giới, hoặc là hoang thế giới người. Phong Gian Mộng nói, Nhâm Phi Phàm kế hoạch, là muốn để cho ngươi, trở thành cái thứ hai cấm thần, nghịch thiên phi thăng. Ngươi có 10 khối luân hồi huyền bia, vừa vặn có thể bố trí thập huyền thông thiên trận. Diệp Thần nói, thập huyền thông thiên trận, cần hiến tế pháp bảo, ta luân hồi huyền bia, làm sao có thể tùy tiện hiến tế. Phong Gian Mộng nói, không cần hiến tế, chỉ cần luân hồi huyền bia, thành tựu nền tảng là được, bố trí như vậy thập huyền thông thiên trận, hiệu quả sẽ kém một chút. Vốn là cấm thần phi thăng, là không cần độ kiếp, nhưng ngươi loại chuyện này, liền cần độ kiếp. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hỏi cái này phi thăng không không thiên kiếp, cùng vô lượng cảnh thiên kiếp so sánh như thế nào? Phong Gian Mộng cười nói, vậy khẳng định là lợi hại hơn, ngươi hiện tại độ kiếp nói, chỉ có bị lôi kiếp chém thành cho kết quả. Nhâm Phi Phàm nói, hắn sẽ lợi dụng nhân quả luật, trước giúp ngươi che giấu thiên cơ, tránh thiên kiếp hạ xuống. Nhưng tối đa duy trì nửa năm thời gian.
sau nửa năm, thuộc về ngươi thiên kiếp, thì sẽ hạ xuống. Hắn nói, cái này nửa năm, ngươi có thể thật tốt tốt tu luyện, đến lúc đó nếu như không có đầy đủ thực lực, ngươi độ kiếp thất bại, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần trong lòng rét một cái, gật đầu nói, ta biết. Thật may còn có nửa năm thời gian, cái này nửa năm, hắn chỉ cần có thể thu hoạch thật nhiều cơ duyên, tăng lên thực lực, liền có thể vượt qua thiên kiếp. Phong Gian Mộng cười nói, tốt lắm, ngươi trước chuẩn bị một chút đi, Nhâm Phi Phàm nói, ngươi là cấm thần phi thăng, luân hồi trận doanh những người khác, hắn chậm một chút vậy sẽ tiếp đón, để cho bọn họ lấy lén qua phương thức, cùng đi không không lúc nào không, nhưng cần phải có người đóng giữ thế giới hiện thật, ngươi tự quyết định đi. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức liền cho đòi tới luân hồi trận doanh mọi người thương nghị. Ân Làm Thật và Cỏ Nhỏ Thần Xanh Nghiên, không cần tiếp đón, các nàng có thể mình đi không không lúc nào không. Vũ Lăng Hoa lựa chọn lưu lại, bởi vì nàng đã không phải là băng thần, sau này chư thiên phân tranh, nàng sẽ không lại giao thiệp với, chỉ muốn qua điểm cuộc sống yên tĩnh. Tô Nghệ Thường, Nguyệt Hồn Tiên Tử, Thứ Hai Yêu Cơ, Phạm Tinh Nghiên, Ao Phi Máu Các Người, vậy lựa chọn lưu lại. Huyền Hàn Ngọc có phi thăng tư cách, nàng không cần vượt biên, cùng thương thế sau khi khỏi hẳn, nàng sẽ tự mình độ kiếp phi thăng. Võ Giao và Hạ Nhược Tuyết, vậy khẳng định là phải đi không không thời không. Thân Độ Uyển Nhi là ma thần chủ, không cần vượt biên. Già Thiên Ma Đế và hắn thê tử Mưa Ao Giao, thì không có tranh cãi nữa đấu nữa tâm tư, lựa chọn lưu lại. Kỷ Lâm Tưởng nhớ tỷ tỷ Kỷ Tư Thanh, quyết định vượt biên đi không không lúc nào không. Tiểu Hoàng lựa chọn lưu lại. Cuối cùng là ngày xưa giết Thiên Đế, Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn người chấp trưởng, ám các chủ cổ Vĩnh Tiêu, hắn vậy lựa chọn lưu lại. Ước chừng thương nghị một ngày, đám người quyết định xong đi lưu, sắp chia tay, thương cảm không dứt. Đến được ngày thứ hai, luân hồi trận doanh chư người đi tới Ngạo Thế Thiên Cung trên quảng trường, chuẩn bị đưa Diệp Thần phi thăng. Phong Gian Mộng đã chuẩn bị xong trận đồ, nàng đem trận đồ mở ra, một cái to lớn rực rỡ trận pháp, chính là trải ở trên quảng trường. Trận pháp này, hội họa trước từng đạo phức tạp hoa văn, lẫn nhau nối liền, lại là có 10 cái tâm trận, chính là thập huyền thông thiên trận. Diệp Thần gọi ra 10 khối luân hồi huyền bia, an trí ở đó 10 cái tâm trận bên trên. Vù vù, luân hồi huyền bia rơi xuống, từng luồng năng lượng linh khí thả ra, toàn bộ thập huyền thông thiên trận đều bị kích hoạt, từng cái trận văn toát ra sáng chói thần quang, phóng lên cao. Oanh! Thần quang ngất trời, lại là đem bầu trời xuyên qua, úy bầu trời màu lam, xuất hiện một cái u hắc lỗ thủng lớn, rồi sau đó có một đạo thang trời, kéo dài xuống. Thang trời cuối, chính là không không lúc nào không. Diệp Thần ánh mắt hơi co lại, nhìn ngay trước thang, liền thấy trên thang trời, lượn lờ từng tầng một sấm sét, tí tách vang dội. Những cái kia sấm sét khí lưu, tựa như đều bị một cổ lực lượng vô hình chế trụ, không cách nào tàn phá. Diệp Thần biết, đây là Nhâm Phi Phàm áp chế. Nếu như không có Nhâm Phi Phàm hỗ trợ áp chế, những thứ này sấm sét khí lưu, liền sẽ tàn phá, tạo thành thiên kiếp. Một khi thiên kiếp tạo thành, Diệp Thần liền cần trước độ kiếp, mới có thể đi phi thăng đi không không lúc nào không. Nhưng bây giờ, có Nhâm Phi Phàm áp chế, hắn cũng không cần độ kiếp, có thể trực tiếp đi. Bất quá cái này thập huyền thông thiên trận, giá phải trả quả thực không nhỏ. Diệp Thần cảm thấy mình 10 khối luân hồi huyền bia, năng lượng đang cấp tốc tiêu hao. Cùng hắn thành công phi thăng, sợ rằng cái này 10 khối luân hồi huyền bia, cũng sẽ yếu ớt một đoạn thời gian, không cách nào vận dụng, cần thời gian khôi phục. Thông thường luân hồi huyền bia, không thể sử dụng, đối Diệp Thần mà nói, ảnh hưởng chừng mực. Nhưng thiên bia không thể dùng, đây có thể để cho hắn ít đi một lá bài tẩy. Không không lúc nào không dù sao không phải là thế giới hiện thật. Có quá mạnh mẽ bao nhiêu tồn tại, lấy Diệp Thần vô lượng cảnh tầng thứ 3 thực lực, nếu như không có đầy đủ lá bài tẩy, có thể người khác trong nhất niệm, là có thể cầm hắn diệt, vô cùng nguy hiểm. Trước kia ở thế giới hiện thật, bởi vì có thiên địa quy luật hạn chế, hắn coi như đối mặt Dạ Hàn, Đà Đế cổ thần các người, vậy chút nào không uổng. Nhưng đi đến không không thời không nói, lại cũng không có bất kỳ quy luật hạn chế, những cái kia vĩ đại tồn tại, những cái kia cao cao tại thượng thiên đế cửa. Đối Diệp Thần mà nói, nhưng mà đủ để chí mạng tồn tại. Thật may, không không lúc nào không cũng khá lớn, chỉ cần Diệp Thần khiêm tốn một chút, che giấu tức giận tức, liền sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Tốt lắm, Diệp Thần, người đi đi,
Nhâm Phi Phàm ở Cát Thành chờ ngươi. Phong Gian Mộng vỗ tay một cái, cười nói. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức bước lên thang trời. Hạ Nhược Tuyết, Võ Giao, Già Thiên Ma Đế đám người ánh mắt, cũng đang chăm chú nhìn hắn, tràn đầy không thôi ý, cũng có mong đợi. Bọn họ đang mong đợi, Diệp Thần có một ngày, sẽ trở thành là không không lúc nào không mạnh nhất, xúc diệt tất cả kẻ địch. Đến khi đó, luân hồi thiên đường, cuối cùng trật tự, hoàn mỹ thế giới, có lẽ liền có thể chân chính thành lập. Nhưng mà, Diệp Thần ở bước lên thang trời ngay tức thì, liền dừng lại ở bước chân. Bởi vì, hắn trong sâu thẳm, bắt được từng đạo nguy hiểm hơi thở. Trong hư không, phảng phất có vô số đôi mắt quang, đang ngó chừng mình. Phong Gian Mộng cười nói, yên tâm đi đi, ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi nhưng mà ta Hải Đăng, hì hì. Diệp Thần quay đầu lại hỏi, có người biết ta muốn phi thăng? Phong Gian Mộng nói, cấm thần phi thăng, lớn như vậy nhân quả, là không gạt được, không quá ta nói, ta sẽ bảo vệ ngươi, có người nào dám ngăn trở, ta vì ngươi giết hết. Hơn nữa, nơi này dẫu sao là thế giới hiện thật, người những cái kia đối nghịch tồn tại, cũng không dám tùy tiện động thủ. Nàng giọng bình tĩnh, nhưng sau lưng nhưng thấm ra vô cùng kiên quyết ý niệm. Lần này Diệp Thần phi thăng, nàng sẽ liều chết bảo vệ, bởi vì Diệp Thần là nàng Hải Đăng. Vậy thì cảm ơn ngươi. Diệp Thần cười một tiếng, lập tức bước lên thang trời. Phong Gian Mộng lại nói, đúng rồi, nếu như có kẻ địch ngăn trở, chính ngươi không nên ra tay, bởi vì ngươi là cấm thần phi thăng, bản thân chính là cấm kỵ, là khi thiên cử chỉ, một khi ra tay tiết lộ hơi thở, rất có thể liền biết bay thăng thất bại. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói ta biết. Hắn không thể xuất thủ, vậy gặp gỡ cái gì bất ngờ, chỉ có thể dựa vào Phong Gian Mộng giải quyết. Thật may nữ nhân này, nhìn trước mắt vậy coi là đáng tin. Diệp Thần nhìn trời thang cuối, đó cũng là bầu trời cuối, chỉ cần đi tới điểm cuối, hắn liền có thể chân tránh đi không không lúc nào không, hơn nữa không phải vượt biên, là đường đường tránh tránh bước vào. Cùng hắn bước vào không không lúc nào không sau đó, đại lộ sẽ rơi xuống chúc phúc, hắn sẽ nắm trong tay ảo tưởng quy luật và nhân quả luật lực lượng, đây là người lén qua không có. Ông, Diệp Thần cảm thấy 10 khối luân hồi huyền bia, cũng kịch liệt run rẩy, thả ra đậm đà hơn linh khí, để cho thập huyền thông thiên trận hiệu quả, phát huy đến càng hừng hực bước, thần mang vạn trượng. Diệp Thần dọc theo thang trời, từng bước một đi bầu trời cuối đi tới. Mỗi một bước đi ra, hắn liền cảm thấy, mình lực lượng, cường đại một phần, thật giống như lấy được thiên địa trợ lực. Cái này tăng lên lực lượng, không phải võ lực, mà là thần thông năng lực biến hóa, là nhìn trời bổn nguyên nhất quy tắc, ảo tưởng, nhân quả, vận mệnh, luân hồi, sống chết vân. Vân phép tắc nắm trong tay lực. Nhưng càng đi hướng bầu trời cuối, Diệp Thần vậy càng cảm thấy liền nguy hiểm. Bầu trời sau lưng, không biết có nhiều ít ánh mắt. Đang ngó chừng hắn. Những cái kia núp ở sau lưng nhân vật, hiển nhiên cảm giác được Diệp Thần muốn phi thăng, nhưng rất nhiều người cũng có điều cố kỵ, không dám ra tay ngăn trở. Phong Gian Mộng khẩn trương nhìn, toàn bộ tinh thần chăm chú, để phòng bất trắc. Hạ Nhược Tuyết, Võ Giao các loại, luân hồi trận doanh mọi người, cũng là vô cùng khẩn trương quan sát, chỉ sợ sẽ có phát sinh ngoài ý muốn. Bọn họ thấy Diệp Thần bóng người, càng ngày càng xa đi. Đã đi tới thang trời một nửa. Thập huyền thông thiên trận, 10 khối luân hồi huyền bia lực lượng, cũng hội tụ đến Diệp Thần trên mình. Rào, rào, rào. Từng vòng luân hồi kim quang, không ngừng tách thả ra, nóng rực vô cùng. Rồi sau đó, là luân hồi thất tinh khí tượng, buộc vòng quanh một bức bản đồ hành tinh, ở Diệp Thần trên đỉnh đầu hiện ra. Diệp Thần chú ý tới, hắn luân hồi thất tinh, long đằng mệnh tinh, liệt nhật mệnh tinh. Hắc dạ mệnh tinh, ánh sáng cũng so trước kia sáng chói rất nhiều. Điều này hiển nhiên là bởi vì là, hắn sắp du ngoạn không không lúc nào không, không có thực tế phép tắc hạn chế, hắn luân hồi mệnh tinh, có thể bộc phát ra hung mãnh hơn lực lượng. Thậm chí, cả ngày lửa mệnh tinh, cũng mơ hồ bị xúc động. Nếu như tài nguyên đầy đủ, Diệp Thần thậm chí có thể đem lửa trời mệnh tinh điểm lượng. Vốn là ở thế giới hiện thật, hắn coi như hao hết cả thế giới năng lượng. Đều không thể điểm trời sáng lửa mệnh tinh. Cho dù hắn lấy về mồi lửa, cũng không thể. Dẫu sao ngày này lửa mệnh tinh, uy năng quá kinh khủng, so với trước mặt 3 viên mệnh tinh, lực lượng cộng lại, mạnh hơn.
Năm đó thiếu chút nữa bước lên siêu phẩm thiên đế viêm thiên đế, hắn lực lượng nguồn một trong, thật ra thì chính là trời lửa mệnh tinh. Hắn có thể trở thành viêm thiên đế, sáng tạo ra ngọn lửa, là bởi vì là học hỏi lửa trời mệnh tinh, lấy được một chút ban phúc lực. Thế giới hiện thật mồi lửa, cũng là từ lửa trời mệnh tinh bên trong lưu truyền ra. Viên này mệnh tinh uy năng, không cách nào dùng lời nói hình dạng. Nếu như là ở thế giới hiện thật, Diệp Thần là vô luận như thế nào, cũng không thể đem lửa trời mệnh tinh thức tỉnh, bởi vì không có nhiều như vậy tài nguyên, cũng không có lớn như vậy cơ duyên, có thể điểm lượng viên này mệnh tinh. Nhưng đi đến không không thời không nói, cơ duyên vô số, tài nguyên vô tận, đừng nói lửa trời mệnh tinh, liền thiên đế ra lệnh tinh cũng có thể điểm lượng. Diệp Thần tâm tình, cũng là kích động, đối vậy không không lúc nào không, tràn đầy hướng tới cùng mong đợi. Hắn từng bước hướng bầu trời cuối tiến về trước, đã có thể thấy bầu trời cuối hình ảnh, đó là một tòa thành trì thật to, đứng sừng ở một phiến hoang vu sa mạc bên trong, là cái này phiến hoang vu sa mạc trong thế giới, duy nhất sầm uất, có thể nói kỳ tích. Vậy hiển nhiên chính là không không lúc nào không nổi tiếng nhất địa phương, Cát Thành. Diệp Thần lần này phi thăng đi không không lúc nào không, là trực tiếp đến Cát Thành, cùng Nhâm Phi Phàm chạm mặt, lại cùng đi Thượng Hoàng Thiên Cung, thức tỉnh ra ra. Không không lúc nào không, ta tới. Cát Thành, ta tới. Nhâm tiền bối, chúng ta rốt cuộc có thể gặp lại sau. Diệp Thần nội tâm bộc phát kích động, tăng thêm tốc độ, dọc theo thang trời tiến về phía trước. Nhưng bỗng nhiên, một đạo kịch liệt tiếng sấm, ở Diệp Thần bên tai nổ vang. Hắn bước chân, dừng lại, theo bản năng còn lấy là, thiên kiếp sấm sét hạ xuống. Nhưng, Nhâm Phi Phàm đã bày nhân quả luật, che giấu thiên cơ, hắn phi thăng thiên kiếp, ngày hôm nay sẽ không hạ xuống, phải đến nửa năm sau mới sẽ hạ xuống. Cái này thanh âm của Lôi Minh, không phải thiên cướp phát ra, là cường giả lực lượng, rung động thiên địa, bộc phát ra cuồn cuộn sấm sét. Một cái trắng bệch, khô lão, liền nếp nhăn, bài trí thi ban, tràn đầy tử khí bàn tay, từ bầu trời trong lôi đình bạo giết xuống, biến dạng hư không, liền trực tiếp hướng Diệp Thần chộp tới. Theo cái này ngút trời bàn tay xuất hiện, còn có một đạo khàn khàn mà thanh âm tức giận. Luân hồi chi chủ, người muốn cấm thần phi thăng, không như vậy dễ dàng. Cho ta trấn áp. Vậy lại là đà đế cổ thần thanh âm. Diệp Thần nghe được đà đế cổ thần thanh âm, thấy bàn tay to kia nghiền ép tới đây, trong lòng lấy làm kinh hãi. Trước đó đà đế cổ thần, lực lượng gặp phải vũ hoàng cổ đế ăn cắp, thậm chí cả ngày tội cổ kiếm cũng mất đi, tổn thất thảm trọng, theo lý mà nói, hẳn là rơi vào yếu ớt. Nhưng dù vậy, đà đế cổ thần lại còn phải ra tay, muốn ngăn cản Diệp Thần phi thăng. Hiển nhiên là bởi vì, Diệp Thần một khi phi thăng, sẽ cho hắn tạo thành cực kỳ uy hiếp nghiêm trọng, cho nên hắn phải không tiếc giá phải trả, ngăn trở Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần là tiên đế lại phi thăng, vậy đà đế cổ thần là không dám ngăn trở, bởi vì thời điểm đó Diệp Thần đã công đức viên mãn. Nhưng hiện tại, Diệp Thần chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 3 tu vi, là dựa vào thập huyền thông thiên trận, cấm thần phi thăng, bản thân chính là cấm kỵ, thật nhiều nguy hiểm, vậy có người ngoài thừa cơ lợi dụng. Đà đế cổ thần tự nhiên sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội, cho dù hắn tự thân vậy yếu ớt, nhưng vẫn là mạo hiểm ra tay, muốn trấn áp Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, thấy đà đế cổ thần bàn tay giết tới, liền muốn ra tay đối kháng. Đừng ra tay, ta tới bảo vệ ngươi. Phong Gian Mộng vội vàng quát bảo ngưng lại, e sợ cho Diệp Thần ra tay một cái, liền sẽ tiết lộ thiên cơ, đưa đến phi thăng thất bại. Kiếm tới. Nàng nhìn chằm chằm đà đế cổ thần bàn tay, một tiếng hò hét, trong hư không, bỗng tuôn ra một thanh kiếm, đủ có mấy trăm trượng dài, sắc bén vô cùng, chém chết hướng đà đế cổ thần bàn tay. Cái này vô căn cứ hóa kiếm thần thông, dĩ nhiên là không không thời không ảo tưởng thủ đoạn, có thể đem tự thân ảo tưởng, biến thành chân thực tồn tại. Lý luận mà nói, nếu như tu vi đủ cường đại mà nói, cho dù là thiên tội cổ kiếm, thiên ma tinh hải, viêm hoàng đế ấn, thiên đế kim luân cái loại này thần trí cao khí, đều có thể trong nhất niệm, tạo hóa đi ra. Dĩ nhiên, đó là không thể nào sự việc. Coi như là nguyên thiên đế và hồn thiên đế cường giả loại này, cũng không làm được. Suy rồi. Phong Gian Mộng cự kiếm, chảm phá hư không, thanh thế đặc biệt mãnh liệt. Đà đế cổ thần không dám khinh thường, lúc này rút tay trở về trường, có chút tức giận cùng bất ngờ nói. Tam vĩ, ngươi phải bảo vệ luân hồi.
Ngươi là ta chế tạo ra đồ, ta là ngươi quân phụ, ngươi muốn cùng ta đối nghịch. Sẽ không sợ gặp thiên phạt. Từ trên bản chất nói, Tam Vĩ là thập vĩ một trong phân thân, thật đúng là Đà Đế Cổ Thần chế tạo ra. Đà Đế Cổ Thần nói hắn là Tam Vĩ quân phụ, lời ấy xác thực như vậy không uổng. Không vâng lời quân phụ, ngang hàng là nghịch thiên, xúc phạm thiên quy, rất có thể sẽ gặp bị nghiêm trọng thiên phạt, bị thiên lôi đánh. Đúng vậy, ngươi là Tam Vĩ quân phụ, nhưng ta kêu Phong Gian Mộng, Tam Vĩ và ta có quan hệ thế nào? Ta liền cùng ngươi đối nghịch, ngươi có thể làm ta thế nào? Phong Gian Mộng nói chuẩn xác, một chữ một cái, một bộ có lý chẳng sợ hình dáng, hoàn toàn bỏ mặc Đà Đế Cổ Thần uy hiếp, nhất kiếm nữa chém đánh ra. Đà Đế Cổ Thần rõ ràng ngây ngẩn, không nghĩ tới Phong Gian Mộng cậy mạnh như vậy vô lý, bàn tay nhất thời gặp phải nàng kiếm phong chém, chảy ra trắng ác sắc cùng màu đen hỗn hợp máu, phát ra một tiếng hét thảm. Tam Vĩ, liền cửu vĩ cũng không dám tổn thương ta, người dám đả thương ta. Đà Đế Cổ Thần tức giận tủng sợ hãi, thanh âm mang chút cuồng loạn ý. Tuy nói đuôi thú ngang bướng khó thuần, nhưng cho tới bây giờ không có đuôi thú dám đả thương hắn. Nhưng hiện tại, Phong Gian Mộng nhưng là bốc lên thiên hạ lớn sơ suất, một kiếm liền đem hắn sát thương. Diệp Thần thấy một màn này, cũng có điểm ngây ngẩn, thấy Đà Đế Cổ Thần tức giận hình dáng, lại có chút buồn cười. Ha ha, ta không chỉ có muốn đả thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Nghe nói ngươi là một cổ thi thể, chỉ vào người chết mặt, là sẽ không lại chết, ta ngày hôm nay cũng muốn xem, cái này có phải là thật hay không. Nhân quả luật, xương nghiền thanh cho rắc. Phong Gian Mộng cười lạnh, bỗng nhiên ngâm sướng ra một cái nhân quả luật, thiên địa đại lộ quy luật hỗn loạn, cửu thiên thập địa nổ ầm, vô cùng hung ác, tà ác, nghiêm ngặt hơi thở lật tràn ra. Một tiếng nổ, Đà Đế Cổ Thần bàn tay, nhất thời liền thiêu đốt lên liền lửa lớn. Ngọn lửa kịch liệt cháy, thật giống như thật phải đem hắn xương nghiền thanh cho rắc vậy. Tam Vĩ, ngươi dám phản bội ta, thiên đạo không tha cho ngươi, ngươi sớm muộn phải gặp thiên phạt mà chết. Trong hư không, truyền ra Đà Đế Cổ Thần kịch liệt tức giận tiếng kêu thảm thiết, bàn tay hắn cấp tốc dần dần biến mất. Phong Gian Mộng đem hết toàn lực, nói rõ là muốn giết hắn. Hắn là không dám liều mạng. Dẫu sao nơi này là thế giới hiện thật, ở chỗ này liều mạng, đặc biệt không lý trí. Luân hồi chi chủ, người vô địch, lại có thể liền Tam Vĩ đều bị ngươi mê hoặc. Bất quá, ngươi chính là vô lượng cảnh tầng thứ ba, liền dám bước vào không không lúc nào không, đó là tự tìm cái chết. Ta hôm nay xác thực chật vật, trấn áp không được ngươi, nhưng ta sẽ để cho Hùng Bá gia tộc ra tay, Hùng Bá Thiên sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Đà Đế Cổ Thần lại bỏ xuống mấy câu lời độc ác, thanh âm tàn bạo bên trong, mang vô hạn mệt mỏi ý, cuối cùng nơi có khí tức cũng dần dần không nhìn thấy đi xuống. Diệp Thần có thể thật sâu cảm nhận được, Đà Đế Cổ Thần không cam lòng, không biết làm sao, oán niệm vân. Vân tâm trạng. Đà Đế Cổ Thần cũng không phải là một cái độc lập thần, hắn bản thân chính là được sáng tạo ra, sau lưng dính líu tới rất nhiều nhân quả. Hiện tại Vũ Hoàng Cổ Đế, đã bước chân vào không không lúc nào không, Đà Đế Thiên Tông bên kia, có lẽ sẽ đem hắn vứt bỏ, sau này đề cử Vũ Hoàng Cổ Đế là thần. Diệp Thần cười một tiếng, đại khái có thể dự cảm đến, Đà Đế Cổ Thần muốn suy sụp. Hắn sau này đi đến không không lúc nào không, cần nhất lo lắng kẻ địch, không phải Đà Đế Cổ Thần, mà là Hồng Quân Lão Tổ, Cổ Tinh Môn Cốt Thiên Đế các người. So với Đà Đế Cổ Thần, có lẽ Hùng Bá gia tộc Hùng Bá Thiên. Càng để cho Diệp Thần cảm thấy uy hiếp. Ở lúc trước, Diệp Thần mà đắc tội với Hùng Bá Thiên. Hùng Bá Thiên thậm chí nói qua, nếu như luân hồi trận doanh có người phi thăng, tới nhiều ít hắn giết nhiều ít. Hiện tại Đà Đế Cổ Thần, muốn mời Hùng Bá Thiên ra tay, đối phó Diệp Thần, người sau nhất định là đặc biệt tình nguyện. Phong Gian Mộng đánh lui Đà Đế Cổ Thần, nhưng là cao hứng vô cùng, mặt tươi cười, nói tốt lắm, Diệp Thần, cái gì Đà Đế Cổ Thần. Ta vì ngươi giết lui, đáng tiếc hắn chạy nhanh hơn, nếu không ta thật đem hắn xương nghiền thanh cho rắc, ha ha, ngươi tiếp tục phi thăng đi. Diệp Thần cười nói, Phong Gian Mộng, ngươi như thế không vâng lời Đà Đế Cổ Thần, thật không sợ thiên phạt sao? Phong Gian Mộng hì hì cười một tiếng, nói, ngươi là ta Hải Đăng, cho dù có cái gì thiên phạt, cũng là ngươi trước chịu đựng. Diệp Thần cười một tí, nói, đúng rồi, ta nhớ ngươi trước kia đã từng nói. Nếu như ta làm ngươi Hải Đăng, ngươi có thể kêu cửu vĩ ra tay,
trong ứng ngoài hợp, Chu Diệt Dạ Hàn tới. Dạ Hàn cũng là một cái uy hiếp, nếu như có thể giải quyết, vậy dĩ nhiên là thiên đại hảo sự. Phong Gian Mộng nói, được a, không thành vấn đề, nhưng Cửu Vĩ nói, ngươi vậy cái huyết long, nó rất là thích, ngươi muốn gọi nó hỗ trợ, cầm huyết long đưa cho nó làm thức ăn đi. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, thanh âm vậy băng lạnh xuống, nói, làm ta chưa nói. Liên tiếp tục hướng bầu trời cuối đi tới. Phong Gian Mộng le lưỡi một cái, xem Diệp Thần sắc mặt biến hóa lớn như vậy, nàng cũng biết, huyết long nhất định là hắn cấm kỵ, tuyệt không thể nào lấy ra giao dịch. Chủ nhân, người cầm ta đưa cho Cửu Vĩ nuốt, đây có lẽ là chuyện tốt, ta có thể phản nuốt Cửu Vĩ, không bằng chúng ta thử một chút. Dẫu sao ta có luân hồi huyết mạch trợ lực, ta không tin vậy Cửu Vĩ, có thể có bản lãnh chiếm đoạt luân hồi huyết mạch. Núp ở Diệp Thần trong cơ thể huyết long, đột nhiên truyền thanh nói. Diệp Thần sợ hết hồn, không nghĩ tới huyết long điên cuồng như vậy, lại còn muốn phản nuốt Cửu Vĩ. Cửu Vĩ lực lượng, Diệp Thần là đích thân cảm thụ qua. Nếu như Cửu Vĩ toàn lực bùng nổ nói, so với thiên đế cấp 9 còn lợi hại hơn. Huyết long muốn phản nuốt, nói dễ vậy sao? Đừng nói ngu nói. Diệp Thần cắt đứt huyết long ý niệm, nói chúng ta đi trước cát thành, nhâm tiền bối đang chờ chúng ta. Huyết long không biết làm sao, nói, được rồi. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, sải bước đi tới trước, đã đi mau đến bầu trời cuối. Quay đầu vừa thấy, thiên địa cách nhau, mây mù vần quanh, Diệp Thần đã không thấy được tinh nguyệt giới mọi người thân ảnh. Nhược Tuyết, Võ Giao, Kỳ Lâm, Huyền Hàn Ngọc Tiên Tử, ta đi trước một bước, hy vọng chúng ta cũng có thể sớm ngày đoàn tụ. Diệp Thần lẩm bẩm nói nhỏ, rồi sau đó liền xuyên qua bầu trời cuối không gian mạc trướng, trực tiếp phi thăng đi không không lúc nào không. Ở hắn xuyên qua không gian màn che ngay tức thì, vậy 10 khối luân hồi huyền bia, cũng là như có linh tính, đồng loạt bay lên trời, trở về đến trên người hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lần này thập huyền thông thiên trận, để cho được tất cả luân hồi huyền bia, tiêu hao to lớn, cần lắng đọng một đoạn thời gian, mới khá để cho linh khí lần nữa khôi phục. Diệp Thần cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, thật giống như có vô cùng không gian khí lưu gió bão, vô cùng sấm sét, ở mình quanh thân gầm thét gào thét, nhưng chung quanh một phiến đen nhánh, hắn cái gì vậy không thấy được. Trong sâu thẳm, thật giống như lại có một cổ lực lượng, đang che chở trước hắn, để cho hắn khỏi bị hết thảy nổi loạn uy hiếp. Diệp Thần biết, đó là Nhâm Phi Phàm, ở trong chỗ u minh che chở mình. Dần dần, Diệp Thần ở vô biên hắc ám bên trong, thấy được một luồng quang minh. Vậy một luồng quang minh, ẩn chứa trong đó một tấm bảng danh sách. Vậy bảng danh sách, là thiên địa đại lộ lực, tạo hóa thành, phơi bày tử kim màu sắc, thần quang vạn nặng, thủy ải rối rít. Đó là cái gì? Diệp Thần ánh mắt nhìn tới, vậy bảng danh sách, là hắn phi thăng không không lúc nào không, đầu tiên thấy đồ, tựa hồ là loại nào đó đại đạo báo trước. Đưa mắt nhìn dưới, Diệp Thần liền thấy, trên bảng danh sách có 10 cái chỗ ngồi, tựa hồ là một đạo hạng bảng, phía trên có mỗi một cái tên sắp hàng. Xếp hạng trước 3 vị, là Hồng Quân Lão Tổ, Thích Già Phật Tổ, Đao Thiên Đế 3 người. Thiên cơ bắt dưới, Diệp Thần cũng biết, cái này bảng danh sách. Chính là trong truyền thuyết Thiên Đế Bảng. Thiên Đế Bảng, thu lục không không lúc nào không, cường đại nhất 10 vị thiên đế. Diệp Thần quét nhìn bảng danh sách, lại không phát hiện Đà Đế Cổ Thần tên chữ. Đà Đế Cổ Thần đã rơi ra Thiên Đế Bảng, xem ra thế cục biến hóa, so ta tưởng tượng còn nhanh hơn hơn. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, Đà Đế Cổ Thần bị Vũ Hoàng Cổ Đế ăn cắp lực lượng, mất đi thiên tội cổ kiếm, trước đây chặn đánh hắn phi thăng lại thất bại. Gặp gỡ nặng đả kích nặng, từ một đời bá chủ, hoàn toàn suy sụp thành phổ thông thiên đế, liền tiến vào thiên đế bảng tư cách cũng không có. Nhưng, Diệp Thần cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì hắn biết, Đà Đế Thiên Tông bên trong, còn có Hùng Bá gia tộc, Lớn Chu gia tộc tồn tại, như nhau khó đối phó. Hơn nữa, coi như Đà Đế Cổ Thần suy sụp, hắn áp lực, cũng không có giảm bớt. Hồng Quân Lão Tổ mang cho hắn uy hiếp, là ngút trời vậy to lớn. Có thể khẳng định, ở không không lúc nào không bên trong, Diệp Thần địch nhân cường đại nhất, chính là Hồng Quân Lão Tổ. Đà Đế Cổ Thần rơi ra bảng danh sách sau đó, thay thế hắn hạng người, kêu Đao Thiên Đế. Diệp Thần bắt được một chút nhân quả liên lạc, cái này Đao Thiên Đế, lại có thể cùng Hàn Diễm có liên quan. Hắn cẩn thận suy tính,
lại là phát hiện, Đao Thiên Đế lại chính là Hàn Diễm phụ thân, là Thiên Đao gia tộc đại chủ tể. Thiên Đao gia tộc có Thiên Đao nguyên thể, đao pháp hết sức lợi hại, đối đao kiếm thần quyết bên trong vô tưởng một đao, điều nghiên cực sâu. Gia chủ Đao Thiên Đế, lại là vô tưởng một đao tập đại thành người, bá đạo vô cùng, nhưng trước đây chỉ là Thiên Đế cấp 8, còn không tư cách bước lên Thiên Đế bảng. Hắn con trai Hàn Diễm, xuất thân Thiên Đao gia tộc, cũng không luyện đao, mỗi ngày học kiếm, trực tiếp thanh Đao Thiên Đế tức hộc máu, kích động sau này, phá rồi sau đó lập, vô tưởng một đao cao hơn một tầng lầu, đột phá đến Thiên Đế cấp 9, thậm chí một lần hành động chen rớt Đà Đế cổ thần vị trí, thành làm Thiên Đế bảng trước ba nhân vật lớn. Cái này đao kiếm thần quyết, vô tưởng một đao, uy năng kinh khủng, có thể tưởng tượng được. Đao Thiên Đế vốn cũng không chí cường giả, nhưng vô tưởng một đao tu luyện tới đỉnh cấp cảnh giới sau đó, lập tức nghịch thiên quật khởi, thậm chí có cùng Hồng Quân lão tổ, Thích Già Phật tổ cùng uy tín lâu năm cường giả tranh phong tư cách. Diệp Thần dòm ngó gặp đủ loại thiên cơ, biết Đao Thiên Đế truyền kỳ, nội tâm cũng là khá là chấn động. Hắn chỉ nước một kiếm, cùng vô tưởng một đao, cộng thuộc đao kiếm thần quyết. Đao Thiên Đế luyện thành vô tưởng một đao, lập tức liền nghịch thiên quật khởi, trở thành không không lúc nào không cao cấp nhất một trong cường giả. Nếu là hắn chỉ nước một kiếm, vậy tu luyện tới đỉnh cấp cảnh giới, có lẽ cũng có thể vấn đỉnh chí cao. Ta và Hàn Diễm là bạn tốt. Nếu có thể tranh thủ được hắn phụ thân chống đỡ, đối với ta luân hồi trận doanh, rất có ích lợi. Diệp Thần nghĩ thầm. Hắn thấy Thiên Đế trên bảng mặt, trước ba hạng, hạng là trên dưới phủ động, Hồng Quân lão tổ, Thích Già Phật tổ, Đao Thiên Đế cái này ba người, ai là mạnh nhất, còn không xác định. Nhưng không nghi ngờ chút nào, thực lực hạng trước ba, chính là bọn họ ba cái. Thích Già Phật tổ vô tâm thế sự, chỉ một lòng hướng tới tinh không bờ bên kia. Cùng Diệp Thần hợp tác, chỉ là ngắn hạn. Ban đầu Diệp Thần cho mượn Phật Tổ một trang tinh không đạo thư, mới lấy được rồi hợp tác cơ hội. Hiện tại hắn đi tới không không lúc nào không, dựa theo ước định ban đầu, Phật Tổ phải đem tinh không đạo thư, trả lại cho hắn. Sau đó, Phật Tổ liền sẽ kết thúc hợp tác, lần nữa ẩn tích, lại nữa hỏi tới thế sự. Diệp Thần luân hồi trận doanh, muốn phải lớn mạnh, cần lôi kéo cường giả khác chấn giữ. Nếu như có thể lôi kéo Đao Thiên Đế, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Hàn Diễm là bị gia tộc đuổi ra ngoài, mỗi ngày học kiếm không luyện đao, cùng gia tộc mâu thuẫn 10 phần to lớn, Diệp Thần muốn lôi kéo Đao Thiên Đế nói, tựa hồ cũng không phải chuyện dễ. Lắc đầu một cái, Diệp Thần thở dài một cái, không nghĩ nhiều nữa. Như thế nào lớn mạnh luân hồi trận doanh, những chuyện này, còn cần và Nhâm Phi Phàm thương lượng một tí. Tại Thiên Đế trên bảng mặt, Diệp Thần lại thấy được cốt Thiên Đế, Thiên Khải Chí Tôn cùng tên của người, nhưng cũng không nhìn thấy Nhâm Phi Phàm và Võ Tổ tên chữ. Nhâm Phi Phàm và Võ Tổ, cái này hai người là hết sức là đặc thù tồn tại, cũng không có bị thiên địa thu ghi. Nhâm Phi Phàm là dựa vào luân hồi sách cướp xám, trực tiếp thay đổi đi qua, một bước lên trời, trở thành Thiên Đế cấp 9, thủ đoạn này quá nghịch thiên, so với Diệp Thần cấm thần phi thăng thủ đoạn, còn muốn ngoại hạng tuyệt đối lần. Như vậy nghịch thiên thủ đoạn, Nhâm Phi Phàm không có bị thiên phạt tru diệt, đã là kỳ tích, tuyệt không thể nào leo lên Thiên Đế bảng, bởi vì muốn leo lên bảng danh sách này, phải đạt được đại lộ đồng ý, lên bảng sau đó, sẽ có đại lộ ban phúc lực thêm thân, có thiên đại chỗ tốt. Còn như Võ Tổ, hắn cường đại là võ đạo, cũng không phải là thần thông, tự thân Thiên Đế khí tương đối yếu kém, mạnh mẽ là thể chất, võ lực, là thành khẩn bạo diệt dã man lực lượng, không là dựa vào nội tức linh khí. Cho nên, Võ Tổ không có lên bảng. Nhưng bàn về chân thật sức chiến đấu, phỏng đoán liền Hồng Quân Lão Tổ và Thích Già Phật Tổ, cũng không dám khinh thị hắn. Trừ Thiên Đế bảng bên ngoài, Diệp Thần lại mơ hồ dòm ngó gặp cái khác bảng danh sách. Thiên Đế bảng phơi bày màu tím kim, lại kêu Tử Kim bảng. Trừ cái này ra, còn có Huyền Kim bảng, Huyền Ngân bảng, Huyền Đồng bảng, Thép bảng vân. Vân, đều là thiên địa đại lộ tạo hóa bảng danh sách. Thu lục tất cả cảnh giới người mạnh nhất. Ví dụ như thép bảng, chính là mộ đạo bảng, ghi chép thần đạo cảnh bên trong người mạnh nhất, vậy xếp hạng thứ nhất người, bất ngờ là lớn Chu gia tộc Chu Võ Hoàng. Chu Võ Hoàng từng là thiên đế, từ chém tu vi hạ xuống thần đạo cảnh, nội tình nhất là thâm hậu, hắn xếp hạng thứ nhất, cũng ở đây Diệp Thần dự liệu bên trong. Suy nghĩ chuyển động tới giữa, Diệp Thần thấy rất nhiều bảng danh sách khí tượng tản đi,
một phiến mênh mông hoang vu thế giới, xuất hiện ở hắn dưới mắt. Đó là một phiến to lớn sa mạc, một mắt không thấy được cuối. Gió cát đầy trời tới giữa, đứng sừng sững một tòa hùng vĩ thành trì, sầm uất hưng thịnh, tiếng người ồn ào, chợ phiên buôn bán tương đương náo nhiệt, chính là trong truyền thuyết Cát Thành. Cát Thành là tuyệt đối khu an toàn, là đạo tông sáng lập thành trì, nghiêm cấm đấu nhau. Nếu như có người dám ở cát trong thành tranh đấu, liền sẽ gặp phải đạo tông bắt trừng phạt, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, đạo tông cũng ở đây cát trong thành, bày ra nhân quả luật. Ở cát trung ương thành, có một vũng nước suối, coi như người ở cát thành bên trong, bị giết chết, đều có thể lập tức ở nước suối bên trong sống lại. Cho nên, ở cát trong thành tranh đấu giết người, không có chút ý nghĩa nào, bởi vì người khác có thể không điều kiện, không hạn chế, không tổn thất sống lại. Tự mình tranh đấu, sẽ còn bị đạo tông trừng phạt, cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng, ở cát trong thành, không tồn tại bất kỳ thiên địa linh khí, không có bất kỳ đại lộ chúc phúc lực lượng, người bất kỳ ở cát trong thành tu luyện, tu vi cũng sẽ không chút nào tiến bộ. Mà cát thành bên trong, lại có rất nhiều hơn nhân quả luật hạn chế, ví dụ như luyện khí tuyệt đối thất bại, luyện đan tuyệt đối thất bại, tuần thú tuyệt đối thất bại vân. Vân, đạo tông sáng lập cát thành. Chỉ là đơn thuần muốn thành lập một cái khu an toàn, cung cấp không không thời không mọi người, ở chỗ này bày sạp giao dịch, buôn bán ra vật phẩm, đạo tông lại từ bên trong rút ra thuế, phụ cấp tông môn. Cho nên, Cát Thành lại kêu chủ thành, là không không lúc nào không lớn nhất vật phẩm giao dịch, tình báo lưu chuyển trung tâm. Chỉ cần ngươi có đầy đủ nguyên ngọc, ở chỗ này có thể mua được bất kỳ đồ. Ngoài ra, nếu như ở bên ngoài, chân thực sống không nổi nữa, cũng có thể ở cát trong thành sống tạm, dẫu sao nơi này là khu an toàn. Nhưng cũng chỉ có thể sống tạm, muốn tu luyện tiến bộ nói, tuyệt không khả năng. Diệp Thần có thể bắt được, Cát Thành bên trong, Nhâm Phi Phàm và Ngụy Dĩnh hơi thở. Chỉ cần hắn hạ xuống, là có thể thấy Nhâm Phi Phàm. Diệp Thần lại thấy, ở Cát Thành bốn phía trong sa mạc, có rất nhiều người, đang bỏ mạng hướng Cát Thành chạy đi, phía sau đi theo một ít người đuổi giết. Những người đó, hiển nhiên là đang chạy trốn, chỉ cần chạy trốn tới Cát Thành, có thể có được an toàn che chở, không cần lo lắng kẻ thù đuổi giết. Nhưng Diệp Thần nhưng tiếc nuối thấy, không hề thiếu người chạy trốn, ở sắp đến Cát Thành thời điểm, liền bị người đuổi kịp, trực tiếp giết chết, chỉ để lại tràn đầy oán hận. Cát Thành cửa thành, không thiếu người ra ra vào vào, đều ở đây là những cái kia không thể thành công chạy trốn người, cảm thấy thổn thức. Diệp Thần lắc đầu một cái. Thu liễm nội tâm nghĩ bậy, chậm rãi từ trời cao bên trong, hạ xuống. Hắn hơi thở hoàn toàn che giấu, không có bại lộ luân hồi năng lượng ba động. Cùng lúc đó, Diệp Thần cảm giác được, có đại đạo chúc phúc lực, ở thân thể mình bao quanh, đây là hắn phi thăng sau khi thành công, lấy được ban phúc. Ảo tưởng quy luật cùng nhân quả luật diệu pháp, các loại không không bí ẩn, từng cái xông lên Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần có chút kích động, lần này cấm thần phi thăng. Cuối cùng là thành công. Hắn không phải người lén qua, mà là một cái đường đường tránh tránh người phi thăng, lấy được đại lộ ban phúc, nắm giữ ảo tưởng quy luật cùng nhân quả luật lực lượng. Còn như thuộc về hắn phi thăng thiên kiếp, bởi vì có Nhâm Phi Phàm áp chế, ít nhất phải đến nửa năm sau đó, mới sẽ hạ xuống. Cái này nửa năm thời gian, Diệp Thần có thể chuyên tâm chuẩn bị, nghênh đón thiên kiếp. Mau xem, nơi đó có một người phi thăng. Chặc chặc. Một phi thăng liền hạ xuống Cát Thành, lão tử năm đó cũng không có như thế nhát gan. Không đúng, vô lượng cảnh tầng thứ ba, hắn làm sao phi thăng? Có thể che giấu hơi thở liền chứ? Cát Thành bên trong, từng đạo ánh mắt, ngửa mặt lên trời nhìn về Diệp Thần, không thiếu nghị luận thanh âm vang lên. Tuy nói Diệp Thần đã tận lực che giấu hơi thở, nhưng đại lộ ban phúc hơi thở, là vô luận như thế nào cũng không che giấu được, người người đều biết hắn là một cái người phi thăng. Cát Thành bên trong, một nơi lộ thiên trong quán trà. Một cái tiêu sái chàng thanh niên, đang cùng một cái cô gái đổ trắng uống trà. Chính là Nhâm Phi Phàm và Ngụy Dĩnh. Nhâm tiền bối, Diệp Thần tới. Ngụy Dĩnh thấy Diệp Thần tới, tại chỗ liền ngồi không yên, đứng dậy. Nàng trước đây trước Diệp Thần một bước, bị phong gian mộng mang tới Cát Thành, bây giờ thấy Diệp Thần rốt cuộc cũng tới, nàng há có thể không kích động. Cấm thần phi thăng. Đây cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, trước kia người thành công, chỉ có một cái, đó chính là thần bí Nguyệt Thần Thiên Đế.
Diệp Thần là cái thứ hai. Ừ, đừng kích động, ngồi xuống đi. Nhâm Phi Phàm nắm ly trà tay, hơi có chút run động, khi nhìn đến Diệp Thần hạ xuống sau đó, hắn nội tâm cũng có chút kích động, nhưng ngoài mặt, vẫn là duy trì bình tĩnh, cũng không có bại lộ thiên cơ. Ngụy Dĩnh vậy sợ bại lộ, liền vội vàng ngồi xuống, ánh mắt như cũ hội tụ ở Diệp Thần trên mình, nhìn hắn chậm rãi hạ xuống, đã mau rơi vào cát thành bảo vệ che chở bên trong. Cát thành có một tầng bảo vệ che chở, xuyên qua tầng này bảo vệ che chở, coi như chính thức tiến vào cát thành bảo vệ phạm vi, coi như bị giết chết, đều có thể không điều kiện sống lại. Suy rồi. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần mau phải xuyên qua bảo vòng bảo vệ thời điểm, một đạo cực kỳ nhọn chói tai tiếng xé gió, thật giống như đem bầu trời cũng nghiền bạo, đột ngột vang lên. Cái này đạo tiếng xé gió, là như vậy mãnh liệt bá đạo, trực tiếp ở cát thành bốn phía, nhấc lên kịch liệt gió bão, nổi lên ngàn chục nghìn tấn cát vàng, gió cát cuồn cuộn, như ngày tận thế hạ xuống. Một căn cốt mâu, phá không hướng Diệp Thần bắn tới. Cái này căn cốt mâu, nhọn ác liệt, phía trên hiện đầy máu tươi. Những thứ này máu tươi, mang thiên đế khí, che đậy thiên cơ. Từ những cái kia máu tươi phía trên, Diệp Thần bắt được Vũ Thiên Đế nhân quả. Vũ Thiên Đế bị giết chết. Mà đây căn cốt mâu, không nghi ngờ chút nào, là Cốt Thiên Đế bắn chết đi ra ngoài. Cốt Thiên Đế giết chết Vũ Thiên Đế, dùng nàng máu tươi, rèn luyện cốt mâu, che giấu thiên cơ, một kích phá không, hướng Diệp Thần nghiền giết tới. Một kích này, thật sự là quỷ thần khó lường, thiên cơ mù mịt, không thể dự gặp. Rắc rắc. Nhâm Phi Phàm bóp nát ly trà, sắc mặt cuồng biến. Cho dù là hắn, vậy không dự cảm đến Cốt Thiên Đế phải ra tay. Cái này một căn cốt mâu bắn chết, hoàn toàn ra hắn dự liệu. Bởi vì, Cốt Thiên Đế là giết chết Vũ Thiên Đế, dùng nàng máu tươi, che giấu thiên cơ. Cái này cốt mâu lực đạo, vậy khống chế đến vừa đúng lúc, vừa vặn có thể đánh chết vô lượng cảnh tầng thứ ba Diệp Thần, liền một chút lực lượng cũng không có tràn ra. Hiển nhiên, Cốt Thiên Đế cũng là hết sức cẩn thận, e sợ cho lực lượng quá lớn, sẽ kích động thiên cơ, bị Nhâm Phi Phàm trước thời hạn phát hiện. Lần này Nhâm Phi Phàm thấy cốt mâu giết tới, đã không cách nào cản đường cản trở. Hắn trong lòng liền liên phát ăn gian vạn điều nhân quả luật, hóa thành một đạo màu máu nước lũ, nghịch thiên vọt lên. Nhưng chuyện ra vội vàng, hắn ra tay vẫn là chậm. Cây kia cốt mâu, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt phá không giết trong chớp mắt đến Diệp Thần trước mặt, cũng không có bị Nhâm Phi Phàm ngăn lại. Mộ chủ chú ý. Luân hồi mộ địa bên trong, Bắc Minh Thiên Đế giống to, muốn ngăn trở, nhưng cũng là không còn kịp rồi. Diệp Thần con người co rúc lại, thấy vậy cốt mâu bắn tới, biết mình chết chắc. Sống chết trước mắt, hắn chỉ kịp thoáng nghiêng về thân thể một chút, để cho nguyên bản muốn xuyên qua tim hắn cốt mâu, xuyên qua hắn vai trái. Một kích này xuyên qua, tuy không bên trong chỗ hiểm, nhưng cốt mâu trên hiệp mang ngút trời lực lượng, vẫn là ngay tức thì để cho Diệp Thần đau hôn mê bất tỉnh, cả người đều giống như bị biến dạng, vỡ nát. Hắn thân thể, bị cốt mâu mang bão tố bay ra, trong nháy mắt phóng ngàn vạn dặm, nghiền bạo trùng trùng hư không, ngay chớp mắt không thấy bóng dáng. Thấy một màn này, toàn bộ cát thành người, đều kinh hãi. Chạy trốn tới cát thành người, cuối cùng thất bại bị giết, thất bại trong gang tấc, đây là rất thường gặp sự việc. Nhưng mới vừa, nếu như đám người không nhìn lầm, vậy cốt mâu, tựa hồ là xuất từ Cốt Thiên Đế tay. Cốt Thiên Đế, nhưng mà Thiên Đế trên bảng nhân vật lớn, ngày thường vô cùng thiếu ra tay, mỗi lần ra tay đều là long trời lở đất, gió tanh mưa máu. Vậy tiểu tử là người nào, một cái mới vừa phi thăng ra hỏa, lại có thể để cho Cốt Thiên Đế tự mình ra tay chu diệt. Ha ha, lại dám đắc tội Cốt Thiên Đế, thật là không sợ chết. Vậy coi là hắn xui xẻo, chỉ thiếu chút xíu nữa, liền có thể đi vào cát thành. Cát thành một hồi xôn xao, rất nhiều người tò mò, không biết Diệp Thần thân phận, có thể đưa tới Cốt Thiên Đế tập sát. Nhâm tiền bối, Diệp Thần hắn. Ngụy Dĩnh hoàn toàn luống cuống, gương mặt một phiến trắng bệch. Mới vừa sự việc, quá mức đột ngột đáng sợ, nàng đầu ngay tức thì một phiến chỗ trống. Vèo. Mà Nhâm Phi Phàm bóng người, đã từ tại chỗ biến mất. Diệp Thần cảm thấy mình đã chết, nhưng thật giống như lại không chết, chỉ là thân thể đau dữ dội. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu tiên nhìn, liền thấy trên trời nóng rực mặt trời. Lại nhìn chung quanh một chút,
là một phiến vắng lặng nóng bỏng sa mạc, có rất nhiều hơn khô héo dược liệu. Ta ở nơi nào? Ta còn chưa có chết. Nơi này là các thành vùng lân cận sao? Diệp Thần vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng vai trái chuyển tới nghiêm trọng đau nhức. Một căn cốt mâu, xuyên qua hắn đầu vai. Hắn không có chết, chỉ là thương thế vô cùng nghiêm trọng. Luân hồi mộ địa bên trong, trống trơn như vậy, Bắc Minh Thiên Đế thần hồn tiêu tán. Diệp Thần ngẩn ngơ, mờ mịt mất mát, mơ hồ dòm ngó hôm nay cơ hội, biết cốt Thiên Đế một kích này, vốn là có thể giết chết hắn. Nhưng, Bắc Minh Thiên Đế cháy thần hồn, hy sinh tự thân, là Diệp Thần giữ một đường sinh cơ. Cốt Thiên Đế nghìn tính vạn tính, coi là bầm Diệp Thần đủ loại lá bài tẩy, nhưng lại không biết, Diệp Thần còn có cuối cùng một lá bài tẩy, đó chính là luân hồi mộ địa. Chính là bởi vì có luân hồi đại năng bảo vệ, cho nên Diệp Thần mới không có chết. Chỉ là, hắn bị thương quá nghiêm trọng, xuyên qua hắn đầu vai cốt mâu, hắn thậm chí không dám rút ra, sợ rút ra một cái, liền sẽ lập tức mất máu bị thương nặng mà chết. Nơi này là sa mạc, cát thành ở trước mặt sao? Diệp Thần khô miệng môi khô, sa mạc kịch liệt nhiệt độ cao, cơ hồ phải đem hắn nướng chín, hắn ngước mắt trước xem, nhưng không thấy được bất kỳ đồ, chỉ có mờ mịt cát vàng, đất cát trên gò cát trồng đầy dược liệu, nhưng tất cả dược liệu cũng khô héo. Rất kỳ quái, người nào sẽ đem dược liệu trồng ở trong sa mạc mặt? Diệp Thần thương thế quá nghiêm trọng, đã suy tính không tới cái gì thiên cơ. Huyết Long vậy bị liên lụy, rơi vào trọng thương ngủ mê man. Diệp Thần sử dụng toái tâm linh, lay động chuông, muốn liên lạc Nhâm Phi Phàm. Nhưng chuông thanh âm, nhưng chỉ giới hạn ở hắn tấc vuông tới giữa, không cách nào phát ra ngoài. Diệp Thần lúc này mới nhớ tới, Phong Gian Mộng sợ toái tâm linh thanh âm, sớm bày ra nhân quả luật. Ở 7 ngày thời gian bên trong, Diệp Thần là không thể sử dụng toái tâm linh, dùng cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Nữ nhân này, phải bị nàng hại chết. Diệp Thần cắn răng cười khổ một tí, không thể làm gì khác hơn là đem toái tâm linh thu hồi, lê bước chân nặng nề tiến về trước. Chính hắn vậy tinh thông y thuật, nhưng cốt Thiên Đế tạo thành sát phạt, không phải thông thường châm cứu đan dược, thuật pháp thần thông có thể cứu chữa. Hắn cần đủ mạnh mẽ dược liệu. Một đường đi tới trước, Diệp Thần phát hiện mình vận khí, đích xác là tốt được ngoại hạng. Hắn lại có thể thấy được một cái ốc đảo bên trong, liền trồng đầy dược liệu. Những dược liệu này, linh khí hòa hợp, ánh sáng rực rỡ tích chứa, vừa thấy liền biết không phải là vật phàm. Thật là trời cũng giúp ta, trời không tuyệt ta. Diệp Thần đại hỉ, sải bước đi qua. Hắn đi tới ốc đảo bên trong, cái mũi ngửi trước từng cơn thuốc hương, lập tức phát động Bắc Minh Thôn Thiên Pháp. Oanh! Cuồng bạo Bắc Minh thương sóng, ngay tức thì cuộn sạch ra, nạn lụt chìm ngập nguyên phiến ốc đảo, vậy chìm ngập tất cả dược liệu. Diệp Thần thân thể, thật giống như thành một cái hắc động, chung quanh từng bụi dược liệu, toàn bộ bị hắn chiếm đoạt, hấp thu. Tất cả dược liệu, cũng khô héo xuống, linh khí toàn bộ hội tụ đến Diệp Thần trong cơ thể. Diệp Thần cắn nuốt đại lượng dược liệu, thương thế thoáng chuyển biến tốt, khôi phục một chút tinh thần. Hắn khẽ cắn răng, trước lấy ra mấy cây ngân châm, cắm ở đầu vai chung quanh vết thương huyệt khiếu trên, lại chậm rãi đem cốt mâu rút ra. Cốt mâu rút ra ngay tức thì, một đạo màu đen máu tươi vậy đi theo biểu ra, Diệp Thần thiếu chút nữa đau được ngất đi. Thật may hắn mới vừa cắn nuốt đại lượng dược liệu, linh khí khôi phục không thiếu, miễn cưỡng cũng có thể chịu đựng ở. Cái này cốt Thiên Đế, thật là thiếu chút nữa thì cầm ta giết đi. Diệp Thần nhìn trong tay nhuốm máu cốt mâu, cũng là cảm thấy từng cơn nghĩ mà sợ, trong lòng đối Bắc Minh Thiên Đế, lại không có so cảm kích. Nếu như không phải là Bắc Minh Thiên Đế, hy sinh mình, vậy hiện tại người chết, rất có thể chính là hắn. Hiện tại bước vào không không lúc nào không, Diệp Thần là thắm thía cảm nhận được, mình và cốt Thiên Đế chênh lệch. Cốt Thiên Đế là Thiên Đế chủ thần. Hắn liền một cái hạ vị thần đều không phải là, giữa song phương sức chiến đấu chênh lệch, ít nhất là hàng tỷ lần tính toán, to lớn đến không thể tưởng tượng nổi bước. Nơi này cũng không phải là thế giới hiện thật, sẽ không lại có cái gì quy luật hạn chế. Diệp Thần cảm thấy nghẹt thở, nếu như hắn trực diện cốt Thiên Đế mà nói, sợ rằng sẽ bị đối phương một chiêu trong nháy mắt giết. Phải mau sớm tăng lên thực lực, nếu không ta ở đó chút vĩ đại tồn tại trước mặt, chẳng qua là con kiến hôi tồn tại. Diệp Thần nắm quyền một cái, nội tâm âm thầm nghĩ. Thật may, hắn cũng không phải là một thân một mình,
hắn cũng có hộ đạo giả. Có Nhâm Phi Phàm che chở hắn, những cái kia cao cao tại thượng, vĩ đại tồn tại cửa, muốn tổn thương hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá lần này, Cốt Thiên Đế là đủ tàn bạo, lại có thể giết chết Phú Thiên Đế, dùng nàng máu tươi che giấu thiên cơ, né tránh Nhâm Phi Phàm dòm ngó, đưa đến Diệp Thần thiếu chút nữa bị nhất kích giết chết. Chư Thần Hoàng Hôn. Diệp Thần tay cầm cốt mâu, thúc giục Chư Thần Hoàng Hôn thuật pháp, đem vậy cốt mâu, trực tiếp phá hủy thành ố vàng mảnh xương vụn. Hắn là sợ Cốt Thiên Đế phong tỏa tọa độ, vậy thì nguy hiểm. Hoàng Hôn hơi thở, ở trong sa mạc tràn ra đi, thật giống như kinh động cái tồn tại gì ở. Diệp Thần nghe được phương xa, có trận loạt tiếng bước chân nhanh chóng truyền tới. Có người tới. Ta được cẩn thận một chút. Diệp Thần trong lòng rét một cái, lúc này thương thế hắn khôi phục chút, nguyên khí vậy khôi phục bộ phận, dựa vào đủ loại lá bài tẩy, đối phó người bình thường là vậy là đủ rồi. Xem Cốt Thiên Đế như vậy cường giả, ở không không lúc nào không, lác đác không có mấy. Ở không không lúc nào không, vô lượng cảnh tồn tại, vượt qua nửa số, có thể có chân thần cấp sức chiến đấu, đã là bao trùm ở phần lớn người bên trên, có chút thực lực kinh khủng thậm chí có thể khai tông lập phái, đào tạo tín đồ. Cho nên, lấy Diệp Thần sức chiến đấu, thật ra thì hắn ở phần lớn người bình thường trước mặt, cũng coi như là cường giả, tuyệt không phải cái gì con kiến hôi. Chỉ bất quá hắn đối mặt kẻ địch, đều mạnh lớn được quá mức ngoại hạng, mới lộ vẻ được hắn thực lực chưa đủ. Đạp đạp đạp. Phương xa, một đội chiến sĩ ăn mặc người, chiếu vào Diệp Thần mi mắt. Bọn họ bất chấp gió cát, sải bước đi tới trước. Cái này phiến sa mạc, quy luật đặc biệt vững chắc, liền ngự gió phi hành cũng khó khăn, chớ nói chi là biến dạng hư không. Đội kia chiến sĩ, ước chừng hơn 10 người, tu vi hơi thở ở vô lượng cảnh trung kỳ, ở trong bão cát tiến về phía trước khá là khó khăn, nhưng bọn họ bước chân 10 phần trầm ổn có lực, hiện ra một cổ cường hãn khí phách. Diệp Thần gặp những chiến sĩ kia, chỉ là vô lượng cảnh trung kỳ, trong bụng hơi định. Trước mắt hắn tuy bị thương, nhưng còn sót lại sức chiến đấu, vậy đủ để tiêu diệt bán thần trở xuống người. Vậy mười mấy chiến sĩ, giữa eo đều là đeo loan đao, xa xa thấy Diệp Thần, làm hại toàn bộ ốc đảo, tất cả dược liệu cũng không còn gì vô tồn, bọn họ sắc mặt nhất thời thay đổi. Thằng nhóc, ngươi là người nào, dám hủy xấu xa ta Thiên Đan Tông dược liệu, tự tìm cái chết. Là Xích Vương giáo phái ngươi tới. Những chiến sĩ kia bất chấp gió cát, sải bước vào tới. Vây quanh Diệp Thần, mắt tức giận lửa quát hỏi. Ngoài mặt, Diệp Thần chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 3 tu vi, hơn nữa còn mang thương trong người, cũng không có đưa tới những chiến sĩ kia coi trọng. Tại hạ, Trần Dạ, gặp qua các vị. Ta không phải cái gì Xích Vương giáo người, cái này ốc đảo bên trong dược liệu, là các ngươi nuôi trồng. Ta bị thương trong người, dùng các ngươi dược liệu, thật là xin lỗi. Nơi này có điểm hoàng kim nguyên ngọc. Không biết có đủ thường hay không thường. Diệp Thần sử dụng một túi nhỏ hoàng kim nguyên ngọc, đưa tới. Trước đây hắn cướp lấy cửu thiên phục long ấn cơ duyên, chém chết rồng thần, thu hoạch được không thiếu nguyên ngọc, ân làm thật lại cho hắn rất nhiều, phần lớn cầm đi bổ túc thanh liên phân thân, nhưng hắn vậy giữ lại một phần nhỏ xuống dự bị. Nguyên ngọc nhưng mà không không thời không ngoại tệ mạnh, hoàng kim nguyên ngọc giá trị lại là chân quý. Vậy mười mấy chiến sĩ. Gặp Diệp Thần nói chuyện khách khí như vậy, hơn nữa còn cầm ra hoàng kim nguyên ngọc bồi thường, sắc mặt nhất thời hoãn hòa một chút tới. Hơn nữa bọn họ cẩn thận cảm ứng thiên cơ, từ Diệp Thần trên mình, đúng là bắt không tới bất kỳ địch ý nào, dự đoán cũng không phải là kẻ địch, nhất thời an lòng rất nhiều. Các hạ nếu không phải Xích Vương giáo người, làm sao biết sử dụng Chư Thần Hoàng Hôn thuật pháp? Một người chiến sĩ thái độ thay đổi, khách khí hỏi nói. Diệp Thần trong bụng hơi rét một cái, hỏi cái này Xích Vương giáo là. Vậy chiến sĩ nói, là hoàng hôn cự nhân dưới quyền giáo phái. Diệp Thần à đích một tiếng, nói quả nhiên. Thật ra thì hắn nghe được Xích Vương giáo ba chữ thời điểm, liền mơ hồ bắt được cùng hoàng hôn cự nhân có liên quan nhân quả. Ta cùng hoàng hôn cự nhân, ân oán cửu hận không nhỏ, ta tuyệt không phải cái gì Xích Vương giáo người. Diệp Thần đúng sự thật đáp. Vậy mười mấy chiến sĩ, nghe được Diệp Thần như thế nói, nhất thời bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Bởi vì bọn họ bắt được thiên cơ, có thể cảm nhận được Diệp Thần cùng hoàng hôn cự nhân tới giữa, đích xác là có sâu đậm mâu thuẫn cửu hận. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một người chiến sĩ run giọng nói, ngươi,
Một mình ngươi vô lượng cảnh tầng thứ ba, làm sao cùng hoàng hôn cự nhân kết thù? Hắn nhưng mà cửu đỉnh cảnh thượng vị thần à. Truyền thuyết hắn cửu đỉnh đã đúc thành, đã sắp bước vào thông thiên cảnh, trở thành không vô thần vương. Ở không không lúc nào không bên trong, vô lượng cảnh là tầng dưới chót nhất tồn tại, tạo thành toàn bộ không không thời không tầng dưới chót nền tảng, số người vậy tối đa, hơn một nửa. Những cái kia thần cao cao tại thượng minh, không tiện làm việc lặt vặt việc mệt nhọc, chính là giao cho vô lượng cảnh người xử lý. Vô lượng cảnh bên trên, chính là thần đạo cảnh, đây là chân thần cảnh giới, tuy chỉ là hạ vị thần, nhưng đã bao trùm ở rất nhiều người bên trên. Thần đạo cảnh tiến thêm một bước, chính là trời nguyên cảnh, có thể hấp thu không không lúc nào không bổn nguyên nhất lực lượng, cũng gọi chung vị thần, là không không thời không chư hầu, có xẻ thịt một khối, xưng bá thời không lực lượng. Còn như chung vị thần phía trên, chính là thượng vị thần, cảnh giới kêu cửu đỉnh cảnh, có thể ở trong người đúc cửu đỉnh, hấp thu số lớn thiên địa nguyên khí. Cửu đỉnh đúc thành, cửu đỉnh quy nhất, liền có thể đánh vào thông thiên cảnh, đó là được gọi là thần vương cảnh giới. Đến thông thiên cảnh, vậy khoảng cách cao nhất thiên đế chủ thần cảnh giới, cũng không xa. Không không thời không cảnh giới tu luyện, tầng thứ rõ ràng, cảnh giới cấp cao nhất, liền có thể đè chết người, một cái ý niệm. Liền có thể đem hạ vị người xóa bỏ. Cảnh giới cùng cảnh giới giữa chênh lệch lớn đến làm người ta hít thở khó khăn bước. Vô lượng cảnh và cửu đỉnh cảnh tới giữa, vậy chênh lệch là không thể tưởng tượng nổi to lớn, ở giữa còn cách thần đạo cảnh và thiên nguyên cảnh. Vô lượng cảnh và cửu đỉnh cảnh võ giả, cơ hồ không tồn tại kết thù có thể, bởi vì cửu đỉnh cảnh cường giả, chỉ là thân thể uy áp, tư tưởng khí thế, một cái ánh mắt, liền có thể cầm vô lượng cảnh nghiền nổ. Một cái vô lượng cảnh võ giả, thậm chí còn không có đắc tội cửu đỉnh cảnh thượng vị thần tư cách. Cho nên, ở cảm thấy được Diệp Thần, lại có thể và hoàng hôn cự nhân tới giữa, tồn tại trực tiếp xung đột cừu hận, tại chỗ tất cả chiến sĩ, đều kinh hãi. Diệp Thần cười khổ một tí, cũng không biết giải thích như thế nào, cũng không thể giải thích. Hắn đến từ thế giới hiện thật, bởi vì thực tế phép tắc hạn chế, hắn đã từng cùng hoàng hôn cự nhân, đánh được có tới có lui. Thế nhưng chỉ là thiên địa bảo vệ. Hiện tại đi tới không không lúc nào không, không có bất kỳ hạn chế nào dưới tình huống, Diệp Thần thật trực diện hoàng hôn cự nhân, chỉ có bị một cái tát đập chết kết quả. Cửu đỉnh cảnh hoàng hôn cự nhân, là thượng vị thần. Một cái thượng vị thần, đã có thể gọi là vĩ đại tồn tại. Bất quá có Nhâm Phi Phàm hộ đạo, Diệp Thần ngược lại không cần quá mức lo lắng. Chỉ cần cho hắn một chút thành thời gian dài, hắn có lòng tin. Tương lai chém chết hoàng hôn cự nhân. Trần Dạ công tử, xem ra ngươi là giỏi lắm nhân vật lớn, xin đến ta Thiên Đan Tông tụ họp một chút. Những chiến sĩ kia cửa, cung cung kính kính hướng Diệp Thần cúi đầu, phát ra mời. Bọn họ cảm thấy, Diệp Thần thân phận không đơn giản. Nếu không, cũng không khả năng cùng hoàng hôn cự nhân kết thù. Có thể cùng một cái thượng vị thần kết thù, bản thân này chính là thực lực chứng minh. Diệp Thần nói, hiện nơi này không phải Cát Thành sao? Một người chiến sĩ nói, không phải, nơi này là Thiên Đan giới, là ta Thiên Đan Tông lãnh địa, cùng Cát Thành tới giữa, cách nhau vũ trụ năm ánh sáng, đặc biệt xa xôi. Diệp Thần ngẩn người, xem ra mình bị cốt thiên đế một mâu đánh bay, lại có thể bay ra vũ trụ năm ánh sáng vậy khoảng cách rất xa. Cốt thiên đế lực lượng, thật là ngoại hạng, thật may mạng hắn lớn, nếu không nhất định phải chết. Nơi này vẫn là chủ thế giới sao? Diệp Thần lại hỏi, hắn biết không không lúc nào không, có chủ thế giới, lần thế giới, hoang thế giới phân chia. Chỉ có chủ thế giới, mới thật sự là không không lúc nào không, lần thế giới và hoang thế giới, đều là thuộc về hạ giới. Vậy chiến sĩ nói, đúng vậy, ta Thiên Đan giới thuộc về chủ thế giới, chỉ không quá chúng ta những đệ tử này, không thành kết quả, một mực không có thể tu luyện tới thần đạo cảnh. Hơn nữa ta Thiên Đan giới, chủ yếu lấy dược liệu luyện đan sở trường, võ đạo nhưng lại yếu kém, để cho Trần Dạ công tử chê cười. Diệp Thần gật đầu một cái, rõ ràng tới đây. Ở chủ trong thế giới, cũng không phải nói tất cả người, đều là thần minh. Vô lượng cảnh phổ thông võ giả, như cũng chiếm cứ tuyệt đại đa số. Bởi vì ở chủ thế giới ra đời người, bọn họ cũng phải cần từ tầng dưới chót nhất bắt đầu tu luyện, tuy nói chủ thế giới linh khí dư thừa. Bọn họ tốc độ tu luyện xa so người ngoài nhanh nhẹn, nhưng muốn trở thành thần mà nói, vậy tuyệt không phải chuyện dễ. Một cái thần đạo cảnh hạ vị thần,
hàm kim lượng là đặc biệt đầy đủ. Vậy chiến sĩ lại nói, ta thiên đan giới, vốn là sơn thanh thủy tú thế giới, nhưng bởi vì bị hoàng hôn cự nhân để mắt tới, hắn phái xích vương giáo khắp nơi quấy rối, lợi dụng chư thần hoàng hôn thuật pháp, làm ta thiên đan giới lãnh thổ, rơi vào nghiêm trọng sa mạc hóa, cho nên nơi này sa mạc mới như thế nghiêm trọng. Diệp thần nói, thì ra là như vậy. Hắn đi theo những chiến sĩ kia cửa, một đường bất chấp gió cắt tiến về phía trước, rốt cuộc đã tới một phiến to lớn ốc đảo bên trong. Cái này phiến ốc đảo, ở thiên đan giới trung ương nhất, cũng là thiên đan tông sơn môn chỗ, vách đá quái thạch, núi cao chót vót kỳ phong, thanh tùng thúy bách, thụy thảo hòa hợp, tiên đào kết quả, linh khí mười phần dư thừa, khắp nơi trồng đầy dược liệu. Ở sơn môn dưới, lại có rất nhiều thôn trang nhỏ, các thôn dân đang giúp đỡ xử lý dược liệu, một phiến yên lặng khí tượng, như thế ngoại đào nguyên. Mát rượi thuốc hương, xông vào mũi, để cho Diệp thần tinh thần đại chấn, hơi có chút tâm thần sảng khoái cảm giác. Trần Dạ công tử, mời. Những chiến sĩ kia mời Diệp thần, tiến vào thiên đan tông sơn môn. Diệp thần gật đầu một cái, tiếp tục tiến về phía trước, liền thấy thiên đan tông sơn môn lãnh địa các nơi, thờ phụng một pho tượng. Đó là một cái tư thái ung dung, khí chất ưu nhã cô gái, cả người như có ánh trăng tích chứa, tiên khí tung bay. Diệp thần nhìn một cái, thiên cơ bắt, lập tức liền nhận ra. Đó lại là Nguyệt thần thiên đế pho tượng. Nguyệt thần thiên đế, là cái đầu tiên cấm thần người phi thăng. Diệp thần có thể phi thăng, vậy là dựa vào Nguyệt thần thiên đế lưu lại thập huyền thông thiên trận. Lúc này hắn thấy thiên đan tông người, lại cung phụng Nguyệt thần thiên đế pho tượng, tất nhiên kinh hãi, nói. Các ngươi là Nguyệt thần thiên đế tín đồ. Đám người chiến sĩ đều là ngạc nhiên, một người hỏi, Trần Dạ công tử, người cũng nghe qua Nguyệt thần thiên đế truyền thuyết. Vậy là đặc biệt cổ xưa bí mật à, ngoại giới thiên cơ cơ hồ không thể ngửi nổi. Diệp thần nói, Nguyệt thần thiên đế đi qua, ta không quá biết được, nhưng ta biết, nàng tựa hồ là thế gian vị thứ nhất cấm thần phi thăng nhân vật, còn chưa tới thành thần thời điểm, liền cưỡng ép phi thăng. Đám người chiến sĩ giữ kín như bưng, nói, đúng là như vậy, Nguyệt thần thiên đế còn có đủ loại truyền thuyết, nhưng chúng ta là nhất hèn mọn, tầng dưới chót nhất tín đồ, là không tư cách nói bậy bạ, Trần Dạ công tử. Ta mang ngươi đi gặp Đan Huyên tiểu thư đi, nàng là Nguyệt thần thiên đế lắng nghe người. Diệp thần gật đầu một cái, đối vị kia Nguyệt thần thiên đế, cũng là sinh ra nồng đậm hứng thú. Ban đầu hắn muốn trấn áp bán vĩ thời điểm, bán vĩ còn muốn cầm Nguyệt thần thiên đế bảo tàng bí mật, thành tựu trao đổi. Nguyệt thần thiên đế là vị thứ nhất cấm thần người phi thăng, nàng lưu lại bảo tàng, nhất định là 10 phần phong phú. Nếu như mình đạt được, thực lực tất nhiên càng cường đại hơn. Đám người chiến sĩ để cho Diệp thần tại chỗ chờ, bọn họ đi vào truyền đạt. Chỉ chốc lát sau, một người chiến sĩ đi ra nói, Trần Dạ công tử, Đan Huyên tiểu thư muốn gặp ngươi. Liền dẫn Diệp thần đi tới giữa sườn núi một cái lộ thiên tu luyện trên trận. Chỉ gặp vậy tu luyện trên trận, một cái kiếm bảo ông già, đang chỉ điểm một cô gái luyện kiếm, bên sân là chút người làm, còn có mấy cái nhìn như đức cao vọng trọng trưởng lão nhân vật. Đan Huyên tiểu thư. Ta cho ngươi diễn luyện một lần Trảm Thiên Cửu Kiếm, đây chính là truyền thuyết bên trong, từ luân hồi đại lộ diễn sinh ra kiếm pháp, có Trảm Thiên Oai, ở chỉ nước một kiếm và thiên đấu đại đồ kiếm còn không ra đời trước, cái này Trảm Thiên Cửu Kiếm, chính là thiên địa tạo hóa lợi hại nhất tồn tại. Lão Phu may mắn, từng đạt được thiên đạo ban phúc, lĩnh ngộ mấy chiêu Trảm Thiên Cửu Kiếm. Kiếm kia bảo ông già cầm trong tay trường kiếm, lên mặt cụ non nói, liền muốn diễn luyện kiếm pháp. Cô gái kia lại nói, vạn lão tiền bối, không phải nói luân hồi quy luật, bao trùm ở chư thiên bên trên sao. Làm sao còn có kiếm pháp, sao Trảm Thiên Cửu Kiếm còn lợi hại hơn. Kiếm kia bào lão giả nói, nhân định thắng thiên mà, ta nghe thiên đấu đại đồ kiếm, là trên tinh không vĩ đại tồn tại sáng tạo, mà thôi nước một kiếm, càng không được, hội tụ vô số tiên hiền cường giả trí khôn, uy lực đương nhiên là vượt qua Trảm Thiên Cửu Kiếm. Hơn nữa kiếm đạo nhiều năm tạo hóa. Vậy sản sinh ra không thiếu kiếm pháp, có thể cùng Trảm Thiên Cửu Kiếm sánh bằng, thậm chí còn lợi hại hơn một chút, dẫu sao người là không ngừng tiến bộ, tổng có một ít cường giả, có thể nghịch thiên. Nhưng bất kể như thế nào, cái này Trảm Thiên Cửu Kiếm, vậy có thể nói là nhất lưu kiếm pháp, Đan Huyên tiểu thư, ngươi nhìn cho thật kỹ. Dứt lời, kiếm kia bảo ông già, liền bắt đầu diễn luyện. Diệp thần xem hắn sử kiếm chiêu, quả nhiên chính là Trảm Thiên Cửu Kiếm. Kiếm 1000 dặm tuyết,
kiếm nhị đông mưa nghe lôi, kiếm tam hàn xuân mang chồng, kiếm bốn đại hạ long tước vân. Vân kiếm chiêu, làm cho có chiêu có thức, nhưng chính là quá mức lòe loẹt, ít một chút dứt khoát ác liệt quả quyết sát phạt. Trảm thiên cửu kiếm tinh túy, chính là ác liệt, quả quyết, sát phạt đoạn tuyệt, lúc này mới có trảm thiên khí phách. Quá mức lòe loẹt nói, ngược lại mất kiếm đạo tinh túy. Diệp thần đối trảm thiên cửu kiếm, lĩnh ngộ là 10 phần tinh thâm, cho nên một mắt tới giữa, liền nhìn ra cái này ông lão vấn đề. Nhưng cô gái kia, cũng không hiểu như thế nhiều, gặp vậy ông già diễn kiếm hoa lệ, kiếm khí ngang dọc, làm người ta hoa cả mắt, liền vỗ tay khen ngợi, mặt đầy hưng phấn hướng tới vẻ, lại nói. Kiếm pháp này tốt, kiếm pháp này rất tốt, ta thiên đan tông võ đạo quá yếu, cũng chỉ biết luyện đan mài thuốc, vạn lão tiền bối. Người có thể được tướng cái này trảm thiên cửu kiếm, thật tốt truyền thụ cho ta. Vậy ông già thu kiếm mỉm cười nói, không thành vấn đề, đan huyên tiểu thư, lão phu đã được trảm thiên cửu kiếm tinh túy, truyền thụ cho ngươi cũng không sao, chỉ là. Cô gái kia chính là thiên đan tông nghìn vàng, đan huyên tiểu thư. Nàng nghe được lão già kia nói, liền cười nói, yên tâm, vạn lão tiền bối, ngươi muốn bấy nhiêu đan dược, ta cũng cho ngươi, xích vương giáo xâm phạm sắp tới. Ta phải học biết kiếm pháp của ngươi, đem đi đối phó xích vương giáo người. Vậy ông già cười nói, lão phụ ổn thỏa đem trảm thiên cửu kiếm tinh túy, toàn bộ truyền thụ cho đan huyên tiểu thư. Đan huyên tiểu thư đại hỉ, tựa hồ nghĩ tới tương lai mình thực lực cường đại hình ảnh, vỗ tay nói, vậy thì tốt quá. Diệp thần xem tới nơi này, cũng nhìn không được nữa, cao mày ngắt lời nói, vị này lão tiền bối, trảm thiên cửu kiếm tinh túy, sợ rằng ngươi còn không lĩnh ngộ. Lời nói này rơi xuống, nhất thời toàn trường đều kinh hãi, tất cả mọi người ánh mắt, đồng loạt hội tụ ở Diệp thần trên mình. Các hạ là ai? Kiếm kia bảo ông già nhướng mày một cái, gặp Diệp thần tu vi, chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ ba, lại dám lên tiếng làm nhục mình, nói mình còn không lĩnh ngộ trảm thiên cửu kiếm tinh túy, nếu như không phải là cố kỵ có người ngoài tại chỗ, hắn sớm xuất kiếm tiêu diệt. Diệp thần sau lưng một cái thiên đan tông chiến sĩ bước ra khỏi hàng. Nói, đan huyên tiểu thư, vạn lão tiền bối, vị này chính là Trần Dạ công tử. Hắn lại hướng Diệp thần giới thiệu, Trần Dạ công tử, vị này lão tiền bối kêu vạn ngọc thư, là mộ đạo trên bảng cường giả. Diệp thần ga, một tiếng, nghe được vạn ngọc thư ba chữ, tựa hồ cũng có chút ấn tượng. Hắn nhớ mới dòng tới không không thời không thời điểm, dòm ngó hôm nay cơ hội, thấy đủ loại bảng danh sách, trong đó ở mộ đạo thép trên bảng mặt, tựa hồ liền thấy có vạn ngọc thư tên chữ. Xếp hạng cuối cùng một vị. Nguyên lai là vạn ngọc thư tiền bối, mộ đạo bảng hạng ghế chót vĩ đại tồn tại, tại hạ Trần Dạ, hạnh hội hạnh hội. Diệp thần chắp tay. Hạng ghế chót, vĩ đại tồn tại, cái này tám chữ, vạn ngọc thư nghe vào trong tai, nhưng cảm thấy 10 phần chói tai, sắc mặt nhất thời đổi được đặc biệt khó khăn xem. Sau lưng hắn có hai người tùy tùng, đứng dậy, hướng về phía Diệp thần quát lên, to gan. Lại dám như thế cùng vạn thần tiên nói chuyện. Vạn Ngọc Thư ha ha cười một tiếng, giơ tay lên một cái, ngừng tùy tùng nói chuyện, hướng Diệp thần nói, vị này. Trần Dạ công tử, mới vừa ta nghe các chiến sĩ nói, ngươi cùng hoàng hôn cự nhân có thủ oán. Mới vừa rồi thiên đan tông chiến sĩ, đi vào hướng đan huyên tiểu thư truyền đạt, nói Diệp thần thân phận không đơn giản, chính là vô lượng cảnh tầng thứ ba, lại cùng hoàng hôn cự nhân kết thù, Vạn Ngọc Thư tự nhiên cũng nghe được. Có thể cùng một cái thượng vị thần kết thù. Bản thân này chính là thực lực chứng minh, Vạn Ngọc Thư hết sức cẩn thận, cho dù Diệp thần lời nói xúc phạm, hắn cũng không dám tùy tiện trở mặt. Diệp thần nghe Vạn Ngọc Thư hỏi, khẽ cau mày, lại không thể tùy ý tiết lộ thiên cơ. Đan huyên tiểu thư vậy hào hứng hỏi, đúng vậy, Trần Dạ công tử, ngươi là làm sao cùng hoàng hôn cự nhân kết thù. Nàng vậy rất là tò mò, không biết vô lượng cảnh tầng thứ ba Diệp thần, như thế nào có tư cách có thể trực diện hoàng hôn cự nhân. Diệp thần tâm niệm chuyển động, liền từ từ mở miệng nói, hoàng hôn cự nhân vẫn là vô lượng cảnh thời điểm, từng cùng tại hạ tranh đấu qua mấy lần. Ở không không lúc nào không bên trong, nói láo là rất khó che giấu, bởi vì vừa nói, liền sẽ kích động thiên cơ, người khác thoáng suy tính, liền biết thật giả. Xem Diệp thần ẩn núp luân hồi hơi thở, dùng tên giả Trần Dạ, liền cần phải hao phí to lớn tinh lực, đi che giấu thiên cơ. Hắn cũng không có dư thừa tinh lực. Lại đi che giấu lời nói dối. Thật may, ban đầu bởi vì thực tế phép tắc hạn chế, Diệp thần cùng hoàng hôn cự nhân giao thủ thời điểm,
đối phương tu vi đúng là bị hạn chế đến vô lượng cảnh. Hắn cũng không coi là nói láo. Đan Huyền tiểu thư vừa nghe, nhất thời cảm thấy thất vọng, nói, thì ra là như vậy, ta còn lấy vì ngươi chính là vô lượng cảnh, thì có trực diện thượng vị thần tư cách đây. Lời nói này, Diệp Thần nghe vào trong tai, nhưng cũng cảm nhận được một chút đau nhói. Thượng vị thần quá mạnh mẽ, đừng nói hắn hiện tại bị thương trong người, coi như là khỏe hẳn trạng thái, chỉ sợ cũng khó mà đối kháng. Chờ ta thương thế khôi phục, đi liền lập tức gặp Nhâm tiền bối, xử lý xong trước mắt nhân quả, liền đi tìm cơ duyên, mau sớm tăng lên thực lực mới được. Coi như không thể chiến thắng thượng vị thần, ít nhất cũng phải có chống lại bảo toàn tánh mạng tư cách. Diệp Thần trong lòng nghĩ như vậy. Vạn Ngọc Thư vui vẻ cười to, nhất thời cảm thấy yên tâm, nói như vậy, Trần Dạ công tử chỉ là phổ thông vô lượng cảnh võ giả mà thôi, chẳng lẽ ngươi kiếm đạo đặc biệt lợi hại sao? Lại dám nói lão phu Trảm Thiên Cửu kiếm không được. Diệp Thần nói, tại hạ tu vi bình thường, nhưng cái này Trảm Thiên Cửu kiếm, nhưng có chút điều nghiên thể ngộ. Chân chính Trảm Thiên Cửu kiếm, không phải tiền bối như thế dùng. Vạn Ngọc Thư hừ một tiếng, không nói, vậy phải thế nào dùng? Trần Dạ công tử liền diễn luyện một lần. Vừa nói đem trường kiếm trong tay, thầm vận cương khí, cách không ném cho Diệp Thần. Diệp Thần không giấu vết, tiện tay tiếp, kiếm cương khí trên người, hóa tại vô hình, hắn tùy kiếm lắc lắc đầu nói, tại hạ bị thương trong người, bất tiện múa đao làm kiếm. Đem trường kiếm ném đưa cho Vạn Ngọc Thư. Vạn Ngọc Thư mặt liền biến sắc, gặp Diệp Thần ung dung hóa giải được hắn kiếm cương khí trên người, trong lòng hơi có chút kiêng kỵ. Suy nghĩ, thằng nhóc này giấu giếm thực lực. Đan Huyền tiểu thư quan sát tỉ mỉ Diệp Thần, gặp Diệp Thần nội tức đích xác là khá là yếu ớt, trên vai trái vết thương khổng lồ, còn mang vết máu, liền nói. Trần Dạ công tử, ta Thiên Đan Tông đan dược phong phú, cha ta trước đây không lâu, vừa vặn luyện chế được một lò thiên tâm đại hoàn đan, hiệu quả chữa thương cực tốt, ta đưa chữa thương cho ngươi cũng được. Nhưng ngươi thương thế tốt liền sau đó, tu được dạy ta kiếm pháp. Vừa nói liền phân phó xuống người, phải đi đem thiên tâm đại hoàn đan lấy ra. Vạn Ngọc Thư kinh hãi, nói, Đan Huyền tiểu thư, cái này thiên tâm đại hoàn đan, người trước mặt nói cấp cho ta. Đại lộ tranh phong thi đấu sắp tới, Vạn Ngọc Thư thành tựu mộ đạo nhân vật trên bảng, cũng bị mời tham gia. Tranh phong thi đấu hung hiểm trùng trùng, nếu như có thể có một viên thiên tâm đại hoàn đan nơi tay, chí ít tánh mạng có mấy phần bảo đảm. Cho nên... cái này thiên tâm đại hoàn đan, Vạn Ngọc Thư chí ở tất được, lại không thể để cho Diệp Thần đoạt đi. Đan Huyền tiểu thư cười nói, nhưng mà vị này Trần Dạ công tử, hắn Trảm Thiên Cửu kiếm so ngươi lợi hại à, ta cùng hắn học kiếm là tốt. Vạn Ngọc Thư vội la lên, hắn chính là vô lượng cảnh, kiếm pháp làm sao có thể so với ta lợi hại. Đan Huyền tiểu thư cười nói, nếu như hắn kiếm pháp không ngươi lợi hại, hắn cũng không dám như thế nói. Thiên cơ thấy rõ dưới. Đan Huyền tiểu thư mơ hồ dòm ngó gặp, Diệp Thần kiếm đạo khí tượng, đích xác là ở Vạn Ngọc Thư bên trên. Vạn Ngọc Thư thật ra thì vậy mơ hồ thấy được, nhưng hắn nơi nào chịu cúi đầu chịu thua, lớn tiếng nói, vậy ta liền cùng Trần Dạ công tử đấu kiếm, cao thấp thắng bại, thử một lần liền biết. Đan Huyền tiểu thư nói, nhưng hắn đều bị thương, làm sao còn cùng ngươi so kiếm. Vạn Ngọc Thư đang định nói chuyện, chợt nghe đang đích một tiếng, Thiên Đan Tông Sơn môn đỉnh, gõ tiếng chuông. Một cái quản gia hình dáng ăn mặc ông già, từ tu luyện bên sân đi tới trước, nói tiểu thư, chưa thiện thời gian đến, có chuyện gì, vẫn là cùng dùng trước qua chưa thiện nói sau. Không không lúc nào không tràn đầy hắc ám cùng hỗn loạn, mỗi cái người đều có bị hắc ám mài mòn, thậm chí cắn nuốt nguy hiểm. Giữ quy luật ăn uống cùng làm tức, tại thân thể bên trong thành lập được một cái trật tự, có thể hữu hiệu đối kháng hắc ám cùng mài mòn. Cho nên, giống vậy gia tộc cùng tông phái. Cũng sẽ ở cố định thời gian làm thức ăn uống, thời khắc duy trì thân thể trật tự ổn định. Được rồi, Vạn lão tiền bối, Trần Dạ công tử, vậy chúng ta cùng nhau dùng qua chưa thiện nói sau. Đan Huyền tiểu thư vỗ tay một cái, hi hi cười cười nói. Diệp Thần và Vạn Ngọc Thư, đi theo Đan Huyền tiểu thư, ở quản gia dưới sự hướng dẫn, đi tới bán sơn chỗ, một tòa thật to thiện đường cung điện bên trong. Thiện đường cung điện bên trong, điêu long họa phượng. Trang sức xa hoa, có thể gặp Thiên Đan Tông nội tình, cũng là khá là thâm hậu. Thiên Đan Tông tất cả trưởng lão, hộ pháp, đệ tử nòng cốt, đều đã ngồi xuống. Ngồi ở thủ tịch vị trí, là cái hơi thở khoáng đạt,
cả người đan khí như sấm, người đàn ông trung niên, hắn tôn hào là đan đế, là Thiên Đan Tông tông chủ, cũng là đan huyên tiểu thư phụ thân. Cái này đan đế, tu vi tối đa thiên nguyên cảnh, cũng chính là trung vị thần, xa xa không tới thiên đế chủ thần bước. Cái này đan đế tên chữ, thật ra thì chỉ là một danh hiệu, Thiên Đan Tông triều đại tông chủ, cũng được gọi là đan đế. Bất quá Diệp Thần gặp Thiên Đan Tông kiến trúc trang sức, như vậy xa hoa, muốn đến ở đã từng, Thiên Đan Tông cũng là vô cùng là huy hoàng tông phái, nhất định là sản sinh ra qua thiên đế chủ thần nhân vật lớn. Đan huyên tiểu thư ngồi vào đan đế bên người, dỉ tai mấy câu, đan đế gật đầu một cái, ánh mắt không ngừng quan sát Diệp Thần và Vạn Ngọc Thư. Diệp Thần và Vạn Ngọc Thư, phân biệt ngồi ở hai bên trái phải tân khách chỗ ngồi, ngồi đối diện nhau. Trong đại điện có thiếu nữ múa lên, có vui sư gõ chuông thổi xanh, giọng điệu tiếng càng, đáng địch tim trần. Chỉ chốc lát sau, đan đế nói tiếng mở tiệc, liền liệt đỉnh mà thực. Từng cái người làm, bưng từng cái hai lỗ tai bốn chân huyền đồng đỉnh nhỏ đi lên, đỉnh nhỏ bên trong để thịt linh thú, còn có chuyên tâm nuôi trồng tiên thóc linh quả, đỉnh nhỏ hạ là một cái nhỏ cái khung, phía trên để than lửa, giữ thức ăn nhiệt độ. Diệp Thần liền đỉnh ăn thịt, tai nghe trước chuông cổ đàn sáu tiếng, nhìn thiếu nữ ca múa, trong lòng ngược lại cũng cảm thấy mười phần thoải mái. Đây là chuông vang đỉnh thực, là đại hộ nhân gia đứng đầu. Thiên Đan Tông võ đạo nội tình tuy yếu, nhưng bởi vì đan đạo thịnh hành, dựa vào luyện đan mài thuốc, cũng có thể được lợi được bồn mãn bát mãn, cho nên tài nguyên đầy đủ, phô trương thật lớn. Mà Thiên Đan Tông cung cấp ăn uống, linh khí mười phần dư thừa, Diệp Thần ăn uống sau đó, thương thế thoáng giảm bớt, nguyên khí khôi phục, thân thể thư thái rất nhiều. Thủ tịch bên trên, đan đế mỉm cười nhìn về Diệp Thần, nói, Trần giả công tử, người thương thế khá hơn một chút sao? Diệp Thần nói, khá hơn một chút, đa tạ đan đế tiền bối ban cho tiệc. Đan đế gật đầu một cái, cười nói, rất tốt, ta nghe tiểu nữ nói, kiếm ngươi nói, thậm chí ở Vạn Ngọc Thư bên trên, không bằng hai người các ngươi, ở nơi này so kiếm, để cho chúng ta khai mở nhãn giới cũng tốt. Diệp Thần ngẩn người, không nghĩ tới đan đế lại kêu hắn cùng Vạn Ngọc Thư, trực tiếp so kiếm. Vạn Ngọc Thư vừa nghe, đại hỉ đứng lên, rút kiếm chỉ hướng Diệp Thần nói, Trần giả công tử, nếu đan đế chí tôn muốn xem chúng ta so kiếm, vậy chúng ta liền tỉ thí một chút. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, gặp toàn trường tất cả mọi người ánh mắt, cũng họp lại, hắn là không tiện cự tuyệt, liền nói, so kiếm có thể, nhưng chúng ta chỉ đấu kiếm, không thể so với võ, càng không phải là sống chết quyết đấu. Lòng hắn muốn cái này Vạn Ngọc Thư, là mộ đạo nhân vật trên bảng, nếu như luận võ mà nói, hắn dẫu sao bị thương, sợ rằng bất lợi. Cho nên, hắn chỉ muốn so kiếm. Nếu như chỉ là đơn thuần so đấu kiếm đạo, Diệp Thần cho dù bị thương, cũng có lòng tin chiến thắng Vạn Ngọc Thư. Vạn Ngọc Thư nói liên tu, có thể, vậy chúng ta chỉ so tài kiếm đạo, người thắng lưu lại, người thua rời đi. Hắn chỉ muốn ép đi Diệp Thần, miễn được Diệp Thần cùng hắn tranh đoạt đan dược. Diệp Thần nư một tiếng, liền khiến cho liền cái ảo tưởng thuật pháp, vô căn cứ tạo hóa ra một thanh trường kiếm, nắm trong tay. Ngón này ảo tưởng thuật pháp, nhưng để cho toàn trường người phát ra một hồi kêu lên. Tuy nói ảo tưởng quy luật, là không không thời không cơ sở quy luật, nhưng vậy mà nói, vô lượng cảnh tầng thứ ba võ giả, còn không có nắm trong tay ảo tưởng năng lực. Diệp Thần nhưng ung dung nắm trong tay thi triển, quả thực ngoài mọi người dự liệu. Xem ra vị này Trần giả công tử, đúng là có chỗ hơn người. Đan đế khẽ vuốt cằm, ánh mắt nhìn một chút tả hữu các trưởng lão. Ngồi ở hắn tả hữu các trưởng lão, vội vàng suy tính thiên cơ, muốn theo dõi Diệp Thần đi qua, nhưng lại kinh hãi phát hiện, Diệp Thần đi qua, hiện đầy sương mù dày đặc, cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện thấy rõ. Lúc này, Diệp Thần cùng Vạn Ngọc Thư, đều cầm trường kiếm, đi tới trong giữa cung điện, rằng co lẫn nhau trước. Vạn lão tiền bối, người trước hết mời. Diệp Thần ôm kiếm chắp tay nói. Trần giả công tử, mời. Vạn Ngọc Thư không mặn không lạt đáp một tiếng, cũng không nói nhảm, hít sâu một hơi, hội tụ tinh thần, một kiếm liền hướng Diệp Thần gai đi giết. Hô! Cuồn cuộn gió tuyết, từ hắn trên thân kiếm cuốn lên, hình thành một cổ rét lạnh xương tuyết kiếm khí gió bão. Đây là Trảm Thiên Cửu kiếm thức thứ nhất, ngàn dặm tuyết khí tượng. Diệp Thần khẽ cau mày, Vạn Ngọc Thư một chiêu này kiếm pháp, xương tuyết khí tượng minh mông, như muốn đóng băng ngàn dặm, nhưng kiếm khí uy thế lại bị che giấu,
hơi có chút giọng khách át giọng chủ, cũng không có được Trảm Thiên Cửu kiếm tinh túy. Kiếm nhất, ngàn dặm tuyết. Diệp Thần cũng là kiếm giống nhau chiêu sử dụng, trường kiếm cuộn sạch, kiếm khí nổ tung, cuốn lên ngàn đống tuyết, trong cung điện xuất hiện phiến phiến băng hoa, mỗi một phiến băng hoa, mỗi một điểm tuyết bay, sau lưng đều mang nghiêm ngặt kiếm khí, sát phạt vô cùng. Oanh! Song kiếm giao phong. Cơ hồ là trong nháy mắt, Vạn Ngọc Thư kiếm chiêu, liền bị Diệp Thần phá hỏng. Đồng dạng là Trảm Thiên Cửu kiếm ngàn dặm tuyết, Diệp Thần kiếm đạo khí tượng, so Vạn Ngọc Thư mãnh liệt quá nhiều, vậy tinh thuần quá nhiều. Hung mãnh kiếm khí gào thét xiết ra, thiếu chút nữa thì đem Vạn Ngọc Thư thân thể cắn nát, thật may ở nguy cấp bên trong, hắn thi triển ảo tưởng pháp môn, để cho thân thể trốn vào ảo tưởng, mới né tránh Diệp Thần kiếm khí xé giết. Nhưng dù vậy, Diệp Thần kiếm khí mạnh mãnh liệt, đã có nghiền bạo ảo tưởng uy lực, vẫn là để cho Vạn Ngọc Thư được không thiếu tổn thương, tóc, râu đều bị kiếm khí vặn rơi xuống không thiếu, trên thân thể phiến phiến kiếm tổn thương, máu tươi chảy ra, hình dáng 10 phần chật vật. Thấy một màn này, toàn trường xôn xao, một phiến xôn xao. Vạn Ngọc Thư nhưng mà mộ đạo trên bảng nhân vật lớn, Diệp Thần chỉ là vô lượng cảnh tầng thứ 3 mà thôi, một kiếm này giao phong, lại là Diệp Thần đại thắng. Thằng nhóc này kiếm pháp ngược lại là lợi hại, đủ để chém ngược thần minh. Không biết là của gia tộc nào thiếu gia, ta xem hắn có thể còn có siêu phàm nội tình. Bén nhọn như vậy kiếm pháp, hắn đã có tham gia tranh phong thi đấu tư cách. Không thiếu Thiên Đan Tông cường giả, thấp giọng nghị luận. Thiên Đan Tông võ đạo tuy hơi yếu, nhưng tại chỗ trưởng lão các hộ pháp, đều không phải là người mù, thấy Diệp Thần ra tay một cái, cũng biết Diệp Thần lợi hại. Diệp Thần kiếm pháp. Đó là đủ để chém ngược thần linh tồn tại. Vô lượng cảnh chém trong ngược thần minh, ở không không lúc nào không bên trong, vậy không coi là bao nhiêu hiếm thấy. Nhưng vậy mà nói, có thể chém ngược thần linh, đều là vô lượng cảnh hậu kỳ tồn tại. Diệp Thần chỉ là chính là vô lượng cảnh tầng thứ 3, lại có thể thì có nghịch phạt thần linh tư cách, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, tại chỗ không ai dám tin tưởng. Ai yêu, Trần Giả công tử kiếm pháp như thế lợi hại sao? Đan Huyền tiểu thư thấy vậy, cũng là kinh hô thành tiếng, trong mắt lại mang sùng bái và kích động. Đan đế ánh mắt nhưng bắn ra lau một cái xâm nghiêm, tựa hồ dòm ngó thấy chút gì, nhưng lại không dám xác định, gắt gao nắm trong tay lưu ly ly rượu, tiếp tục xem cuộc chiến. Trong sân, Vạn Ngọc Thư gương mặt đã thành màu gan heo, 10 phần chật vật tức giận, nhưng cũng không chịu tùy tiện nhận thua, dậm chân vào kiếm, trầm hát nói, kiếm 6, Thánh Vương Phách Giả. Thánh Vương Phách Giả. Là Trảm Thiên Cửu kiếm chiêu thứ 6, vừa có Thánh Vương bình định thiên hạ hạo nhiên thở mạnh, cũng có Phách Giả uy áp hoàn vũ hùng bá khí tượng. Diệp Thần gặp Vạn Ngọc Thư một kiếm vung ra, vô cùng thô bạo nổ tung, như muốn tan biến tinh thần, cũng chỉ có thô bạo, không có thánh nhân giáo hóa thiên hạ trầm ổn, vẫn là không có Trảm Thiên Cửu kiếm tinh túy. Thánh Vương Phách Giả, không phải ngươi như thế dùng. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng là giống vậy một chiêu Thánh Vương Phách Giả giết ra, kiếm khí bừng bừng. Như cổ xưa Thánh Vương hạ xuống, nếu như Phách Giả uy áp thiên địa, chỉ một kiếm, liền phá hư Vạn Ngọc Thư kiếm. Phốc xích. Vạn Ngọc Thư bị Diệp Thần kiếm khí uy áp bao phủ, tại chỗ liền hộc máu, sắc mặt một phiến trắng bệch. Cái này, không thể nào, người từ nơi nào học Trảm Thiên Cửu kiếm. Còn như thế lợi hại. Vạn Ngọc Thư cả người run rẩy, nơi nào nghĩ đến Diệp Thần Trảm Thiên Cửu kiếm, có thể so với hắn lợi hại như thế nhiều. Diệp Thần vui vẻ cười to, Trảm Thiên Cửu kiếm là từ luân hồi quy luật bên trong lưu truyền ra, luận kiếm pháp thành tựu mà nói, thiên hạ này tới giữa, không người so hắn cái này luân hồi chi chủ, còn muốn thâm hậu. Đan đế, Đan Huyên tiểu thư, còn có tại chỗ Thiên Đan Tông các cường giả, thấy Diệp Thần lại là giống nhau một chiêu kiếm pháp, đánh bại Vạn Ngọc Thư, trong lòng lại là rung động. Diệp Thần tuy chỉ là vô lượng cảnh tầng thứ 3, nhưng mới vừa một kiếm kia, đích xác là có Thánh Vương uy sắp. Phách Giả nghịch thiên đại khí tượng. Vạn Ngọc Thư thấy Diệp Thần cười to hình dáng, trong lòng đau nhói, tức giận xấu hổ, nói, thằng nhóc, chớ đắc ý, đón thêm ta một kiếm. Hắn tiếng nói rơi xuống, kiếm trong tay đã là hung mãnh giết ra, sát khí cuồn cuộn, lửa giận ngút trời, lại là sử xuất Trảm Thiên Cửu kiếm thứ 8 chiêu, sát tâm vô ngân. Diệp Thần thấy một kiếm này, nhưng là cảm thấy 10 phần thất vọng. Bởi vì sát tâm vô ngân, một kiếm này tinh túy, chính là vô ngân hai chữ. Nhưng Vạn Ngọc Thư kiếm, sát khí đã là ngút trời nổ,
thật giống như rất sợ người khác không biết hắn muốn giết người vậy. Đan đế, Đan huyên tiểu thư các người, nhưng là một tiếng thét kinh hãi. Bởi vì Vạn Ngọc Thư một kiếm này, 10 phần hung mãnh bá đạo, đã vượt ra khỏi so tài phạm vi, là nói rõ muốn giết chết Diệp Thần. Hắn cuối cùng là thần đạo cảnh cường giả, mà Diệp Thần chỉ là vô lượng cảnh tầng thứ 3, thật muốn sống chết tỉ thí, tất cả mọi người đều không coi trọng Diệp Thần. Ở nơi này sát khí ngút trời, Diệp Thần nguy ở khoảnh khắc để gặp, Vạn Ngọc Thư bước chân, đột nhiên dừng lại, tất cả kiếm khí, sát khí, chiến ý, hơi ngừng. Vạn Ngọc Thư trong mắt, gắt gao trợn to, xem hướng tim mình. Không biết lúc nào, một thanh kiếm, đã xuyên qua tim hắn. Diệp Thần tay, trống trơn như vậy. Xuyên qua Vạn Ngọc Thư tim một kiếm, là hắn cắm đi lên. Nhưng ở trận tất cả người, cũng không thấy hắn động tác, liền Đan Đế cũng không nhìn thấy, thậm chí không cảm thấy Diệp Thần sát khí. Bởi vì Diệp Thần một kiếm này, sát tâm vô ngân. Chân chính Trảm Thiên Cửu Kiếm, chân chính sát tâm vô ngân. Ngươi, ngươi, ngươi. Vạn Ngọc Thư gương mặt tái mét, hoảng hốt liên tiếp lui về phía sau, mấy người tùy tùng chạy nhanh đi lên, hoảng vội vàng kêu lên, Vạn Thần Thiên. Vạn Ngọc Thư khẽ cắn răng, thở hào hển, chậm rãi đem cắm trong tim trường kiếm, rút ra, một đạo máu tươi phun ra, hắn thống khổ hừ một tiếng, bị thương rất nặng. Thật ra thì Diệp Thần một kiếm này, đã đem hắn giết chết, chỉ bất quá hắn là thần minh, có rất nhiều thời gian giải tuyến, cho nên cũng thật không có chết đi. Nhưng may là như vậy, hắn chí ít cũng có một nửa thời gian tuyến, bị Diệp Thần chặt đứt, đạo tâm bị long đong, bị thương thảm thiết. Trảm Thiên Cửu Kiếm, sát tâm vô ngân, trọng yếu nhất chính là vô ngân hai chữ. Vạn lão tiền bối, kiếm ngươi đạo hỏa hậu còn chưa đủ, trở về từ từ lĩnh ngộ đi. Chàng này so kiếm, ta xem cũng không cần lại so, thừa nhượng. Diệp Thần lui một bước, dửng dưng nói. Nhưng thật ra là hắn bị thương, kiếm pháp uy lực chưa đủ. Nếu không, mới vừa hắn một kiếm, hẳn là có thể hoàn toàn đem Vạn Ngọc Thư giết chết. Thiên Đan Tông ăn uống không tệ, Diệp Thần mới vừa ăn uống sau này, trạng thái khôi phục rất nhiều, đã là có chém ngược thần linh tư cách. Thấy Vạn Ngọc Thư bị Diệp Thần hoàn toàn đánh bại, toàn trường Thiên Đan Tông cường giả đều kinh hãi, một phiến xôn xao. Rắc rắc, Đan Đế tựa hồ dòm ngó thấy cái gì, ánh mắt như điện, bóp nát trong tay lưu ly ly rượu. Trần Gia công tử, người vậy thật lợi hại đi, người rốt cuộc là gia tộc nào xuất thân? Đan Huyên tiểu thư ngạc nhiên mừng rỡ liền liền, vỗ tay ủng hộ, lại hết sức tò mò Diệp Thần thân phận. Diệp Thần cười một tiếng, xoay người lại, hướng Đan Huyên tiểu thư nói, Đan Huyên tiểu thư, người muốn học kiếm mà nói, ta có thể dạy ngươi. Nhưng người cam kết Thiên Tâm Đại Hoàn Đan. Đan Huyên tiểu thư nghiêng đầu kêu một tiếng, cha. Đan Đế gật đầu một cái, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, sử dụng một cái bình thuốc, ném cho Diệp Thần nói, Luân. Trần Dạ công tử, cái này Thiên Tâm Đại Hoàn Đan cho ngươi, có thể giúp ngươi chữa thương, ngươi uống thuốc nghỉ ngơi một đêm, đại khái ngày mai là được khôi phục. Diệp Thần nhận lấy bình thuốc, mừng rỡ nói, đa tạ. Vạn Ngọc Thư gặp Thiên Tâm Đại Hoàn Đan, rơi xuống Diệp Thần trong tay, mà toàn trường người lại hướng Diệp Thần hết sức sùng bái, mình chịu hết sức khuất nhục điều hưu, trong lòng cảm thấy bi thương tức giận. Hắn mắt gặp Diệp Thần sau lưng không môn mở toang ra, chính là ra tay tập sát thật tốt cơ hội, liền lập tức cắn răng một kiếm đâm ra. Hắn một kiếm này, vẫn là sát tâm vô ngân, nhưng nghe lấy Diệp Thần dạy bảo, không có lại bộc lộ ra cái gì kịch liệt sát khí, âm ngoan xảo quyệt được giống như rắn độc quỷ mị. Toàn trường Thiên Đan Tông các võ giả, thấy Vạn Ngọc Thư lại ra tay đánh lén, đều là kêu lên. Diệp Thần cảm ứng 10 phần bén nhạy, đã bắt được đến sau lưng kiếm khí tiếng xé gió. Hắn liền xem cũng không xem, thậm chí không quay đầu lại, chỉ là thi triển ra chư thần hoàng hôn bí pháp. Vù vù, một tầng hoàng hôn huy quang, từ Diệp Thần trên mình tuôn ra. Vạn Ngọc Thư khua kiếm tập sát tới, thân kiếm đâm vào tầng này hoàng hôn huy quang bên trong, thật giống như gặp phải năm tháng vô tận mài mòn, thân kiếm rắc rắc sát vang dội, vết nứt thành đầy đất thiết phiến. Hắn cả người, vậy xông vào hoàng hôn ánh sáng bên trong. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khô lão suy hủ đi xuống, trong phút chốc máu thịt đều bị mài mòn hầu như không còn, chỉ còn lại một tầng da người, bọc gầy đét xương cốt. Rồi sau đó, tầng kia da người, ở năm tháng hoàng hôn ăn mòn, vậy hóa thành cướp xám. Cuối cùng, Vạn Ngọc Thư chỉ còn lại một bộ xương khô,
phát ra một tiếng thê lương gầm to sau đó, ngã xuống đất té bể thành đầy đất mảnh xương vụn. Đây là chư thần hoàng hôn xâm nhập giết, đủ để phai mờ thần minh, để cho thần minh khô cằn, lâm vào là bụi bặm. Toàn trường Thiên Đan Tông tất cả các cường giả, thấy Vạn Ngọc Thư bỏ mình, nơi có thời gian tuyến đều bị phai mờ, người vậy lâm vào là xương khô, không khỏi được tủng sợ hãi kinh hãi. Bọn họ vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Thần, khi thấy vậy một tầng hoàng hôn huy quang thời điểm, bọn họ giống như lâm vào cực hạn ác mộng bên trong, người người run rẩy không dám lên tiếng, tựa như thấy được trong truyền thuyết thượng vị thần, hoàng hôn cự nhân đích thân tới vậy. Trần Dạ công tử, người chư thần hoàng hôn thuật pháp tu vi, thật là nhất tuyệt, bội phục bội phục. Nếu như không phải là thiên cơ động minh, ta xác định ngươi là hoàng hôn cự nhân cửu nhân, ta cũng thiếu chút nữa lấy vì ngươi là Xích Vương giáo người, hoặc là Mộ Quang cổ thành người. Đan đế trước nhất phục hồi tinh thần lại, vỗ tay khen ngợi, vậy bội phục Diệp Thần chư thần hoàng hôn thuật pháp lợi hại. Tại chỗ Thiên Đan Tông các cường giả, cũng là kinh hồn phủ định. Gần đây Thiên Đan Tông, nhiều lần gặp phải Xích Vương giáo tập kích, cho nên bọn họ đều được chim sợ ná, vừa nhìn thấy có hoàng hôn ánh sáng lững lờ, liền cho là Xích Vương giáo tới, thậm chí cho là hoàng hôn cự nhân tự mình hạ xuống. Nhưng thật may, bọn họ có thể xác định, Diệp Thần cũng không phải là Xích Vương giáo người, thậm chí còn là hoàng hôn cự nhân cửu địch, sẽ không cùng Thiên Đan Tông là địch. Đan đế chí tôn, ta tiêu diệt cái này Vạn Ngọc Thư, thật sự là vạn bất đắc dĩ, là hắn đánh lén ta ở phía trước, xin đan đế chí tôn không muốn trách cứ. Diệp Thần ôm quyền, nói. Đan đế khoát tay một cái nói, không sao, là cái này Vạn Ngọc Thư tội có cần phải được, ta sẽ thay ngươi che giấu thiên cơ, miễn được bị cổ tinh môn xà thiên đế phát hiện. Diệp Thần nói, cái này Vạn Ngọc Thư, là cổ tinh môn người sao? Đan đế nói, đúng vậy, hắn tuy không phải cổ tinh môn ở sách đệ tử, nhưng đã từng là xà thiên đế người làm, mà xà thiên đế, chính là cổ tinh môn một trong năm đại thiên đế. Bàn về sức chiến đấu, đủ để cùng cốt thiên đế cũng giá tể khu. Chỉ bất quá, vậy xà thiên đế lợi hại, chủ yếu là chăn nuôi rắn độc lợi hại, còn có cả người độc công lợi hại, tự thân thiên đế tức ngã là bình thường, cho nên không tại thiên đế trên bảng, nhưng quyết không thể khinh thường hắn. Ta nghe nói năm đó ngoại thần thiên tôn Diệp Tà Thần, từng nghĩ đi cổ tinh môn cứu võ tổ, kết quả bị xà thiên đế rắn độc cắn bị thương, từ thực lực này thật to rơi xuống. Khí vận cũng lớn lớn suy yếu, cuối cùng bị Hồng Quân lão tổ phản siêu. Nếu như hắn không phải là bị xà thiên đế gây thương tích, sợ rằng Hồng Quân lão tổ sẽ không có quật khởi cơ hội. Diệp Thần nội tâm đại chấn, nghe đan đế mà nói, mơ hồ tới giữa, vậy dòm ngó thấy cổ xưa thiên cơ. Hắn thấy được cổ xưa hình ảnh, ở cực kỳ lâu trước kia, ra ra hắn là ngoại thần thiên tôn, là ngoại thần liên minh cường đại nhất tồn tại. Liền Hồng Quân lão tổ, đều bị Gia Gia hắn áp chế. Nhưng sau đó, Gia Gia hắn vì cứu võ tổ, bất hạnh bị xà thiên đế gây thương tích, từ đây chưa gượng dậy nổi. Tuy còn cất giữ ngoại thần thiên tôn vị trí, nhưng trong thực tế đã tên không hợp thực, thậm chí liền dưới quyền thế lực thượng Hoàng Thiên Cung, tọa độ đều phải hết sức che giấu, sợ bị kẻ thù phát hiện. Hồng Quân lão tổ mất đi áp chế, trực tiếp một bước lên trời, trở thành ngoại thần liên minh cường đại nhất tồn tại. Bước lên thiên đế bảng trước ba. Hôm nay Diệp Tà Thần rơi vào ngủ say, Hồng Quân lão tổ bị ngoại thần liên minh đề cử, đã chuẩn bị trở thành mới ngoại thần thiên tôn. Những chuyện này, Diệp Tà Thần cũng không có cùng Diệp Thần đề cập tới, dĩ nhiên là sợ hắn lo lắng. Diệp Thần nghe xà thiên đế ba chữ thời điểm, cả người đều có đặc biệt cảm giác không thoải mái, thật giống như toàn thân đều bị rắn độc đóng đầy, da lạnh như băng, có thể gặp vậy xà thiên đế quỷ dị mạnh mẽ, coi như chỉ là niệm đến hắn tên chữ, đều có dính không rõ nguy hiểm. Mà Vạn Ngọc Thư, chính là xà thiên đế đã từng là người làm một trong. Diệp Thần cùng cổ tinh môn, đã sớm kết sinh tử đại thù, coi như đắc tội nữa xà thiên đế, vậy không coi vào đâu. Nhưng đan đế chịu là hắn che giấu, ngược lại cũng miễn đi hắn rất nhiều phiền toái. Đa tạ đan đế chí tôn che giấu, nếu không, tại hạ như bị xà thiên đế để mắt tới, vậy cũng phiền toái. Diệp Thần chắp tay nói cảm ơn. Đan đế gật đầu nói, ừ, Trần Dạ công tử, người tối nay nghỉ ngơi chữa thương, chờ ngày mai thương thế chuyển tốt, lại truyền thụ tiểu nữ kiếm đạo võ công, tại hạ vô cùng cảm kích. Diệp Thần nói, ừ. Đêm đó, Diệp Thần liền ở Thiên Đan Tông một nơi trong phòng khách nghỉ ngơi, ở ăn vào thiên tâm đại hoàn đan sau đó,
Diệp thần vận công điều tức, điều dưỡng thương thế. Cái này thiên tâm đại hoàn đan, đích xác là linh diệu kỳ hiệu, Diệp thần sau khi uống, lại điều tức chữa thương, thương thế liền nhanh chóng hết bệnh. Một đêm sau này, Diệp thần thương thế đã khôi phục 7-8 phần, không được đáng ngại. Hắn chuẩn bị đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này, lại nghe ngoài cửa phòng, truyền đến tiếng gõ cửa. Trần Dạ công tử. Một đạo thanh âm trầm ổn kêu lên, lại là đan đế thanh âm. Diệp thần mở cửa nghênh đón đan đế, cười nói, đan đế chí tôn, buổi sáng khỏe, đan huyên tiểu thư tỉnh chưa? Ta có thể truyền thụ nàng Trảm Thiên Cửu Kiếm bí ẩn. Diệp thần nghĩ thầm, mình thương thế đã kém không nhiều khôi phục, cùng ngày hôm nay trả lại hết nhân quả, ngày mai là được lên đường trở lại Cát Thành, cùng Nhâm Phi Phàm gặp mặt. Đan đế cười híp mắt nhìn Diệp thần, nói, Trần Dạ công tử, thương thế khá một chút sao? Diệp thần nói, tốt hơn nhiều, đa tạ đan đế chí tôn thần đan diệu dược. Đan đế nói, không sao, không cần cảm ơn, ngươi là luân hồi chi chủ, có thể giúp được ngươi, là ta vinh hạnh. Hắn lời nói này nói được bình tĩnh, nhưng Diệp thần nghe vào trong tai, nhưng như văn sấm vậy, trợn to hai mắt, nói, ngươi, ngươi. Hắn lại không nghĩ rằng, thân phận mình đã bại lộ. Đan đế hạ thấp giọng, khẽ mỉm cười một cái nói, luân hồi chi chủ không cần lo lắng, ở ta Thiên Đan Tông trên địa bàn, thiên cơ sẽ không tiết lộ. Diệp thần thở dài một cái, muốn đến là ngày hôm qua mình thi triển Trảm Thiên Cửu Kiếm thời điểm, bại lộ luân hồi hơi thở, bị đan đế phát hiện. Thật may, xem đan đế hình dáng, cũng không có ác ý. Ta thân phận, xin đan đế chí tôn giữ bí mật. Diệp thần nói. Đan đế nghiêm nghị nói, cái này tự nhiên. Dừng một chút, hắn lại có chút ngưng trọng, nói, luân hồi chi chủ, thực không dám giấu giếm, thật ra thì ta Thiên Đan Tông tổ tiên, từng lưu lại tiên đoán, nói ngươi là cực kỳ trọng yếu nhân vật. Diệp thần nhớ tới Thiên Đan Tông sơn môn, khắp nơi cung phụng pho tượng, nói các ngươi Thiên Đan Tông tổ tiên, là Nguyệt Thần Thiên Đế sao? Đan đế nói, đúng vậy, năm đó tổ tiên Nguyệt Thần Thiên Đế, lão nhân ra hắn bởi vì bất ngờ chết, trước khi chết để lại vô cùng phong phú bảo tàng, hơn nữa để lại một phần không trọn vẹn bản đồ bảo tàng. Nàng nói, chỉ có tương lai luân hồi chi chủ ra đời, mới có thể chân chính tìm được nàng bảo tàng. Luân hồi chi chủ, mời cùng ta tới, làm một động tác tay mời. Diệp thần trong lòng đông lại một cái, Nguyệt Thần Thiên Đế là vị thứ nhất cấm thần người phi thăng, nàng lưu lại bảo tàng, không thể nghi ngờ là 10 phần phong phú. Hôm nay Diệp thần tu vi, chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 3, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút tăng lên thực lực, tương lai chống lại đủ loại cường địch. Cái này Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, nếu như có thể có được nói, đủ để cho hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Diệp thần đi theo đan đế, đi tới Thiên Đan Tông tổ sư bên trong từ đường trung chánh thờ phụng Nguyệt Thần Thiên Đế pho tượng. Đan đế chuyển qua pho tượng, lộ ra một cái ám đạo, hướng Diệp thần nháy mắt. Diệp thần gật đầu một cái, đi theo đan đế dọc theo thầm nói, đi tới từ đường phòng ngầm dưới đất bên trong. Phòng dưới đất này nhưng có động thiên khác, không gian quy luật lưỡng lờ, tạo thành một phiến thật lớn hư không trên treo một vầng trăng sáng, ánh trăng trong sáng. Mà ở ánh trăng chiếu rọi xuống, một bức to lớn bàn bản đồ cắt bản đồ, chiếu vào Diệp thần trong mắt. Đan đế chỉ vậy bàn bản đồ cắt bản đồ, nói, đây chính là Nguyệt Thần tổ tiên lưu lại bản đồ bảo tàng, nàng từng tiên đoán nói, tương lai sẽ có luân hồi chi chủ ra đời, cũng phá giải bản đồ bảo tàng tất cả bí ẩn, tìm được nàng bảo tàng. Luân hồi chi chủ, cái này bản đồ bảo tàng bí mật, không biết ngươi có thể hay không có thể nhìn thấu. Thanh âm mang to lớn kỳ đãi chi ý. Diệp thần nhìn về phía vậy bản đồ bảo tàng, liền gặp cái này bàn bản đồ cắt bản đồ, khắp nơi sứt mẻ, không thiếu bản đồ lại bao phủ thiên cơ sương mù dày đặc, muốn phá giải, tuyệt không phải chuyện dễ. Ta không nhìn thấu. Diệp thần lắc đầu một cái, trực tiếp làm nói. Phải không? Đan đế có chút thất vọng, nói, Nguyệt Thần tổ tiên lưu lại bảo tàng, có vô số thiên tài địa bảo, thần công bí tịch, ta Thiên Đan Tông một ít trưởng bối, năm đó điều nghiên bản đồ bảo tàng. Bắt được một ít tán lạc bảo tàng chỗ, lấy được Nguyệt Thần tổ tiên lưu lại đạo tông chú đan thuật, từ đây sáng lập Thiên Đan Tông. Ta Thiên Đan Tông cường thịnh nhất thời điểm, từng sản sinh ra một vị đan thiên đế, là không không thời không thứ nhất luyện đan sư, vô cùng lợi hại. Nhưng tiếc là, bởi vì Nguyệt Thần tổ tiên chân chính bảo tàng, chúng ta từ đầu đến cuối không có thể moi ra, chỉ tìm được một ít góc bên vật liệu,
không cách nào tích lũy đầy đủ khí vận nội tình, ta Thiên Đan Tông vậy đi theo suy sụp, Đan Thiên Đế vậy bỏ mình. Đan này Thiên Đế danh hiệu, chân thực quá lớn, chúng ta khí vận yếu kém, là vô luận như thế nào cũng không dám thừa kế xuống, không thể làm gì khác hơn là xóa đi một cái thiên chữ, từ đây ta Thiên Đan Tông tông chủ, liền gọi là Đan Đế, đã là tiếm quyền cử chỉ. À, ta Thiên Đan Tông suy thoái như vậy, nào dám xưng đế. Không không thời không năm tháng lịch sử, 10 phần rất lâu, có thể ở rất lâu năm tháng bên trong, gìn giữ xuống tông môn gia tộc, nhất định là có ngút trời khí vận. Thiên Đan Tông khí vận, rõ ràng cho thấy không đủ thâm hậu, cho nên cũng không thể giữ ban đầu huy hoàng, tuy nói dựa vào luyện đan mài thuốc, thu vào vậy coi là phong phú, chuông vang đỉnh thực, phô trương thật lớn, nhưng đây đều là giả, không có đầy đủ thực lực chống đỡ, một khi gặp gỡ cái gì bất ngờ, đó chính là tai họa ngập đầu. Tất cả tài sản, đều cần đao kiếm đi bảo vệ, nếu như đao kiếm bất lợi, quả đấm không đủ lớn, vậy cũng chỉ có mặc cho người xẻ thịt. Diệp Thần nghe Đan Đế mà nói, cũng có thể thật sâu cảm nhận được, Nguyệt Thần Thiên Đế năm đó lưu lại bảo tàng, có bao nhiêu phong phú. Thiên Đan Tông chỉ là tìm ra một bài chú đan thuật, liền thành lập to lớn cơ nghiệp, nếu là đem bảo tàng toàn bộ moi ra, chỗ tốt kia thật là không cách nào tưởng tượng. Đan Đế hít sâu một hơi, trịnh trọng hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, nếu như ngươi có thể phá giải cái này bản đồ bảo tàng bí ẩn, tương lai tìm được Nguyệt Thần tổ tiên bảo tàng, chúng ta chín một phần, ngươi cầm 90%, ta Thiên Đan Tông chỉ cần một thành. Diệp Thần ngạc nhiên, nói các ngươi chỉ cần một thành. Đan Đế khẽ cắn răng, nói, đúng vậy, một thành vậy là đủ rồi, ta Thiên Đan Tông suy sụp đã lâu, là không dám cùng đời này kiêu hùng tranh phong, chỉ cầu mới có thể có tự vệ thực lực. Diệp Thần yên lặng, ngưng mắt nhìn vậy bản đồ bảo tàng, chỉ cảm thấy cái này không trọn vẹn bản đồ cắt bản đồ, hết sức phức tạp, muốn phá giải sau lưng bí mật, khó hơn lên trời. Chủ nhân, cái này bản đồ bảo tàng, cho ta nghiên cứu một chút, có lẽ ta có thể nghiên cứu ra một ít mặt mũi. Vừa lúc đó, Diệp Thần trong cơ thể có một giọng nói, truyền tới trong lòng hắn trên, là huyết long thanh âm. Diệp Thần uống thiên tâm đại hoàn đan sau đó, thương thế khôi phục. Huyết Long vậy đi theo thức tỉnh. Huyết Long, ngươi có thể phá giải cái này bản đồ bảo tàng bí mật. Diệp Thần hết sức kinh ngạc, hỏi. Huyết Long gật gật đầu nói, ừ, chủ nhân, ta có thể thử một chút, ta ban đầu chiếm đoạt bán vĩ, vậy nuốt nó trí nhớ. Ở đuôi thú huyết mạch trong trí nhớ, có Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng bí mật, nhưng đặc biệt mịt mờ, không đoán được. Hiện tại có một bức bản đồ bảo tàng mà nói, ta kết hợp đuôi thú trí nhớ. Hai tướng dung, có lẽ có thể phá giải sau lưng bí mật. Diệp Thần trong lòng động một cái, nếu như có thể thành công phá giải, tìm được Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, vậy dĩ nhiên là thiên đại tạo hóa cơ duyên. Hắn lập tức liền hướng Đan Đế nói, tiền bối, ngươi nếu như tin được qua ta, cái này bản đồ bảo tàng, ngươi có thể trước giao cho ta nghiên cứu, nếu như ta tương lai phá giải thành công, ta sẽ nói cho ngươi. Đợi khi tìm được bảo tàng, chúng ta chia đều là được. Đan Đế đại hỉ, nói chia đều ngược lại không cần, ta Thiên Đan Tông chỉ cần một thành. Luân hồi chi chủ, ngươi là tổ tiên tiên đoán bên trong nhân vật, ngươi nhất định có thể thành công. Cái này bản đồ bảo tàng, ngươi cứ việc cầm đi đi. Dứt lời, Đan Đế bàn tay một quyển, vậy bản đồ cắt bản đồ bảo tàng, liền thu thập, hóa thành một bản trục cuốn, hắn lại đem trục cuốn giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy trục cuốn, chỉ cảm thấy vậy quyển trục phân lượng nặng nề được lợi hại, sau đó chuyển giao cho Huyết Long nghiên cứu. Đan Đế lại ngưng trọng nói, bất quá, Hoàng Hôn Cự Nhân cũng muốn cái này bản đồ bảo tàng, người mang đi, nhất định đưa tới hắn căm thù. Diệp Thần nói, Hoàng Hôn Cự Nhân cũng muốn cướp lấy bảo tàng sao? Đan Đế nói, đúng vậy, ta Thiên Đan Tông, chủ yếu làm ăn, là hướng không không lúc nào không xấu đại thương hội, cung cấp đan dược, ngoài định mức cũng sẽ cho tử thần giáo đoàn cung cấp một ít. Dừng một chút, hắn thật giống như lại sợ Diệp Thần để ý, hoảng vội vàng giải thích, nhưng luân hồi chi chủ, ngươi yên tâm, ta Thiên Đan Tông và tử thần giáo đoàn, chỉ là trên phương diện làm ăn lui tới, cũng không những quan hệ khác, lại không dám cùng ngươi là địch. Diệp Thần cười cười nói, không sao, ta có thể hiểu. Đan Đế thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, vậy Hoàng Hôn Cự Nhân không hổ là thượng vị thần, hắn lại có thể suy tính đến cổ xưa thiên cơ. Biết ta Thiên Đan Tông có một bức bản đồ bảo tàng, sau lưng cất giấu Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng bí mật.
hắn liền ép chúng ta giao ra bản đồ bảo tàng, ta không chịu đáp ứng, hắn liền phái thủ hạ hắn Xích Vương giáo cao thủ đi ra, ở ta thiên đan giới khắp nơi phá hoại quấy rối. Ta thiên đan giới lãnh thổ, đã gặp phải chư thần hoàng hôn bí thuật ăn mòn, thổ nhưỡng mảng lớn lâm vào là sa mạc, hắn đây là muốn giết chết ta. Nói xong lời cuối cùng, đan đế cắn răng nghiến lợi, cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Thiên đan giới vốn là sơn thanh thủy tú địa phương, rất thích hợp trồng trọt dược liệu, chỉ theo trước Xích Vương giáo phá hoại, đất đai hóa thành sa mạc, linh khí vậy nhanh chóng khô kiệt. Lại kéo dài như vậy nữa, sợ rằng cũng không cần cùng hoàng hôn cự nhân ra tay, thiên đan tông thì phải không chịu nổi. Diệp thần nói, hoàng hôn cự nhân không có tự mình hạ xuống cướp đoạt sao? Đan đế nói, không có, hắn tựa hồ là muốn nuốt một mình bảo tàng, cho nên không dám có quá động tác lớn, nếu không thiên cơ tiết lộ, bị tử thần giáo đoàn cái khác cao tầng biết, cái này bảo tàng hắn khẳng định lại không thể nuốt một mình ngược lại phải bị trách phạt. Diệp thần bừng tỉnh hiểu ra, lại nói, cái này hoàng hôn cự nhân, xem ra dã tâm không nhỏ à. Đan đế nói, đúng vậy, ban đầu tử thần giáo đoàn nội chiến, hoàng hôn cự nhân càng nhiều nghiêng về tại ma nữ, sau đó nội chiến kết thúc, ma nữ chết, thiên khải chí tôn vậy không đem hắn bụi cây liền, dẫu sao là lúc đang dùng người. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều không phải là thiên khải chí tôn trận doanh nồng cốt nhân vật, một mực bị nghi kỵ, mỗi ngày trải qua phập phòng lo sợ ngày. Hắn để mắt tới ta thiên đan tông nguyệt thần tổ tiên bảo tàng, phỏng đoán chính là suy nghĩ thu hoạch đại cơ duyên, vận may lớn, một bước lên trời, nghịch thiên cải mệnh. Cho nên, hắn không có tiết lộ tin tức, lại không dám đích thân hạ xuống, ta tự nhiên cũng không dám qua loa tiết lộ. Một cái hoàng hôn cự nhân, đã khó đối phó như vậy, nếu là lại bị những người khác để mắt tới, ta thiên đan tông nhất định phải chết. Đan điền mặt đầy vẻ lo lắng cùng không biết làm sao. Hắn tuy là trung vị thần, nhưng thần cách căn cơ đặc biệt hư mỏng, hoàn toàn là dùng đan dược đống đi lên, bản thân sức chiến đấu bình thường, một khi bản đồ bảo tàng bí mật bại lộ, hắn cũng không lòng tin bảo vệ. Diệp thần cau mày nói, đan đế chí tôn, ta có thể giúp được ngươi cái gì? Đan đế trầm ngâm một hồi, nói, luân hồi chi chủ, ta muốn ngươi mang bản đồ bảo tàng, lập tức rời đi. Chỉ cần ngươi mang đi bản đồ bảo tàng, thiên cơ kích động. Hoàng hôn cự nhân liền sẽ phát hiện. Đến lúc đó, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, phái người đuổi theo giết ngươi. Như vậy thứ nhất, ta thiên đan tông, liền có thể được thở dốc. Diệp thần khóe miệng xé một tí, nói, đây là muốn rời đi cừu hận, để cho hoàng hôn cự nhân tới nhằm vào ta. Đan đế không biết làm sao thở dài nói, đúng vậy, hôm nay cũng chỉ có biện pháp này, luân hồi chi chủ, thật là xin lỗi. Lòng hắn muốn Diệp thần cùng tử thần giáo đoàn có thủ oán, cùng hoàng hôn cự nhân tới giữa, ân oán lại là không cạn, lại thêm một khoản cừu hận, vậy không có gì vội vàng. Chỉ là lời nói này, dĩ nhiên là không tiện nói ra miệng. Diệp thần cúi đầu trầm tư một hồi, nói, nhưng mà, ta ngày hôm qua đáp ứng Đan Huyên tiểu thư, muốn truyền thụ nàng kiếm pháp võ công. Đan đế nói, đem người tự thân kiếm đạo võ công cảm ngộ, ngưng tụ thành kết tinh, lại giao cho nàng. Cũng giống như vậy, tuy nói hiệu quả kém hơn chân nhân truyền thụ, nhưng chỉ cần ngươi có thể dẫn ra Xích Vương giáo cửu hận, tiểu nữ coi như võ đạo kém chút, vậy không có gì đáng ngại. Diệp thần nói, được rồi, đan đế chí tôn, ta rời đi nơi này sau đó, liền chuẩn bị đi cắt thành một chuyến, ngươi tốt nhất có thể lại cho ta một phần bản đồ, tiêu đường sáng đồ. Không không lúc nào không lớn vô cùng, Diệp thần mơ hồ suy tính đến, từ thiên đan giới đến cắt thành. Đó là cách nhau vũ trụ năm ánh sáng, không biết có bao nhiêu rất lâu. Mà không không thời không không gian quy luật, 10 phần vững chắc, lấy Diệp thần vô lượng cảnh tầng thứ 3 tu vi, coi như phá toái hư không đi, vậy là đặc biệt khó khăn, trên đường có thể phải tiêu phí 7-8 ngày thời gian. Hơn nữa không không lúc nào không, khắp nơi đều là hắc ám ma vật, còn có không thể danh trạng quỷ dị tồn tại, khắp nơi phủ đầy hung hiểm. Cho nên, Diệp thần cần một phần bản đồ. Tốt nhất là có thể tiêu minh an toàn con đường, miễn được gây thêm rắc rối. Đan đế nhướng mày một cái, nói, người phải đi cắt thành sao? Từ nơi này đi cắt thành, đường xá vừa vừa thực xa xôi, ta cho ngươi một kiểu đồ, ngươi đi huyền hải thời không, tìm bạn ta Trọng Huyền Vĩnh. Huyền hải thời không có một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đi cắt thành vùng lân cận, ngươi tìm được bạn của ta, hắn sẽ mang ngươi đi ngồi truyền tống trận, có thể miễn đi ngươi rất nhiều phiền toái.
hắn cùng ta có quá mệnh giao tình, bản thân cũng là luân hồi tín đồ, có thể tuyệt đối tín nhiệm. Vừa nói, đan đế móc ra một phiến màu vàng kim lá cây, đưa cho Diệp Thần. Đây là cái gì? Diệp Thần nhận lấy vừa thấy, chỉ gặp cái này phiến màu vàng lá cây, chính diện khắc vẽ người xem, phía sau cũng có một người xem, tựa hồ là hai vị cổ xưa đại năng cường giả. Cái này màu vàng lá cây, là kỷ niệm bọn họ đồ. Đan đế nói, vật này kêu huyền biển thánh lá, là huyền hải thời không ra vào bằng chứng, tay ngươi cầm vật này, liền có thể vào huyền hải thời không, chỗ đó khoảng cách ta thiên đan giới không xa, chỉ cần gần nửa ngày chặng đường. Ngươi đi đến huyền hải thời không sau đó, cùng canh phòng nói ngươi là đan đế giới thiệu tới, muốn tìm đại hộ pháp trọng huyền vĩnh, bọn họ liền sẽ rõ ràng. Diệp Thần gật đầu một cái, nếu có thể có truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đi cát thành, đó đích xác là thuận lợi rất nhiều. Lúc này, Diệp Thần chợt cảm thấy, luân hồi mộ địa ở chấn động, có một khối mới mộ bia, tựa hồ hơi nổi lên ánh sáng rực rỡ, sắp có đại năng muốn thức tỉnh vậy. Cảm nhận được cái này cổ chấn động, Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Hắn rõ ràng phát hiện, là huyền hải thời không cái này bốn chữ, còn có trong tay hắn cái này phiến huyền biển thánh lá, xúc động thiên cơ, muốn thức tỉnh tân đại năng. Chẳng lẽ sắp thức tỉnh đại năng, và huyền hải thời không có liên quan? Diệp Thần trong bụng khẽ nhúc nhích, muốn lại cẩn thận dò xét, nhưng luân hồi mộ địa hỗn loạn, lại chìm xuống. Hết thảy khôi phục yên lặng. Đan đế cũng không biết Diệp Thần khác thường, tự mình lại sử dụng một phiến ngọc giản, nói, luân hồi chi chủ, ngọc giản này, ghi chép đạo tông chú đan thuật bí ẩn, ta sẽ đưa cho ngươi, coi là ta cho ngươi thủ lao, đa tạ ngươi thay ta thiên đan tông, dẫn ra hoàng hôn cự nhân cửu hận. Diệp Thần gặp ngọc giản kia phía trên, khắc viết đạo tông chú đan thuật năm chữ, tí thi thanh quang tách thả ra ra, lại thật giống như lại mang theo cỏ cây thơm mát, mười phần kỳ dị, trong lòng rất là tò mò, nói, đây chính là đạo tông chú đan thuật sao? Và đạo tông có liên quan? Đan đế nói, đúng vậy, cái này đạo tông chú đan thuật, chính là đạo tông sáng tạo bí thuật, năm đó tổ tiên Nguyệt Thần Thiên Đế, từng đã tham gia đạo tông cử hành tranh phong thi đấu, cũng cuối cùng đoạt được hạng nhất, cái này chú đan thuật chính là vô địch khen thưởng một trong. Cửa này đạo tông chú đan thuật, mười phần huyền diệu, vừa là luyện đan vô thượng pháp môn, cũng là vô thượng y thuật, có thể sống người chết, thịt xương trắng, chậm tách ra mài mòn, đối kháng hắc ám. Ta thiên đan tông đời trước, tuy không tìm được Nguyệt Thần Thiên Đế chân chính bảo tàng, nhưng may mắn tìm được cửa này đạo tông chú đan thuật, từ đây chế thiên đan tông lớn như vậy cơ nghiệp. Ngươi là tổ tiên Nguyệt Thần Thiên Đế, tiên đoán bên trong nhân vật, cái này đạo tông chú đan thuật. Hôm nay liền giao cho ngươi chấp trường. Diệp Thần trong mắt hơi chăm chú, cuối cùng cũng không có từ chối cái gì, đem ngọc giản nhận, nói, đa tạ tiền bối. Hắn hôm nay mới tới không lúc nào không, tăng lên thực lực trọng yếu nhất, đan đế chịu tặng chân quý như vậy bí thuật, hắn tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Ở nhận lấy nói tông chú đan thuật sau đó, Diệp Thần tinh thần quét nhìn một lần, lập tức lĩnh ngộ thấu triệt. Hắn khi lấy được thiên bia, luân hồi huyết mạch khôi phục nguyên vẹn sau đó, thiên phú năng lực lại lớn tăng lên, cái này đạo tông chú đan thuật, hắn tất nhiên một mắt lĩnh ngộ. Đạo tông chú đan thuật, có thể nói là siêu cấp tăng cường bản bát quái thiên đan thuật, hai người rất có chỗ tương tự, nhưng đạo tông chú đan thuật lợi hại hơn rất nhiều, tu luyện tới tột cùng, thậm chí còn có vô cùng mạnh mẽ giết hại uy năng, có thể đem kẻ địch luyện chế thành đan dược, sống sờ sờ nuốt ăn, tư bổ tự thân nguyên khí. Bất quá cái loại này giết hại thần uy, liền đan đế không để ý rõ ràng, thiên đan tông đời trước cũng không từng chạm đến, bởi vì bọn họ năng lực còn chưa đủ. Diệp Thần thiên phú cực cao, hắn nhìn một cái, liền phát hiện cửa này đạo tông chú đan thuật, không chỉ là có thể luyện đan chữa bệnh cho người như thế đơn giản, còn có thể giết người. Ở lĩnh ngộ đạo tông chú đan thuật sau đó, Diệp Thần đem tự thân đối trảm thiên cửu kiếm cảm ngộ, còn có một chút võ đạo cảm ngộ, hội tụ thành một khối kết tinh. Giao cho đan đế. Khối này cảm ngộ kết tinh, có thể giúp đan huyên tiểu thư, tăng tiến võ đạo. Còn như Diệp Thần, hắn là bất tiện ở thiên đan giới ở lâu. Hắn thậm chí không có hướng đan huyên tiểu thư nói đừng, chỉ vội vã hướng đan đế tạm biệt, liền rời đi thiên đan giới. Thiên đan giới ra, là hỗn độn bóng tối hư không, thậm chí không thể nói là hư không, bởi vì ở không lúc nào không, lìa vô cái khái niệm này, cũng là không tồn tại. Căn bản không có hư không tồn tại. Vậy từng cái thế giới cùng thời không,
là rất nhiều cổ thần các cường giả, rất miễn cưỡng dựa vào ảo tưởng tạo hóa đi ra ngoài, đó là khai thiên ích địa hành động vĩ đại, là thành lập trật tự, đối kháng không không nghịch thiên cử động. Diệp Thần trong mắt thấy hắc ám, không cách nào dùng lời nói đi miêu tả, vô cùng quỷ dị, thật giống như tùy thời sẽ có quái vật gì bò ra ngoài vậy. Thật may thiên đan giới vùng lân cận hắc ám hư không, đều đã bị quét sạch qua, sẽ không lại có quái vật xuất hiện. Nhắc tới, Diệp Thần vẫn là lần đầu tiên, đặt mình vào ở nơi này loại không không hắc ám bên trong, trong lòng nhất thời sinh ra một cổ đặc biệt sợ hãi cảm giác, da đầu tê dại, cả người lạnh run, cả người thật giống như hướng bóng tối vực sâu rơi xuống, vạn kiếp bất phục. Thật là đáng sợ hắc ám. Đây chính là không không lúc nào không, hắc ám hỗn loạn ăn mòn sao. Khó trách không không thời không người, đều cần một tòa hải đăng. Nếu như không có đủ sáng ngời hải đăng, cuộc sống ở cái loại này thế giới hắc ám bên trong, tùy thời đều có thể phải bị chiếm đoạt. Diệp Thần trong lòng phát mao, trong lòng liền tích chữ muốn Nhâm Phi Phàm hình dáng, phải lấy Nhâm Phi Phàm là hải đăng. Hắn tích chữ muốn Nhâm Phi Phàm, trong lòng có hải đăng căn cơ, quả nhiên đạo tâm liền ổn định rất nhiều, lại đi trước mắt hắc ám, vậy không cảm thấy kinh sợ. Chỉ bất quá, lúc này, mờ mịt hư không, vô tận bát hoang, có từng cơn như sấm thiên cơ vang động, truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần biết, là hắn rời đi thiên đan giới, mất đi thiên đan giới địa mạch bảo vệ, tự thân thiên cơ muốn bại lộ. Tuy nói cái này bại lộ thiên cơ, không hề nhiều, nhưng đủ đưa tới hoàng hôn cự nhân chú ý. Diệp Thần bắt được bản đồ bảo tàng sự việc, nhất định là không dối gạt được. Thực, lại là một hồi chấn động. Thiên cơ kích động, bầu trời bên trong, xuất hiện một khối to lớn hắc thiết sắc bia đá, vậy bia đá trên thực tế là một cái bảng danh sách, lạnh lùng ánh sáng bắn tán loạn, thấm ra đao kiếm binh khí vậy ác liệt ánh sáng màu, chính là trong truyền thuyết mộ đạo bảng. Diệp Thần liền thấy, mộ đạo bảng ghế chót, vạn ngọc thư cái này ba chữ, đã ẩn diệt đi xuống, thay vào đó, là hắn danh hiệu. Là luân hồi chi chủ bốn chữ. Ta giết chết vạn ngọc thư, lại thay thế hắn hạng. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, vạn cổ tới nay, leo lên mộ đạo bảng người, tu vi ít nhất phải đạt tới thần đạo cảnh. Nhưng hắn chính là vô lượng cảnh, lại cũng có thể bước lên bảng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra luân hồi quy luật, đích xác là bao trùm thiên địa, vượt qua phép tắc tồn tại. Luân hồi bước lên bảng, Diệp Thần thành mộ đạo nhân vật trên bảng, thoáng chốc tới giữa, cả người thần quang đại tác, lấy được thiên địa ban phúc, từng cái khí vận kim long gầm thét, phóng lên cao. Bóng tối trong hư không, lại có muôn vàn ánh sao rủ xuống, cuồn cuộn thụy khí thanh liên lững lờ, khí tượng nguy nga hết sức. Rắc rắc, Diệp Thần cảnh giới tu vi, vậy đi theo đột phá, lại từ vô lượng cảnh tầng thứ 3, đột phá đến tầng thứ 4 sơ cấp bước. Ta tu vi vậy đột phá, cái này đại lộ ban phúc, lại có thể mãnh liệt như vậy. Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ liền liền, không nghĩ tới leo lên mộ đạo bảng sau đó, mình tu vi cũng có thể đi theo cùng nhau đột phá. Xem ra có thể bước lên bảng, đích xác là sẽ có thiên đại ban phúc chỗ tốt. Luân hồi bước lên bảng khí tượng, vậy truyền khắp toàn bộ không không lúc nào không, đưa tới vô số thế lực rung động. Đà Đế Thiên Tông, Lớn Chu gia tộc, Hùng Bá gia tộc, Xích Vương giáo, Tử Thần giáo đoàn, Cổ Tinh môn, Phong Gian gia tộc, Thiên Đế tổ đình, Ngoại Thần liên minh vân, không khỏi đại chấn. Luân hồi chi chủ, thằng nhóc này mới vừa phi thăng, liền leo lên mộ đạo bảng. Cái này không thể nào, hắn không phải mới vô lượng cảnh sao? Hắn có cái gì tư cách bước lên bảng? Luân hồi chi chủ đã thành thế giới hiện thật bá chủ, chẳng lẽ hắn cũng phải ở không không lúc nào không quật khởi, trở thành mới bá chủ? Vô số rung động thanh âm vang lên, không không lúc nào không gió nổi mây vần, gợn sóng sôi trào, một phiến xôn xao. Tuy nói chính là một cái mộ đạo bảng, là không không lúc nào không rất nhiều bảng danh sách bên trong, nhỏ yếu nhất tồn tại. Nhưng Diệp Thần chính là vô lượng cảnh, là có thể bước lên bảng, chân thực quá làm người ta kinh hãi, cái này đã phá vỡ thiên địa quy luật, vạn cổ không có. Diệp Thần cảm giác được, ở hắn bước lên bảng sau đó. Không không lúc nào không bên trong, có vô số đạo thần thức, ở theo dõi thiên cơ, thấy rõ thiên địa, xuyên qua thời không, muốn phong tỏa hắn tọa độ tồn tại. Thật may, hắn luân hồi hơi thở một mực che giấu, hơn nữa không không lúc nào không, lại mênh mông vô biên, hắc ám phức tạp, coi như là thiên đế cấp 9,
tại chưa có đủ đầu mối dưới tình huống, cũng không cách nào bắt được hắn hơi thở. Chỉ bất quá, trên người hắn mang Nguyệt Thần Thiên Đế bản đồ bảo tàng, nhất định là không tránh khỏi Hoàng Hôn Cự Nhân xem xét. Nhân quả liên lụy quá lớn. Hoàng Hôn Cự Nhân coi như bất tiện tự mình ra tay, vậy cũng sẽ phái dưới quyền Xích Vương giáo người, đuổi giết Diệp Thần, cướp đoạt bản đồ bảo tàng. Đi trước huyền hải thời không. Diệp Thần quyết định thật nhanh, cầm huyền biển thánh lá, phong tỏa huyền hải thời không tọa độ, lập tức phi thân phá không đi. Từ thiên đan giới đến huyền hải thời không, cũng là vượt qua ngân hà, khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng lấy Diệp Thần tu vi, phỏng đoán gần nửa ngày liền có thể tới. Còn như đi cắt thành, đó là cách từng cái vũ trụ, nằm ánh sáng rất lâu, trên đường lại phủ đầy hắc ám ma vật, Diệp Thần muốn đi, coi như không có xảy ra bất kỳ gì ngoài ý muốn, không bị bất kỳ ma vật dây dưa, chí ít cũng cần hao phí 7-8 ngày thời gian. Cho nên, hắn là dự định đi trước huyền hải thời không, tìm được đan đế bằng hữu Trọng Huyền Vĩnh, ngồi nữa truyền tống trận đi cắt thành, như vậy có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Phá không đi đường để gặp, Diệp Thần đột nhiên thấy phía trước hắc ám trong hư không, xuất hiện một đoàn vàng đen quang. Vậy một đoàn quang, mang hoàng hôn hơi thở, để cho người nhìn một cái, chỉ muốn đánh ngáp ngủ, từ trong lòng toát ra vô biên mệt mỏi. Nhưng Diệp Thần, nhưng không có chút nào mỏi mệt. Bởi vì hắn thấy, từ vậy đoàn hoàng hôn huy quang bên trong, liều chết xung phong ra từng đạo bóng người, bái phục đao mang kiếm, vẻ mặt đều là vô cùng dũng mãnh, khóe miệng mang dữ tợn nụ cười. Luân hồi chi chủ, tìm được ngươi. Một người cầm đầu, là cái thân hình tương đối thon gầy chàng thanh niên, trong tay nắm một thanh trường kiếm, cả người kiếm khí vần quanh, mặt đầy âm lệ, hơi thở đạt tới thần đạo cảnh tầng thứ nhất. Trước cho ta tự giới thiệu mình một tí, ta là Xích Vương giáo cờ chiến kỳ chủ, Hoàng tử Tề, phụng hoàng hôn thượng thần mệnh lệnh, đặc biệt tới hỏi ngươi thỉnh cầu một món đồ. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, liền thấy Hoàng tử Tề bên này, ước chừng có hơn 10 người. Phần lớn là vô lượng cảnh hậu kỳ, chỉ có Hoàng tử Tề là chân thần, hơn nữa chỉ có thần đạo cảnh tầng thứ nhất thực lực. Hoàng hôn cự nhân như thế xem thường ta, liền phái các ngươi chút nhân viên này tới đây. Chính là thần đạo cảnh tầng thứ nhất, liền muốn cướp giết ta. Diệp Thần cười lên, còn lấy là hoàng hôn cự nhân sẽ phái ra biết bao cao thủ lợi hại, lúc đầu chỉ có một cái thần đạo cảnh tầng thứ nhất. Xem ra hoàng hôn cự nhân, cũng là hết sức kiêng kỵ bại lộ thiên cơ. Cho nên đặc biệt khiêm tốn, cũng không có giống chống khua chiêng. Nhưng cũng chỉ có một thần đạo cảnh, hơn nữa còn là thấp nhất tầng thứ nhất, Diệp Thần cũng cảm giác được mình bị xem thường. Nhìn Diệp Thần vậy khinh thường diễn cảm, Hoàng tử Tề nụ cười nhất thời đọng lại xuống, lạnh lùng nói. Thằng nhóc, đừng quá ngông cuồng, nơi này là không không lúc nào không, không có bất kỳ quy luật hạn chế, ngươi chính là vô lượng cảnh tầng thứ 4, có tư cách cùng thần minh đối kháng sao? Ảo tưởng quy luật, sa mạc đại táng. Hoàng tử Tề đột nhiên vung tay lên, cuồng bạo ảo tưởng quy luật nổ ra, bỗng ở hắc ám trong hư không, sáng tạo ra một phiến sa mạc thế giới. Mênh mông sa mạc thế giới, gió cát đầy trời, cát chảy cuồn cuộn, ùng ùng vang dội, vô số cát bụi cuốn lên tới, như man hoang cự thú vậy đạp chết hướng Diệp Thần. Ha ha, ta không tư cách cùng thần minh đối kháng, người đoán một chút Vạn Ngọc Thư là chết như thế nào. Diệp Thần khinh thường cười, lập tức khua kiếm chém ra, Trảm Thiên Cửu kiếm phát động, lau một cái Thánh Vương phách giả kiếm khí, như quân vương uy sắp, suy đích một tiếng, liền đem đầy trời bảo cát, toàn bộ chém chết. Ảo tưởng bảo cát, đi. Hạ một thực sát, Diệp Thần lại vung tay lên, cuốn lên ngàn chục nghìn tấn cát vàng, hướng Hoàng tử Tề phản kích tới. Hiện tại Diệp Thần là đã phi thăng, vậy nắm giữ ảo tưởng quy luật cùng nhân quả luật. Hắn muốn phải thử một chút. Mình ảo tưởng quy luật, uy lực cùng chân chính thần minh so sánh, rốt cuộc còn có nhiều ít chênh lệch. Hoàng tử Tề con người co giúp một cái, Diệp Thần là mượn hắn ảo tưởng quy luật, lại trồng lên ảo tưởng, vậy tiệc cuốn bảo cát, như rồng như hổ gầm thét, cực kỳ nguy nga, hung mãnh vô cùng. Nhân quả luật, chư pháp đều là diệt. Hung mãnh như vậy bảo cát, Hoàng tử Tề đã không cách nào dùng võ đạo ngăn cản, lập tức tụng niệm ra một cái nhân quả luật, muốn làm chư pháp vẫn diệt. Giao. Điều này nhân quả luật tuôn ra, Diệp Thần tập sát tới đây bảo cát, lập tức bỗng hội diệt, hóa thành vô số cát chảy, vô số khí lưu tiêu tán đi. Nhân quả luật, hắc ám chiếm đoạt. Diệp Thần bóp một cái pháp quyết, nhìn chằm chằm Hoàng tử Tề, vậy thi triển nhân quả luật, muốn để hắc ám đem người sau chiếm đoạt,
ung ung. Hoàng tử Tề sau lưng hắc ám hư không, liền sôi trào, từ trong đó bộc phát ra từng cổ một không thể danh trạng năng lượng khí lưu, hướng hắn cuốn tới. Đáng chết! Hoàng tử Tề mặt liền biến sắc, lại không nghĩ rằng Diệp Thần chính là vô lượng cảnh tầng thứ 4, nhân quả luật vận dụng lại có thể thành thạo như vậy, thậm chí có thể điều động không không lúc nào không tầng dưới chót hắc ám năng lượng. Trong nháy mắt, Hoàng tử Tề cách không chộp tới một tên thủ hạ, lui về phía sau ném ra ngoài. Thủ hạ kia người à một tiếng hét thảm, lập tức bị hắc ám cắn nuốt hết, hóa thành xương khô, Hoàng tử Tề thì không có bị tổn thương chút nào. Diệp Thần trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra mình ảo tưởng quy luật cùng nhân quả luật uy lực, cùng chân chính thần minh so sánh, cũng là không kém chút nào. Những cơ sở này thủ đoạn, hai bên đều không khác biệt nói, vậy quyết định chiến đấu thắng bại, liền xem riêng mình võ đạo thuật pháp. Luận võ đạo, Diệp Thần cũng không sợ thần đạo cảnh người bất kỳ. Làm thịt hắn. Hoàng tử Tề cũng biết Diệp Thần võ đạo lợi hại, lập tức hét lớn một tiếng, mệnh lệnh người thủ hạ tấn công. Dưới tay hắn Xích Vương giáo đệ tử, toàn bộ là vô lượng cảnh tồn tại, tuyệt đối không phải Diệp Thần địch thủ. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể thương tổn tới Diệp Thần, chỉ muốn để cho người thủ hạ làm con cờ thí, tiêu hao Diệp Thần lực lượng. Vậy mười mấy Xích Vương giáo đệ tử, cũng là vô cùng hung hãn, biết rõ không địch lại Diệp Thần, trong mắt rõ ràng mang theo đối chết sợ hãi, nhưng bọn họ vẫn là hung mãnh vô cùng liều chết xung phong đi lên, như bướm bay dập lửa vậy đạp chết hướng Diệp Thần. Tự tìm cái chết. Giết hại Hồ Tiên, toàn bộ tiêu diệt. Diệp Thần chút nào không hoảng hốt, quanh thân khí lưu nổ, từng cái thủy long gầm thét giết ra. Điều này thủy long, tràn đầy vô thượng khí tức giết hại, đều là giết hại Hồ Tiên năng lượng, hội tụ mà thành. Ban đầu Diệp Thần đánh chết Thanh Nhiêu Cổ Tôn sau đó, lấy được giết hại Hồ Tiên. Cái này giết hại Hồ Tiên, ở không không lúc nào không bên trong, có thể bộc phát ra lớn nhất uy lực. Ung ung. Từng cái thủy long giết ra, sát khí ngút trời, long chảo múa, tại chỗ liền đem vậy mười mấy nhào lên Xích Vương giáo đệ tử, toàn bộ xé nát hết. Mất giết toàn trường Diệp Thần, cũng không có bị tiêu hao nhiều ít linh khí, vẫn là uy mãnh vô địch hình dáng. Hoàng tử Tề thấy một màn này, sắc mặt nhất thời thay đổi. Giờ đến phiên ngươi. Diệp Thần khóe miệng miệng nhếch một cái ác liệt độ cong, đột nhiên một quyền, thiên thương quyền bùng nổ, cuồng bạo vô cùng hướng Hoàng tử Tề đánh giết đi. Thiên thương quyền vừa ra, hắc ám cũng phai mờ, đại lộ quy luật bể tan tành, trong hư không xuất hiện một cổ không thể danh trạng trói lọi, chín tầng trời cùng bi, thập phương chết hiểu diệt, khắp nơi đều là như gào khóc rên rỉ vậy khí lưu tiếng, quyền thế mãnh liệt hết sức. Mắt xem một quyền này, thì phải đem Hoàng tử Tề đánh giết, nhưng Hoàng tử Tề sắc mặt, lại đột nhiên đổi được xảo trá âm hiểm, tựa hồ là mưu kế được như ý vậy, cười âm hiểm một tí. Luân hồi chi chủ, người chết chắc. Hoàng tử Tề âm cười lên, cả người kiếm khí ngất trời, kinh động thời không quy luật. Bóng tối chín tầng trời trong hư không, xuất hiện từng vì sao, những ngôi sao này, câu liền đứng lên, lại mơ hồ cấu trúc thành một cái chòm sao đồ đằng. Vậy chòm sao đồ đằng, bề ngoài như một thanh kiếm, kiếm khí sát phạt hơi thở, đặc biệt ác liệt, khí lạnh đi sâu vào người xương tủy. Diệp Thần cảm thấy cả người lạnh buốt, trong lòng kêu to, không tốt. Hoàng tử Tề ánh mắt tàn bạo, quát to, huyễn kiếm chòm sao, cho ta chém giết. Trong hư không chòm sao đồ đằng, chính là huyễn kiếm chòm sao, là tám đại chòm sao một trong, cũng là 33 thiên thần thuật một trong, lực sát thương đặc biệt đáng sợ. Chỉ gặp ngàn vạn đạo kiếm khí, từ vậy chòm sao trên chút xuống. Những kiếm khí này, có chính là thực chất, có chính là ảo tưởng tồn tại, làm người ta không đoán được. Đây chính là huyễn kiếm chòm sao đáng sợ. Kiếm khí hữu hình vô hình, mang theo ảo tưởng sát phạt, khó lòng phòng bị. Cửa này thần thuật, xuất xứ từ một cái gia tộc cổ xưa, liền kêu huyễn kiếm gia tộc. Thiên cơ thấy rõ dưới, Diệp Thần cũng biết, cái này Hoàng tử Tề, chính là xuất thân huyễn kiếm người gia tộc, chỉ bất quá đầu phục hoàng hôn cự nhân, thân phận ẩn núp cực sâu. Phịch, Diệp Thần quả đấm, trước đánh giết đến Hoàng tử Tề trên mình, chỉ một quyền, liền đem người sau thân thể đánh bể. Hóa thành đầy trời tung tóe máu thịt. Nhưng hạ một sát, những thứ máu này thịt, lại tổ chức lần nữa đứng lên, lần nữa hội tụ thành Hoàng tử Tề hình dáng. Thật ra thì Diệp Thần một quyền này, uy thế đặc biệt hung mãnh, đã là có thể hoàn toàn đem Hoàng tử Tề tiêu diệt, nơi có thời gian tuyến toàn bộ đánh bể. Nhưng lúc này Hoàng tử Tề, nhưng sống lại,
trên mình tràn ra hoàng hôn huy quang, sắp chết chưa chết, gương mặt một phiến khô héo, hình dáng vô cùng chật vật suy hủ, nhưng ít nhất là sống lại, giữ được tánh mạng. Diệp Thần ngay tức thì biết, là hoàng hôn cự nhân, ở sau lưng che chở hoàng tử Tề, gìn giữ đối phương tánh mạng, cất giữ một điều cuối cùng thời gian tuyến. Cùng lúc đó, vậy huyễn kiếm tròm sao ngàn vạn đạo kiếm khí, hữu hình, vô hình, chân thật, ảo tưởng, toàn bộ chém xuống, như sao sông bạo rơi, thiên băng đất diệt. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Diệp Thần thân thể, ngay tức thì gặp phải muôn vàn kiếm khí chém chết, máu thịt mơ hồ, rên lên một tiếng, tại chỗ ngã xuống, bị trọng thương, sắp gặp tử vong, lập tức mất đi sức chiến đấu. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, ho, người có thể coi là ngã xuống, còn phách lối sao? Hoàng tử Tề thấy vậy, nhất thời cười lớn, mặc dù hắn trạng thái vậy đặc biệt kém, nhưng cùng trọng thương sắp chết Diệp Thần so sánh, không thể nghi ngờ thân nhau rất nhiều. Thật ra thì, hoàng hôn thượng thần là cố ý phái ta tới, hắn chính là muốn tê liệt ngươi, để cho ngươi khinh địch khinh thường. Ngươi lấy vì mình vô địch, có thể ung dung nghịch giết thần đạo cảnh tầng thứ nhất chân thần, ha ha, sự thật có thể đúng là như vậy. Nhưng, ngươi có thể không biết, ta xuất thân huyễn kiếm gia tộc, nắm giữ huyễn kiếm tròm sao thần thuật, ngươi dám khinh địch xem nhẹ ta, đó chính là tự tìm cái chết. Hoàng tử Tề hít sâu một hơi, thoáng để cho tinh thần mình khôi phục một ít, ánh mắt mang theo cười tàn nhẫn ý, như cũng nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại có điểm thở dài nói. Ngươi thằng nhóc này, đúng là hung mãnh, ta huyễn kiếm tròm sao sát phạt dốc hết, lại còn giết không chết ngươi, chỉ là đem ngươi trọng thương. Diệp Thần tồn tại rất đặc thù, hắn luân hồi quy luật, chỉ có một cái thời gian tuyến, hắn là chư thiên độc nhất vô nhị tồn tại. Nói cách khác, Diệp Thần cũng không tồn tại cái khác thời gian tuyến, hắn nếu là chết, liền thật đã chết rồi, sẽ không lại có sống lại có thể. Hoàng tử Tề còn lấy là, ở hoàng hôn cự nhân tính toán hạ, mình liều mạng tánh mạng, tập sát Diệp Thần, có thể đem Diệp Thần giết chết, không nghĩ tới chỉ là trọng thương mà thôi. Diệp Thần thể chất cường độ, thật to vượt qua hắn dự liệu, có thể liền thần đạo cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không có Diệp Thần như thế cường đại thể chất. Diệp Thần nội tâm vô cùng chấn động, hắn đích xác là khinh địch. Lần này bởi vì hắn khinh địch, hắn trả giá cực kỳ thảm trọng giá phải trả. Hoàng tử Tề tinh thần khôi phục một ít, từ trong ảo tưởng đúc ra một thanh kiếm, sách trường kiếm, chậm rãi hướng Diệp Thần đi tới. Hắn trạng thái thật không tốt, bước chân chậm chạp, nhưng hắn cuối cùng vậy vẫn đi tới Diệp Thần bên cạnh, trên mặt hiển hiện ra vô cùng thần sắc dữ tợn, giơ kiếm liền hướng Diệp Thần đâm xuống, quát to. Chết đi, tiểu tử! Ngươi hết thảy, đều đưa thuộc về hoàng hôn thượng thần. Bén mũi kiếm, mang tiếng gió bén nhọn, đâm về phía Diệp Thần đầu. Nhưng, trọng thương ngã gục xuống Diệp Thần, lại đột nhiên giơ tay lên, ngón tay nhập lại kẹp một cái, liền kẹp lấy hoàng tử Tề kiếm. Ừ, hoàng tử Tề sắc mặt cuồng biến, lại đi xem Diệp Thần, liền phát hiện Diệp Thần trên thân thể, chẳng biết lúc nào bắt đầu, tràn ra từng luồng ánh sáng màu xanh, tia sáng kia lộ ra đại lộ hay uẩn, lại có toát ra cỏ cây thơm mát, giống như mang có cường đại gì chữa trị lực. Ho, lần này đúng là ta khinh địch, thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương. Nhưng, xem ra ta vận khí, đúng là cũng không tệ lắm, chí ít không có chết phải không? Diệp Thần nhỏ mỉm cười lên, chậm rãi đứng lên, vết thương trên người, ở đó từng luồng màu xanh lam thần quang làm dịu, không ngừng khép lại, linh khí vậy đang nhanh chóng khôi phục. Cái này, đây là, đạo tông chú đan thuật. Hoàng tử Tề nhìn vậy từng luồng thần cha quang, lập tức liền nhận ra. Đó là thiên đan tông độc môn bí pháp, đạo tông chú đan thuật, chứ có thể luyện đan bên ngoài, còn có hoạt tử nhân, nhục bạch cốt hiệu quả. Diệp Thần giờ phút này thi triển đạo tông chú đan thuật, đem năng lượng thiên địa, đúc thành từng luồng cao nhất đan khí, dễ chịu thân thể, nhanh chóng tu bổ thương thế. Không thể không nói, cái này đạo tông chú đan thuật hiệu quả chữa thương, có thể nói nhất tuyệt. Chỉ cần không phải tổn thương đạt tới bổn nguyên thương thế, đều có thể nhanh chóng chữa trị. Cứ như vậy mấy nháy mắt thời gian, Diệp Thần trạng thái, đã khôi phục được thất thất bát bát, trên mình đã không nhìn ra bất kỳ vết sẹo vết thương, có thể gặp cửa này đạo tông chú đan thuật, hiệu quả có bao nhiêu ngoại hạng. Hoàng tử Tề tuyệt đối không nghĩ tới, thiên đan tông lại có thể đem chân quý như vậy đạo tông chú đan thuật, truyền cho Diệp Thần. Hơn nữa, Diệp Thần thiên phú năng lực, còn như thế ngoại hạng, có thể thành thạo như vậy vận dụng, hắn chú đan thuật tu vi thành tựu,
sợ rằng so với đan đế, còn muốn càng thêm lợi hại. Thế cục ngay tức thì xoay ngược lại. Hoàng tử Tề cả người run lẩy bẩy, nhìn Diệp Thần tự tin cười nhạt cho, hắn tinh thần hỏng mất, tại chỗ liền quỳ xuống, kêu lên, luân hồi chi chủ, tha mạng. Ta không muốn cùng ngươi là địch, những thứ này đều là hoàng hôn cự nhân ý, là hắn muốn cướp đoạt bản đồ bảo tàng, chuyện không liên quan ta. Ta nguyện ý quy thuận, cầu ngươi thả qua ta. Hắn run rẩy lại móc ra một bản trục cuốn, nói chỉ cần ngươi chịu thả qua ta, cái này huyễn kiếm tròm sao thần thuật tu luyện bí tịch, ta có thể hiến tặng cho ngươi. Diệp Thần nhìn xem hoàng tử Tề, lại nhìn xem vậy thần thuật trục cuốn, cười nói, giết ngươi, bí tịch này không phải là của ta sao? Ách! Hoàng tử Tề nhất thời im miệng, không lời chống đỡ. Đạo tông chú đan thuật, cho ta tiêu diệt. Diệp Thần đột nhiên phát tàn nhẫn, bàn tay đè lại hoàng tử Tề đầu, phát động đạo tông chú đan thuật. Rắc rắc sát! Hoàng tử Tề cả người vặn vẹo, phát ra kêu thê lương thảm thiết, da thịt cũng đang sôi trào, cả người rất nhanh bị nghiền thành hồ rán, rồi sau đó ngọa nguậy hỗn hợp, cuối cùng biến thành một viên nho nhỏ đan dược. Diệp Thần lợi dụng đạo tông chú đan thuật, liền trực tiếp cầm hoàng tử Tề cả người, cũng luyện hóa thành đan dược. Một màn này cực kỳ khủng bố, nếu như thiên đan tông người nhìn thấy, sợ rằng sẽ kinh ngạc được không nói ra lời. Bởi vì thiên đan tông vạn cổ tới nay, cũng lấy là vậy chú đan thuật, chính là luyện đan chữa thương chữa bệnh thuật pháp, không nghĩ tới còn có thể giết người, hơn nữa còn như thế tàn bạo, trực tiếp người luyện thành đan dược. Diệp Thần đem viên đan dược này, ném cho huyết long nuốt, rồi sau đó tiếp lấy vậy rớt xuống thần thuật trục cuốn, tinh thần quét nhìn một lần, lập tức lĩnh ngộ. Vậy huyễn kiếm tròm sao đủ loại diệu pháp, ngay tức thì liền toàn bộ bị Diệp Thần nắm giữ. Rất tốt, cửa này thần thuật không tệ. Diệp Thần âm thầm gật đầu, cái này huyễn kiếm tròm sao thuật pháp, khá là kỳ diệu, buộc vòng quanh kiếm đạo tròm sao, bộc phát ra kiếm khí, chân huyễn không chừng, làm người ta khó lòng phòng bị, hắn mới vừa cũng thiếu chút nữa bị đánh chết. Thật may, Diệp Thần vận khí coi như không tệ, cuối cùng là cười đến cuối cùng. Nhưng, dù vậy, hắn hồi tưởng lại mới vừa sự việc, đều là từng cơn nghĩ mà sợ. Hắn là thật thiếu chút nữa thì chết, hắn chỉ có một cái thời gian tuyến, là tuyệt đối không thể chết được, một khi chết, liền hoàn toàn vẫn diệt, lại cũng không có sống lại có thể. Không thời không xác thực nguy hiểm, ta sau này có thể được cẩn thận một chút. Diệp Thần thức tỉnh tinh thần, không lúc nào không có trời đất phép tắc hạn chế, hắn đoán chừng lấy mình thực lực, tối đa có thể nghịch giết thần đạo cảnh tầng thứ 4 tồn tại, lại đối chiến đi lên cường giả, liền cần hoàn toàn liều mạng, vận dụng rất nhiều giá phải trả to lớn lá bài tẩy. Mà đối mặt cửu đỉnh cảnh thượng vị thần, thông thiên cảnh thần vương, còn có cao nhất thiên đế chủ thần, vậy Diệp Thần liền không đánh lại, cần triệu hoán luân hồi trận doanh những cường giả khác đối kháng. Diệp Giá Thần thật sâu cảm thấy thực lực mình chưa đủ, chỉ muốn mau sớm tăng lên thực lực. Bất quá đầu óc hắn vậy rất thanh tỉnh, biết dựa hết vào mình là không được, thân là một người thủ lĩnh, nhất chủ yếu chính là sẽ dùng người. Hiện ở bên cạnh hắn người, đáng giá tín nhiệm nhất, cường đại nhất, chính là Nhâm Phi Phàm và Gia Gia. Đi trước tìm Nhâm tiền bối, sau đó sẽ đi Thượng Hoàng Thiên Cung, thức tỉnh Gia Gia. Diệp Thần nghĩ như vậy, liền tiếp tục đi đường, hướng Huyền Hải thời không bay đi. Lần này hắn đánh chết Hoàng tử Tề, phá hỏng Hoàng hôn cự nhân âm mưu, trong thời gian ngắn, Hoàng hôn cự nhân là không dám lại phái người tới. Nếu không, hắn động tác quá thường xuyên, nhất định kích động thiên cơ, bản đồ bảo tàng bí mật tiết lộ ra ngoài, hắn lại cũng không có nuốt một mình bảo tàng hy vọng. Tính như vậy tới, Diệp Thần là tạm thời an toàn. Trừ Hoàng hôn cự nhân ra, cái khác thế lực, cũng không biết hắn tọa độ. Một đường bay đi Huyền Hải thời không, lần này không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ đến Huyền Hải thời không ra. Đây là một cái thật lớn, vĩ đại, vô biên vô tận vũ trụ lớn. Vũ trụ bên trong, tinh cầu tô điểm, phần lớn tinh cầu, phía trên cũng hiện đầy nước biển, liền liền vũ trụ bản thân, vậy tràn đầy một phiến mênh mông nguyên khí đại dương. Viên kia viên tinh cầu, liền trôi lơ lửng ở nơi này phiến nguyên khí trên biển. Đây chính là Huyền Hải thời không sao? Thật là nguy nga à, năm đó sáng tạo Huyền Hải thời không cường giả, nhất định là vô cùng lợi hại thiên đế chủ thần. Diệp Thần khen ngợi một tiếng, nhưng đột nhiên cảm thấy, luân hồi mộ địa ở chấn động, có mộ bia có ánh sáng lóe lên, thật giống như có tân đại năng thức tỉnh vậy.
Ừ. Diệp Thần hơi đông lại một cái, tinh thần xem xét luân hồi mộ địa, thế nhưng cổ chấn động lại lắng xuống, rồi sau đó một đạo thân ảnh nổi lên, không phải người khác, lại là Hoang lão Hoang Tự Tại. Hoang lão, người tỉnh. Diệp Thần thấy Hoang lão Tô tỉnh, lấy làm kinh hãi. Trước đây, Hoang lão tựa hồ là chẳng muốn dính quá nhiều nhân quả, từ đây cũng không có phát hiện thân, coi như là Diệp Thần cùng Vạn Khư đại chiến, hắn cũng không có phát hiện thân. Hiện tại Diệp Thần phi thăng, hắn lại phát hiện thân đi ra, để cho Diệp Thần cảm thấy 10 phần bất ngờ. Ừ, Diệp Thần, thật lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng phi thăng. Hoang lão than thở một tiếng, thân hình bay ra, nhìn huyền hải thời không cảnh tượng, lại là một hồi xúc động. Nhờ phúc của ngươi, ta rốt cuộc lại lần nữa trở lại không không lúc nào không. A, à, Nhâm Phi Phàm đều lợi hại như vậy, thiên đế cấp 9. Tên này, muốn nghịch thiên. Hoang lão cong ngón tay tính toán, khóe miệng xé kéo một cái, diễn cảm đặc biệt phức tạp. Ban đầu ở thế giới hiện thật thời điểm, hắn cùng Nhâm Phi Phàm từng có tranh đấu, thời điểm đó Nhâm Phi Phàm liền xuống vị thần đều không phải là. Nhưng hiện tại, Nhâm Phi Phàm đã nghịch thiên quật khởi, trở thành thiên đế cấp 9, coi như là thiên đế trên bảng nhân vật lớn, cũng không dám đối hắn chút nào khinh thị. Mà Hoang lão, ra hắn ở tí tách vang dội, tựa hồ không chịu nổi không không thời không quy luật uy áp. Diệp Thần cả kinh nói, Hoang lão, người thân thể. Hoang lão khoát khoát tay, nói, không sao, ta bản thân là một cái tán thần, huyết mạch căn cơ vốn là yếu, lần này ta hiện thân, là bởi vì là nghe được đạo tông triệu hoán. Diệp Thần ngạc nhiên, đạo tông triệu hoán. Hoang lão ha ha cười nói, đúng vậy, đạo tông lại có thể vừa ý ta, cấp cho ta cái gì vận may lớn, đại cơ duyên. Ta xem cái này sau lưng, đều là bởi vì ngươi. Nếu như không phải là ngươi, đạo tông không thể nào triệu hoán ta, ta nói cho cùng, vậy chỉ là một tán thần thôi. Diệp Thần nói, Hoang lão, vậy ngươi phải đi sao? Hoang lão đạo, dĩ nhiên, đạo tông triệu hoán ta, lớn như vậy tạo hóa, ta há có thể bỏ qua. Sau này cùng tranh phong thi đấu bắt đầu, có lẽ chúng ta có thể gặp lại. Dừng một chút. Hoang lão nhìn trước mắt huyền hải thời không, lại hỏi, người phải đi cái này huyền hải thời không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần nói, ừ. Hoang lão nhướng mày một cái, nói theo ta biết, cái này huyền hải thời không, là huyền trần thiên đế và thái hải thiên đế, cái này hai vị cổ xưa đại năng liên thủ sáng chế. Nhưng sau đó, huyền trần thiên đế bất ngờ bị hắc ám chiếm đoạt, cái này huyền hải thời không. Chỉ còn lại Thái Hải Thiên Đế, một nhà độc bá. Ta luôn cảm giác cái này sau lưng, có chút mùi vị âm mưu. Hơn nữa ta suy tính thiên cơ, ngươi nếu là bước vào cái này huyền hải thời không, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần nói, có nguy hiểm gì? Hoang lão lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, tóm lại ngươi cẩn thận một chút, ta chuẩn bị đi đạo tông, hì hì, chung sống lâu như vậy, trước khi đi, ta cho ngươi thêm một món quà. Vừa nói, Hoang lão móc ra một cái màu đen hộp, đưa cho Diệp Thần. Cái này hộp như sách hộp lớn nhỏ, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, Diệp Thần nhận lấy ước lượng một tí, vừa cảm thấy nặng nề, lại cảm thấy nhẹ bỗng, cảm giác đặc biệt quái dị, không đoán được, nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Hoang lão cười hắc hắc nói, cái này hộp là ta năm đó, thỉnh thoảng ở một nơi phế tích di chỉ bên trong tìm được, ta thử tất cả thủ đoạn, đều không thể đem cái này hộp mở ra. Lại càng không biết bên trong đựng chút gì. Hiện tại ta suy tính thiên cơ, đại khái bắt được, cái này hộp bên trong chứa, rất có thể là Titan chòm sao tu luyện bí tịch. Diệp Thần nói, Titan chòm sao? Hoang lão đạo, đúng vậy, truyền thuyết ở đặc biệt thời đại cổ xưa, có một vị đại thần, kêu Titan cự thần, hắn thân thể là như vậy khổng lồ đến một cái tế bào lỗ chân lông, chính là một cái đa nguyên vũ trụ. Vị này Titan cự thần, sau đó chết. Máu thịt tinh thần hóa thành chòm sao, chính là trong truyền thuyết Titan chòm sao, cái này Titan chòm sao, cũng là tám đại chòm sao bên trong, lợi hại nhất tồn tại. Ngươi nếu có thể đạt được Titan chòm sao bí quyết tu luyện, triệu hoán Titan cự thần lực lượng hạ xuống, vậy thì thật là vô địch. Cái này Titan chòm sao bí tịch, đã sớm thất truyền, hì hì, cái này thất truyền chòm sao bí tịch, rất có thể ở nơi này trong hộp. Thật ra thì, cái này Titan chòm sao uy lực. So với thiên đấu đại đồ kiếm còn lợi hại hơn một chút, chỉ bất quá bởi vì thất truyền quá lâu, hơn nữa trong truyền thuyết Titan cự thần lực lượng,
cũng không có người có thể chịu đựng, cho nên cửa này tròm sao thần thuật, hạng liền gần chót liền một ít, nhưng trong thực tế uy lực, là đặc biệt ngoại hạng. Diệp Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, nếu là cái này Titan tròm sao uy lực, thật giống Hoang Hai nói như vậy lợi hại, vậy hắn luyện thành, thực lực tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Tốt lắm, thứ ta biết, đã toàn bộ nói cho ngươi, ta phải đi đạo tông, cáo từ. Hoang lão mười phần sảng khoái, ở lưu lại hộp sau đó, liền hướng Diệp Thần tạm biệt, xoay người bay khỏi đi. Diệp Thần cầm hộp, thử nghiệm mở ra, nhưng phát hiện cái này hộp kín kẽ, hơn nữa lại có tầng tầng nhân quả luật cấm chế, vô luận như thế nào cũng không mở ra. Diệp Thần mở thiên đế cánh tay, lại điều động luân hồi huyết mạch lực lượng, vậy không có chút nào tác dụng. Thậm chí, hắn phát động tàn nhẫn tới, khua kiếm chém hộp, lại sử dụng lớn mộ thần kiếm, hóa thiên đại pháp, chư thần hoàng hôn vân. Vân, chư thật lợi hại sát chiêu, cũng không có chút nào chỗ dùng. Vô luận Diệp Thần như vậy công kích, cái này hộp cũng không có một chút hư hại dấu hiệu. Thật quỷ dị, thật là lợi hại. Diệp Thần trong lòng khen ngợi, đối hộp bên trong chứa đồ, bộc phát tò mò. Bất quá hiện tại, Diệp Thần hiển nhiên không có mở hộp ra biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thu hồi, ánh mắt lần nữa nhìn về huyền hải thời không. Đi huyền hải thời không, ngồi truyền tống trận, sau đó đi cát thành, kêu nhâm tiền bối thử một chút. Diệp Thần nghĩ như vậy, liền hướng phía trước huyền hải thời không bay đi. Làm hắn đến gần huyền hải thời không tinh bích hệ, lập tức liền kích động thiên cơ, có mấy cái canh phòng ăn mặc nam tử, từ trong hư không toát ra, tiến lên ngăn lại Diệp Thần. Một người thủ vệ nói, đứng lại, người nào, huyền hải thời không nơi quan trọng, người không phận sự cùng không được đến gần. Diệp Thần thong thả, móc ra đan đế cho hắn huyền biển thánh lá, đưa tới, nói. Tại hạ Trần Dạ, là đan đế giới thiệu ta tới, muốn cầu gặp đại hộ pháp trọng huyền vĩnh các hạ. Thủ vệ kia thấy huyền biển thánh lá, lấy làm kinh hãi, thiên cơ bắt, biết Diệp Thần nói không ngoa, nói, người muốn gặp đại hộ pháp. Diệp Thần nói, đúng vậy. Thủ vệ kia và đồng bạn bên cạnh, thương lượng mấy câu, rồi sau đó hướng Diệp Thần nói, ngươi lại chờ một chút, ta đi cùng đại hộ pháp truyền đạt một tiếng. Liền xoay người đi vào truyền đạt. Diệp Thần đợi một hồi, thủ vệ kia đi ra, trong tay cầm một cái nho nhỏ dây đỏ, nói. Đại hộ pháp nói có thể gặp ngươi, nhưng cần ngươi trước cột lên điều này cấm khí thừng. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói cấm khí thừng. Là muốn giam cầm ta linh khí sao? Thủ vệ kia nói, đúng vậy, có nhiều xúc phạm, xin Trần Dạ công tử thứ lỗi. Diệp Thần cẩn thận bắt, vậy không bắt được ác ý cùng sát khí, ngược lại còn có một chút thiện ý tồn tại. Trọng huyền vĩnh kêu hắn cột lên cấm khí thừng, lại có thể hình như là vì tốt cho hắn, thật sự là kỳ quái. Diệp Thần nhớ tới đan đế mà nói, trọng huyền vĩnh là có thể tuyệt đối tín nhiệm. Được rồi, ta cột lên là được. Diệp Thần cẩn thận tính toán sau này, cuối cùng là lựa chọn cột lên cấm khí thừng. Điều này nho nhỏ dây đỏ, cột tới cổ tay trên sau đó, Diệp Thần liền cảm thấy, linh khí của mình, bị cầm giữ 50%, tối đa chỉ có thể phát huy ra 50% sức chiến đấu. Diệp Thần trong bụng hơi định, có 50% sức chiến đấu, cũng có thể đối phó vậy tình huống đột phát, hơn nữa hắn muốn đột phá cấm khí thừng trói buộc nói. Vậy không phải là không thể, bất quá cần phải bỏ ra điểm giá phải trả. Trần Dạ công tử, mời. Vậy mấy người lính gác, thấy Diệp Thần nịt lên cấm khí thừng, liền dẫn hắn tiến vào huyền hải thời không, cũng đi tới thời không vũ trụ trung ương, một viên tinh cầu khổng lồ phía trên. Viên tinh cầu này là huyền hải thời không hạch tâm, kêu huyền sao biển, diện tích mênh mông to lớn, chu vi đủ có mấy chục triệu bên trong. Mặt đất bên trên, khắp nơi đều là nguy nga lộng lẫy cung điện. Lâu vũ, quỳnh đài ngọc các, điêu long họa phượng, linh thú bôn tẩu, phượng chim bay vút lên, tường vân tung bay, thác nước thiên rơi, khí tượng mười phần tráng lệ. Vậy mấy người lính gác, một đường dẫn Diệp Thần, cưỡi mây lướt gió, bay về phía huyền sao biển trung ương huyền hải thiên cung. Diệp Thần dọc đường nơi gặp, thấy được rất nhiều tín đồ, ở thờ phụng hai pho tượng. Vậy hai pho tượng, một tòa là huyền trần thiên đế, một tòa là thái hải thiên đế. Cái này hai vị thiên đế, là sáng lập huyền hải thời không vĩ đại tồn tại, bị hàng tỷ tín đồ quỳ bái. Chỉ bất quá, Diệp Thần nhưng thấy, vậy hai pho tượng bên trong, huyền trần thiên đế pho tượng, phơi bày cho đen loang lổ màu sắc, hiện đầy rêu xanh, quấn vòng quanh từng luồng không rõ khí.
Khác một pho tượng, Thái Hải Thiên Đế pho tượng, chính là thần quang bung ra, tường vân lượn lờ, ánh nắng đỏ rực cuồn cuộn, khí tượng mười phần vĩ đại. Vậy mấy người lính gác, cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, có người giải thích nói. Huyền Trần Thiên Đế năm đó bị hắc ám chiếm đoạt, hắn pho tượng, vậy dính vậy không tường khí, bỏ mặc chúng ta những thứ này tín đồ, như thế nào cung phụng, những cái kia không rõ cùng hắc ám, từ đầu đến cuối không thể tiêu trừ, chắc hẳn Huyền Trần Thiên Đế dưới cửu tuyền, cũng là chịu hết hành hạ khổ sở, chúng ta tín đồ, cùng cùng bi, à. Lời nói này rơi xuống, vậy mấy người lính gác, cũng mặt mang vẻ ảm đạm, bi thương ý giật tại bày tỏ. Ở huyền hải thời không, dân chúng tín ngưỡng có hai cái, một cái là Thái Hải Thiên Đế, một cái là Huyền Trần Thiên Đế, hai người phân lượng đều là giống nhau nặng. Nhưng tiếc là, Huyền Trần Thiên Đế đã sớm bị hắc ám chiếm đoạt, bỏ mặc các tín đồ như thế nào cung phụng, cũng không bổ tại chuyện. Hôm nay ở huyền hải thời không bên trong, chỉ có Thái Hải Thiên Đế còn sống sót, nhưng vì né tránh năm tháng mải mòn, một mực ẩn cư ở huyền hải thiên cung chỗ sâu, rất ít lộ mặt. Diệp Thần tới huyền hải thời không, vốn là chỉ là muốn mượn dùng truyền tống trận, nhưng nghe đến những thứ này qua lại câu chuyện, nội tâm lại có cực lớn kích động. Hắn trong sâu thẳm, tựa hồ dòm ngó thấy, cái này Huyền Trần Thiên Đế và Thái Hải Thiên Đế, nhất định cùng mình tương lai, tức tức tương quan, cũng không biết là họa hay phúc. Diệp Thần lại cảm giác được, luân hồi mộ địa run run được càng ngày càng lợi hại, mới đại năng sắp phải ra đời. Hắn thấy có một khối mộ bia, phía trên bụi bặm lay động, lại triển lộ ra bốn chữ to, chính là Huyền Trần Thiên Đế bốn chữ. Huyền Trần Thiên Đế, chẳng lẽ sắp muốn thức tỉnh đại năng, chính là Huyền Trần Thiên Đế. Hắn năm đó, không phải là bị hắc ám cắn nuốt sao? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, thử nghiệm thức tỉnh Huyền Trần Thiên Đế, nhưng kích thích thật giống như còn chưa đủ, Huyền Trần Thiên Đế vẫn không có thể thức tỉnh. Trần Dạ công tử, người thế nào? Vậy mấy người lính gác, thấy Diệp Thần sắc mặt khác thường, liền nghi ngờ hỏi. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, hoảng hốt vội nói, không việc gì, ta muốn nhanh lên một chút bái kiến đại hộ pháp Trọng Huyền Vĩnh các hạ. Lòng hắn muốn thời cơ đã đến, tân lệnh đại năng khẳng định có thể thức tỉnh. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là trước thấy Trọng Huyền Vĩnh, rồi sau đó ngồi truyền tống trận đi Cát Thành. Đám người canh phòng gật đầu một cái, liền tăng thêm tốc độ, đằng vân bay trên trời, rất mau dẫn Diệp Thần, đi tới Huyền Hải Thiên Cung bên trong. Cái này Huyền Hải Thiên Cung, cung điện liền phiến, kim quang cuồn cuộn, thiên đế khí vần quanh, khí tượng huy hoàng, khắp nơi truyền tới thanh âm đánh nhau. Diệp Thần thấy Huyền Hải Thiên Cung bên trong, bố trí từng ngọn lôi đài, có rất nhiều võ giả, đang hai hai ở trên lôi đài đấu võ trước. Bọn họ đang so võ sao? Diệp Thần tò mò hỏi một câu. Một người thủ vệ đáp, đúng vậy, gần đây ta Huyền Hải thời không, đang cử hành đại lộ tìm thánh tỷ võ, sau cùng hạng nhất, có thể được một quả đại lộ làm, tương lai đại biểu ta Huyền Hải thời không, tham gia đạo tông cử hành đại lộ tranh phong thi đấu. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, nói, thì ra là như vậy. Thủ vệ kia nói đến tỷ võ chuyện, có chút hưng phấn, nói, hơn nữa, sau cùng hạng nhất, còn có thể được Thái Hải Thiên Đế đại nhân, tự mình ra tay, hao phí Thiên Đế khí là hắn quán đỉnh. Thiên Đế khí quán đỉnh à, nếu ai đạt được này cùng tạo hóa, tất có thể một bước lên trời. Đáng tiếc, tất cả người dự thi, tu vi nhất định phải ở vô lượng cảnh, ta là bán thần, là không thể dự thi, nếu không ta nếu là đoạt cúp, vậy đạt được Thiên Đế khí quán đỉnh, khẳng định có thể trở thành chân thần. Nói xong lời cuối cùng, thủ vệ kia giọng lại mang thương tiếc ý. Lúc đầu cái này tìm thánh tỷ võ, chỉ có thể là vô lượng cảnh người, ghi danh tham gia, người thắng có thể đạt được một quả đại lộ làm, cũng đạt được Thái Hải Thiên Đế khí quán đỉnh. Nếu như là bán thần mà nói, vậy thì không thể tham gia. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, đại lộ làm là tham gia đạo tông thi đấu tín vật, hắn tương lai muốn tham gia mà nói, vậy nhất định phải cầm đại lộ làm. Nhưng đến trước mắt mới ngưng, Diệp Thần cũng còn không nhận được đại lộ làm. Chàng này tìm thánh tỷ võ, phần thưởng là đại đạo làm, thậm chí còn có thể được Thiên Đế khí quán đỉnh, quả thực để cho Diệp Thần có chút động tâm. Hơn nữa tỷ võ là hạn chế vô lượng cảnh người tham gia, ở vô lượng cảnh trong phạm vi, Diệp Thần có lòng tin hoành đẩy hết thảy. Đáng tiếc, hắn không phải huyền hải thời không người, hắn chỉ là một người ngoài, tự nhiên không tư cách tham gia chàng này tỷ võ. Không biết làm sao,
Diệp Thần liền đi theo vậy mấy người lính gác, đi gặp Đại Hộ Pháp Trọng Huyền Vĩnh. Trọng Huyền Vĩnh cư ngụ ở một nơi phong cách cổ xưa cung điện bên trong, nghe được Diệp Thần viếng thăm, liền tuyên hắn vào điện. Diệp Thần vào đến trong đại điện, liền thấy trong đại điện mặt, chỉ thờ phụng một pho tượng, đó là Huyền Trần Thiên Đế pho tượng, cũng không gặp có Thái Hải Thiên Đế pho tượng. Vậy Huyền Trần Thiên Đế pho tượng, phủ đầy hắc ám loang lổ rêu xanh dấu vết, từng tia không rõ khí vẩn quanh, như rắn độc độc trùng vậy lẩn quẩn, nhìn như đặc biệt quỷ dị, và chỗ tòa này huy hoàng đường hoàng đền, lộ vẻ được 10 phần không tương xứng, làm người ta nhìn một cái, liền cảm thấy da đầu tê dại. Diệp Thần mơ hồ suy tính đến thiên cơ, biết ở huyền hải thời không bên trong, cũng có phái cái khác phân chia, hơn nữa nhọn vô cùng. Ngoại giới dân chúng, đồng thời cung phụng Huyền Trần Thiên Đế và Thái Hải Thiên Đế pho tượng, nhưng ở huyền hải thiên cung nội bộ, khác nhau nhưng lớn vô cùng. Huyền Trần nhất phái, Thái Hải nhất phái, ám đấu kịch liệt, lẫn nhau chỉ cung phụng mình tín ngưỡng thần. Ở Huyền Trần Thiên Đế dưới pho tượng, đứng một cái người trung niên quần áo đen, đang đưa lưng về phía Diệp Thần, hắn lộ vẻ lại chính là Đại Hộ Pháp Trọng Huyền Vĩnh, rõ ràng cho thấy Huyền Trần nhất phái người, cho nên chỉ cung phụng Huyền Trần Thiên Đế. Trần gia công tử, ngồi. Trọng Huyền Vĩnh xoay người lại, thấy Diệp Thần, thanh âm hơi có chút vắng lặng nói. Diệp Thần dưới người, liền từ ảo tưởng bên trong, xuất hiện một cái ghế ngồi. Đại Hộ Pháp các hạ. Diệp Thần cũng không có ngồi, mà là hướng Trọng Huyền Vĩnh chắp tay, nói ngay vào điểm chính. Là Đan Đế tiền bối giới thiệu ta tới, ta muốn mượn dùng truyền tống trận, truyền tống đi Cát Thành. Trọng Huyền Vĩnh gật gật đầu nói, ta biết. Ta và Đan Đế là quá mệnh giao tình, ta hàng năm bị không rõ khí triển thân, là hắn luyện đan chế dược cứu ta, hắn có gì phân phó, ta tự làm theo từ. Hắn giọng nói, thủy chung là âm trầm, lại mang một chút hiếu ớt hình dáng. Diệp Thần có thể cảm giác được, hắn là hàng năm cung phụng Huyền Trần Thiên Đế, kết quả bị pho tượng lên không rõ khí ăn mòn, ngũ tạng lục phủ phỏng đoán cũng biến thành màu đen phát tồi tệ, hoàn toàn là dựa vào tự thân tu vi, còn có Đan Đế tặng cho đan dược. Khổ khổ chống đỡ. Đại Hộ Pháp các hạ, thân thể ngươi thật không tốt, ta nơi này có một viên đan dược, có lẽ có thể vì ngươi chữa trị. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền phát động đạo tông chú đan thuật, điều động thiên địa linh khí, còn có một chút cẩm lý thiên phù năng lượng, vô căn cứ đúc tạo ra được một viên đan dược, kim quang lập lòe, tường vân lững lờ, trên đan dược lại có cá chép đồ đằng, nhìn như linh khí hòa hợp, có thiên đại chúc phúc lực lượng. Cấm khí thường cầm giữ Diệp Thần sức chiến đấu, nhưng muốn luyện đan, cũng không bị ảnh hưởng. Trọng Huyền Vĩnh thấy Diệp Thần thủ đoạn, nhất thời ngây dại. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thần nơi luyện chế ra đan dược, chất lượng so với Đan Đế luyện chế, còn tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Ngươi chú đan thuật. Trọng Huyền Vĩnh rung động được tột đỉnh. Đại Hộ Pháp các hạ, ngươi trước ăn vào đi. Diệp Thần cong ngón tay bắn ra, cầm trong tay đan dược đánh cho Trọng Huyền Vĩnh. Trọng Huyền Vĩnh lật đật tiếp, dừng một chút, rồi sau đó đem đan dược ăn vào. Một ăn vào đan dược, hắn cả người nhất thời kim quang ánh sáng trắng bùng nổ, thần mang tràn ngập, hạo nhiên khí ngất trời, cá chép tiên quang lững lờ, rất nhiều không rõ cùng bóng tối hơi thở, cũng bị đuổi tản ra chạy đi. Trong thoáng chốc, Trọng Huyền Vĩnh cảm thấy thần thái sáng láng, cả người không rõ khí đã tan hết, bị ăn mòn nghiêm trọng tạng phủ, cũng đã khôi phục máu trơn bóng. Diệp Thần viên đan dược này, đơn giản là vô địch, lập tức liền để cho hắn trạng thái, khôi phục lại viên mãn bước. Đan Đế đan dược, chỉ có thể chậm tách ra hắn triệu chứng. Nhưng Diệp Thần, nhưng là trực tiếp chữa trị. Bởi vì Diệp Thần đạo tông chú đan thuật tu vi, đã là vượt qua Đan Đế. Không hổ là luân hồi chi chủ, quả nhiên là thần thông kinh thiên. Người đạo tông chú đan thuật, thành tựu đã ở Đan Đế bên trên, tại hạ bội phục. Xin nhận tại hạ một bái. Trọng Huyền Vĩnh mặt đầy kích động, khốn khổ hắn nhiều năm vấn đề, đạt được giải quyết, hắn dưới sự kích động, lại là vui sướng vạn phần, tại chỗ liền cho Diệp Thần quỳ xuống, dập đầu nói cảm ơn. Diệp Thần ngẩn người, lúc đầu Trọng Huyền Vĩnh đã biết mình thân phận. Suy nghĩ một chút cũng phải, hắn cùng Đan Đế nhân quả mật thiết, Trọng Huyền Vĩnh chỉ cần không phải là kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra sau lưng thiên cơ. Trọng Huyền Vĩnh tựa hồ nhìn thấu Diệp Thần nghi ngờ, hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ mời yên tâm, ở trên địa bàn ta, thiên cơ tuyệt đối bí mật, người ngoài sẽ không thấy rõ đến ngươi thân phận. Diệp Thần thoáng yên tâm, ừ một tiếng,
hướng Trọng Huyền Vĩnh nói, đại hộ pháp các hạ, người đứng lên trước đi. Trọng Huyền Vĩnh lúc này đứng dậy, nói, luân hồi chi chủ, người gọi tại hạ tên chữ là được, đa tạ người thay tại hạ hóa giải không rõ. Chỉ là, người muốn mượn dùng truyền tống trận mà nói, có thể tạm thời không được. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói tại sao? Trọng Huyền Vĩnh nói, bởi vì ta huyền hải thời không, đang cử hành tìm thánh tỷ võ, truyền tống trận tạm thời đóng cửa, yếu quyết ra người thắng sau đó, mới biết lần nữa mở cửa. Bất quá người yên tâm, hôm nay cái này so với võ, đã kém không nhiều đến hồi cuối, ngày mai sẽ là quyết tái cuộc sống. Cùng trận chung kết kết thúc, truyền tống trận lập tức liền mở cửa. Nghe vậy, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, nói cách khác, ngày mai truyền tống trận là có thể mở ra. Trọng Huyền Vĩnh nói, đúng vậy. Hắn ánh mắt trên dưới quan sát tỉ mỉ Diệp Thần, lại nói, đúng rồi, luân hồi chi chủ, nghe nói ngươi có nghịch phạt thần linh tư cách, vậy hoành đẩy vô lượng cảnh, chắc là dễ như trở bàn tay. Ngày mai trận chung kết, không bằng ngươi làm là hạt giống tuyển thủ, đại biểu ta Huyền Trần nhất phái xuất chiến được không? Chàng này tìm thánh tỷ võ, hạn định vô lượng cảnh tham gia, Diệp Thần vừa vặn chính là vô lượng cảnh, hơn nữa chân thực sức chiến đấu lại là lợi hại. Trọng Huyền Vĩnh nghĩ thầm, nếu là Diệp Thần đi tham gia thi đấu, đây chẳng phải là càn quét hết thảy vô địch. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, muốn ta xuất chiến. Ta một cái người ngoài, cũng có thể tham gia thi đấu sao? Trọng Huyền Vĩnh nói, ai nói ngươi là người ngoài? Ta là Huyền Trần nhất phái đại hộ pháp, ta lớn nhất, ta nói ngươi là người mình, ngươi chính là mình người. Cái này Huyền Hải Thiên Cung bên trong, phân là Huyền Trần phái và Thái Hải phái. Thái Hải phái cung phụng Thái Hải Thiên Đế, Huyền Trần phái cung phụng Huyền Trần Thiên Đế. Ta Huyền Trần nhất phái, năm đó bị Huyền Trần Thiên Đế ân sâu, coi như lão nhân gia ông ta bị hắc ám chiếm đoạt, chúng ta vậy thể thành tâm ra sức, tuyệt không thay đổi tín ngưỡng, chính là dính không rõ, chết cũng phải cung phụng lão nhân gia ông ta pho tượng. Hi hi, hơn nữa lão nhân gia ông ta năm đó chết, rốt cuộc là bị hắc ám chiếm đoạt, vẫn bị người âm mưu hại chết, còn rất khó nói. Nói xong lời cuối cùng, Trọng Huyền Vĩnh phát ra cười nhạt, trong mắt mang chút cừu hận ý, tựa hồ tràn đầy oán niệm. Diệp Thần cả kinh nói, Huyền Trần Thiên Đế là bị người âm mưu hại chết sao? Trọng Huyền Vĩnh nói, ta không xác thực định, nhưng chuyện này tuyệt không đơn giản, ta Huyền Trần phái vô số kỷ nguyên tới nay, vậy một mực đang điều tra. Ở không điều tra ra kết quả trước, cũng không ai sẽ từ bỏ ý đồ. Dừng một chút, Trọng Huyền Vĩnh lại khoát tay một cái. Thở dài nói, bất quá, đây là ta Huyền Trần phái chuyện nội bộ, tuyệt không dám quấy rầy luân hồi chi chủ. Chỉ là, lần này tìm thánh tỷ võ, ta Huyền Trần phái và Thái Hải phái, cần tất cả ra một tên hạt giống tuyển thủ, tham gia sau cùng trận chung kết tranh đoạt. Thái Hải phái bên kia hạt giống tuyển thủ, đã quyết định tốt, nhưng ta Huyền Trần phái, từ đầu đến cuối quyết định không dưới. Ta có mấy người chọn, nhưng bọn họ đều sợ rút lui. Bởi vì Thái Hải phái bên kia hạt giống tuyển thủ, là tiên đế đỉnh cấp nhân vật, hơn nữa nắm giữ một môn tròm sao thần thuật, vô cùng lợi hại, ta Huyền Trần phái vô lượng cảnh trẻ tuổi đồng lứa, ai cũng không dám cùng tranh phong. Luân hồi chi chủ, không bằng liền do ngươi, đại biểu ta Huyền Trần phái ra chiến tốt lắm. Diệp Thần trong lòng động một cái, dù sao vậy truyền tống trận, muốn chờ trận chung kết sau khi kết thúc mới mở thả, vậy hắn đi tham gia trận chung kết, càn quét hết thảy. Còn khả năng tăng thêm tốc độ. Hơn nữa, quyết tái khen thưởng là một quả đại lộ làm, đây đối với Diệp Thần mà nói, 10 phần mấu chốt. Nếu có thể bắt được đại lộ làm mà nói, hắn thì có tham gia tranh phong thi đấu tư cách. Trừ đại lộ làm bên ngoài, còn có thể được Thái Hải Thiên Đế khí quán đỉnh, chỗ tốt to lớn. Như ta trận chung kết thắng được, đại lộ làm là quay về ta sao? Diệp Thần lập tức liền hỏi. Trọng Huyền Vĩnh sửng sốt một tí, sau đó cắn răng nói, có thể, mặc dù ta Huyền Trần phái, vậy rất muốn cái này cái đại lộ làm, nhưng, luân hồi chi chủ, cho ngươi cũng không sao, chúng ta liền làm kết giao bằng hữu, kết cái thiện duyên. Đại lộ làm cực kỳ trọng yếu, Trọng Huyền Vĩnh rõ ràng chẳng muốn dứt bỏ, nhưng nếu như có thể cùng Diệp Thần giao hảo, hắn vậy nguyện ý hy sinh một ít lợi ích. Dừng một chút, Trọng Huyền Vĩnh lại cười nói, hơn nữa, luân hồi chi chủ. Nếu là ngươi đoạt cúp, cuối cùng còn chiếm được Thái Hải Thiên Đế khí quán đỉnh, sợ rằng có thể cầm Thái Hải phái người, sống sờ sờ cho tức chết, ha ha ha, bọn họ lấy làm cho này đại lộ làm,
và ngày này đế khí quán đỉnh cơ duyên, đều là bọn họ. Diệp Thần cười một tiếng, đại lộ làm, và ngày này đế khí quán đỉnh, đều là đại cơ duyên, nếu có thể thuận lợi đạt được, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Nhưng trong sâu thẳm, Diệp Thần nhưng cảm thấy có một chút cổ quái. Bởi vì, đại cơ duyên đang ở trước mắt, hắn lại không bắt được chút nào điềm lành khí tượng. Cẩn thận suy diễn xem bói, hắn thậm chí còn đánh hơi được một chút mùi nguy hiểm. Chàng này tìm thánh tỷ võ, chỉ sợ không phải bề ngoài nhìn như thế đơn giản. Trọng hộ pháp, cái này so với võ. Cái này đại lộ làm cơ duyên, còn có thiên đế khí quán đỉnh cơ duyên, ta làm sao cảm giác có chút nguy hiểm dáng vẻ. Diệp Thần cẩn thận một chút, đem mình lo âu nói ra. Trọng Huyền Vĩnh ngẩn người, cong ngón tay suy tính một hồi, vậy cau mày nói, thiên cơ lưỡng lờ, đúng là có chút kỳ hoặc, nhưng nơi nào có vấn đề đâu. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ Thái Hải phái bên kia, có người muốn đùa bỡn Hoa Chiêu? Diệp Thần chú ý ngưng trọng, nói có phải hay không là sau lưng Thái Hải Thiên Đế? Trọng Huyền Vĩnh hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, cái này lời cũng không thể nói bậy bạ. Thái Hải Thiên Đế và Huyền Trần Thiên Đế, tình đồng thủ túc, hai người so huynh đệ ruột còn thân hơn. Ở Huyền Trần Thiên Đế chết sau đó, Thái Hải Thiên Đế khóc lóc vạn năm. Người thấy huyền hải thời không nguyên khí đại dương liền sao? Vậy căn bản là nước mắt của hắn ngưng tụ thành. Bởi vì Huyền Trần Thiên Đế chết, Thái Hải Thiên Đế thương tâm quá độ, thậm chí liền nói pháp căn nguyên cũng bị thương tổn, khó mà đối kháng năm tháng mài mòn, một mực chỉ có thể ẩn cư tại thiên cung chỗ sâu né tránh. Thái Hải phái người ở bên trong, mặc dù không phải là thứ tốt gì, nhưng Thái Hải Thiên Đế nhưng mà người tốt, hắn ý tưởng và chủ ý là tốt, chỉ là đến phía dưới thi hành ra sai lệch, sinh ra rất nhiều tranh chấp. Diệp Thần khẽ cau mày nói, phải không? Nhìn Diệp Thần hoài nghi diễn cảm, Trọng Huyền Vĩnh lại hoảng hốt vội nói, ngươi không cần hoài nghi, Thái Hải Thiên Đế chúng ta thật ra thì âm thầm điều tra qua, nhưng năm đó Huyền Trần Thiên Đế chết, đúng là và hắn không có nửa điểm quan hệ, chúng ta không tra được nửa điểm nhân quả liên lụy. Diệp Thần trong lòng thầm nhũ, các ngươi không tra được, không đại biểu hắn là trong sạch. Hắn luân hồi cảm ứng 10 phần bén nhạy, luôn cảm giác cái này Thái Hải Thiên Đế, và Huyền Trần Thiên Đế chết có liên quan. Nhưng cái này chỉ là vi diệu cảm ứng, Diệp Thần cũng không có cụ thể chứng cớ, trong lòng hoài nghi, tự nhiên không tiện nói ra miệng. Trọng Huyền Vĩnh trầm ngâm một hồi, nói, lần này tìm thánh tỷ võ khen thưởng cơ duyên, sau lưng thật có điểm cổ quái, thiên cơ lưỡng lờ được lợi hại, cát hung khó dò. Luân hồi chi chủ, theo ta xem. Chờ ngươi ngày mai trận chung kết đoạt cúp sau đó, cũng chỉ lớn hơn đạo làm phần thưởng, thiên đế khí quán đỉnh cũng không cần, ta sợ Thái Hải phái người làm tay chân. Diệp Thần trong đầu nghĩ phương pháp này tốt lắm, chỉ lấy đại lộ làm mà nói, liền có thể bảo đảm không sơ hở tí nào, liền gật đầu nói, được, liền theo trọng hộ pháp nói. Trọng Huyền Vĩnh gật gật đầu nói, Thái Hải phái bên kia hạt giống tuyển thủ, tên gọi Hoàng Dương Quân, xuất thân Huyễn Kiếm gia tộc. Nắm giữ Huyễn Kiếm Chòm Sao thần thuật. Vạn năm trước, gia tộc hắn, cầm hắn đưa đến Thái Hải phái, hôm nay ngắn ngủi vạn năm, hắn đã là tiên đế đỉnh cấp nhân vật, không thể khinh thường. Diệp Thần trong mắt nhỏ lượng, nói, nguyên lai là Huyễn Kiếm người gia tộc sao? Huyễn Kiếm người gia tộc, Diệp Thần trước đây vậy đụng phải, chính là Xích Vương giáo cơ chiến kỳ chủ Hoàng Tử Tề. Hắn đã đánh chết Hoàng Tử Tề, còn lấy được Huyễn Kiếm Chòm Sao thần thuật trục cuốn. Vậy thuận lợi lĩnh ngộ thấu triệt. Không nghĩ tới, hắn ngày mai phải đối mặt đối thủ, cũng là Huyễn Kiếm người gia tộc. Trọng Huyền Vĩnh nói, luân hồi chi chủ, người nhất định phải chú ý, không thể khinh địch khinh thường. Nghe vậy, Diệp Thần không trong lòng rét một cái, hắn trước đây đối mặt Hoàng Tử Tề, chính là bởi vì khinh địch, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Lần này, hắn là muốn hấp thụ giáo huấn. Coi như cái này Hoàng Dương Quân, chỉ là tiên đế đỉnh cấp. Hắn vậy sẽ cầm suốt toàn lực đối phó. Đồng dạng là tiên đế đỉnh cấp, thế giới hiện thật tiên đế, và không không thời không tiên đế, là hoàn toàn bất đồng. Không không thời không tiên đế, mặc dù còn không thành thần, nhưng hàng năm ngâm nhuộm thiên địa quy luật, đã có thể nắm giữ một chút ảo tưởng quy luật cùng nhân quả luật bí mật, tuyệt không thể coi thường. Dĩ nhiên, Diệp Thần chỉ cần không nhẹ địch, toàn lực ứng phó, hắn tin tưởng, cái này thế gian không có bất kỳ tiên đế. Có thể ở thủ hạ mình, chống nổi ba chiêu. Đêm đó, ở Trọng Huyền Vĩnh dưới sự an bài,
Diệp Thần ở tại Huyền Trần Phái cung điện bên trong. Hắn ngủ một đêm, đến được sáng sớm ngày thứ hai, thiên chỉ mưa lất phất lượng thời điểm, Trọng Huyền Vĩnh sẽ tới gõ cửa. Diệp Thần tỉnh lại, đẩy cửa ra vừa thấy, nhưng gặp Trọng Huyền Vĩnh một bộ thần bí ngưng trọng hình dáng, trong ngực cất một bản cổ xưa điển tịch toàn thân dùng từng cái đồng xanh xiềng xích phong tỏa ở, đặc biệt kỳ dị. Trọng hộ pháp, đây là... Diệp Thần nhìn xem vậy đồng xanh xiềng xích phong tỏa điển tịch, trong lòng hết sức tò mò. Trọng Huyền Vĩnh cắn răng nói, luân hồi chi chủ, đây là Huyền Trần Tiên Kinh, là Huyền Trần Thiên Đế lão nhân gia ông ta, lưu lại nghịch thiên bí tịch, cũng là ta Huyền Trần phái độc môn bí mật, giống như là tuyệt sẽ không đưa cho người ngoài nhìn. Trong lúc nói chuyện, Trọng Huyền Vĩnh bàn tay thả vào trong điển tịch, nhẹ nhàng ngâm nga một đoạn thần chú, vậy trong điển tịch đồng xanh xiềng xích, giống như có linh tính co giúp về lại. Nhưng, ta nghĩ, luân hồi chi chủ ngươi không phải người ngoài, cái này Huyền Trần Tiên Kinh, ta muốn đưa cho ngươi, coi như là kết giao bằng hữu. Ngươi thiên phú tuyệt cao, tất có thể lĩnh ngộ Huyền Trần Tiên Kinh bên trong diệu pháp, đối ngươi sau này tranh phong thi đấu, vô cùng hữu ích. Trọng Huyền Vĩnh cầm trong tay Huyền Trần Tiên Kinh bí tịch, đưa cho Diệp Thần, thuận tay giúp Diệp Thần giải khai cấm khí thừng. Hắn ngày hôm qua yêu cầu Diệp Thần cột lên cấm khí thừng. Chủ yếu là sợ Diệp Thần hơi thở tiết lộ, bị Thái Hải nhất phái người phát hiện thân phận, vậy thì phiền toái. Hôm nay Diệp Thần ở Huyền Hải Thiên Cung ở một đêm, hơi thở đã cùng thiên địa hòa hợp, chỉ cần hắn không chủ động bại lộ, người khác cũng sẽ không đoán được hắn luân hồi thân phận. Cấm khí thường giải khai, để cho Diệp Thần hơi thở sung sướng rất nhiều, hắn nhận lấy Huyền Trần Tiên Kinh, tiện tay lật xem, liền phát hiện quyển bí tịch này, thu lục mười mấy loại cường đại võ đạo thần thông. Đều là ngày xưa Huyền Trần Thiên Đế sáng chế. Trong đó, cường đại nhất huyền diệu, có ba môn, theo thứ tự là, Huyền Trần Mở Ảo Thân, Huyền Trần Huyễn Tim, Đại Hoang Trần Diệt Chỉ. Đặc biệt là vậy Đại Hoang Trần Diệt chỉ một cái giết ra, thiên địa trần diệt, uy năng vô cùng khủng bố, so với giống vậy 33 thiên thần thuật, còn lợi hại hơn. Diệp Thần thầm giật mình, trong đầu nghĩ vị này Huyền Trần Thiên Đế, ngày xưa nhất định là kinh thiên động địa nhân vật lớn. Nếu không, cũng sẽ không sáng tạo ra cường hãn như vậy võ đạo thần thông. Trọng hộ pháp, người phải đem Huyền Trần Tiên Kinh đưa cho ta sao? Diệp Thần hỏi. Trọng Huyền Vĩnh nói, đúng vậy, chỉ hy vọng chúng ta Huyền Trần nhất phái, sau này có thể cùng luân hồi chi chủ, kết cái thiện duyên, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn biết Diệp Thần tiềm lực to lớn, cho nên nguyện ý đưa ra Huyền Trần Tiên Kinh, coi là kết giao bằng hữu. Diệp Thần nhưng cảm thấy. Mình ở cầm Huyền Trần Tiên Kinh thời điểm, luân hồi mộ địa chấn động được kịch liệt hơn, tòa kia khắc phía Huyền Trần Thiên Đế danh hiệu mộ bia, ánh sáng rực rỡ lóe lên, mới đại năng sắp ra đời. Đến hiện tại, Diệp Thần có thể khẳng định, sắp thức tỉnh đại năng, chính là Huyền Trần Thiên Đế không sai. Được, đa tạ trọng hộ pháp, sau này chúng ta liền là bạn. Diệp Thần rất là dứt khoát, nhận Huyền Trần Tiên Kinh, tinh thần lực quét nhìn cảm ngộ, liền trực tiếp bắt đầu âm thầm tu luyện. Trọng Huyền Vĩnh đại hỉ, nói, ha ha ha, rất tốt, luân hồi chi chủ, cùng ngày hôm nay trận chung kết sau khi kết thúc, người từ từ tu luyện Huyền Trần Tiên Kinh cũng không muộn. Lòng hắn thực muốn Huyền Trần Tiên Kinh thâm ảo tuyệt diệu, coi như luân hồi thiên phú lớn lao, chỉ sợ cũng cần phải hao phí một phen khổ công tâm huyết, mới khá tu luyện thành công. Diệp Thần lại cười cười, nói, không cần, ta hiện tại đã lĩnh ngộ hoàn thành. Tại mới vừa hô hấp trong thời gian. Diệp Thần tinh thần quét nhìn Huyền Trần Tiên Kinh, cũng đã hiểu được Huyền Trần Tiên Kinh diệu pháp, tất cả võ đạo thần thông, tất cả nắm giữ. Ngươi nói gì sao? Trọng Huyền Vĩnh nhất thời trợn mắt hốc mồm, lộ ra không thể tưởng tượng nổi diễn cảm, ngươi đã lĩnh ngộ hoàn thành sao? Cái này không thể nào. Diệp Thần mỉm cười không nói, hắn thiên phú có thể nói yêu nghiệt, cái này thế gian, căn bản công pháp gì bí quyết, hắn đều có thể một mắt lĩnh ngộ thấu triệt. Trước mắt. Trừ trong truyền thuyết đao kiếm thần quyết, Diệp Thần còn khó hơn lấy lĩnh ngộ bên ngoài, những công pháp khác thần thông, cũng không làm khó được hắn. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra một đạo khinh thường thanh âm. Chỉ gặp vậy Huyền Trần Thiên Đế mộ bia, toát ra trước đó chưa từng có sáng chói ánh sáng, một đạo trôi giạt xuất trần thanh niên bóng người, chậm rãi nổi lên, cả người Thiên Đế khí vần quanh, bóng người lại mơ hồ. Hiển nhiên không phải chân thân, chỉ là một món thần hồn. Huyền Trần Thiên Đế. Diệp Thần thấy đạo thân ảnh này, nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ.
Tân đại năng rốt cuộc thức tỉnh, hiển nhiên là Huyền Trần Thiên Đế không sai. Ta Huyền Trần Tiên Kinh, thâm ảo như vậy tuyệt diệu, ngươi làm sao có thể một mắt liền lĩnh ngộ? Mộ chủ, ta biết ngươi thiên phú không tầm thường, nhưng làm người vẫn là thành thực điểm cho thỏa đáng. Huyền Trần Thiên Đế ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thần, khá có chút lãnh đạm nói. Diệp Thần gặp Huyền Trần Thiên Đế thức tỉnh, lần đầu tiên nói chuyện cũng không tin hắn, khẽ mỉm cười nói. Tiền bối, ngươi nếu không tin, ta có thể biểu diễn một lần cho ngươi xem. Dứt lời, Diệp Thần phân ra một món tinh thần, hóa thành huyễn thân, tiến vào luân hồi mộ địa bên trong. Rồi sau đó, hắn một chỉ điểm ra. Cái này chỉ một cái, chính là Đại Hoang Trần Diệt Chỉ. Làm Đại Hoang Trần Diệt Chỉ điểm ra, một cổ kịch liệt năng lượng phong bạo, chính là ở luân hồi mộ địa không gian bên trong nổi lên, kim quang sáng chói bạo dũng, lại rất miễn cưỡng mở ra ngàn vạn thời không, rồi sau đó những thứ này thời không, toàn bộ bị một cây lớn vô cùng ngón tay nghiền nổ. Cái này cây cự đại ngón tay, như vậy thiên đế chỉ, hoành che thiên địa vũ trụ càn khôn, ùng ùng nghiền đè xuống, giống như muốn để vạn giới trần diệt, hóa thành bụi bậm, uy năng kinh khủng mạnh mẽ, có thể nói bá đạo vô địch. Huyền Trần Thiên Đế nhìn cái này chỉ một cái nghiền hạ, hoàn toàn ngây dại. Cái này cây cự đại ngón tay, ở nghiền ép đến đỉnh đầu hắn ba tấc chỗ, liền dừng lại, rồi sau đó ùng ùng hóa thành nguyên thủy linh khí, tiêu tán đi. Diệp Thần thu hồi ngón tay, cười nói, tiền bối, như thế nào? Huyền Trần Thiên Đế vẫn là kinh ngạc rung động hình dáng, nói, ngươi. Ngươi lại có thể thật hiểu thấu đáo Huyền Trần Tiên Kinh. Không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi. Đại Hoang Trần Diệt Chỉ, là Huyền Trần Tiên Kinh bên trong mạnh nhất võ đạo, muốn tu luyện thành công nói, trước hết hiểu thấu đáo nguyên bản Huyền Trần Tiên Kinh, lĩnh ngộ tất cả diệu pháp, mới có thể thông hiểu đạo lý. Cho dù là ở Huyền Trần nhất phái bên trong, cũng không có người có thể luyện thành cái này chỉ một cái, bởi vì quá gian nan, trọng huyền vĩnh liền không có thể luyện thành. Nhưng Diệp Thần, mới vừa chỉ là thoáng quét nhìn một tí Huyền Trần Tiên Kinh, liền hoàn toàn lĩnh ngộ xong, thông hiểu đạo lý, thiên phú này quá đáng sợ, liền Huyền Trần Thiên Đế tự mình cũng rung động. Tiền bối, không để cho ngươi thất vọng chứ? Diệp Thần cười nói. Huyền Trần Thiên Đế mặt đầy kích động, nói, mộ chủ, ngươi thật lợi hại, ta trả thù có hy vọng. Diệp Thần nghe nói như vậy, chân mày nhưng khẽ nhíu một cái, nói tiền bối, ngươi năm đó chết, không phải là bị hắc ám chiếm đoạt, mà là bị cái gì kẻ thù hại chết. Huyền Trần Thiên Đế nghe được Diệp Thần hỏi, nhất thời cắn răng nghiến lợi, mặt đầy cừu hận tức giận, nói, là Thái Hải Thiên Đế giết chết ta, cái này vô liêm sỉ, uổng ta cầm hắn làm huynh đệ, hắn nhưng thừa dịp ta yếu ớt, đem ta giết chết. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, thật ra thì hắn sớm có dự cảm. Năm đó Huyền Trần Thiên Đế chết, không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Bây giờ nghe Huyền Trần Thiên Đế chính miệng nói, Diệp Thần mới biết, năm đó thay đổi, quả nhiên và Thái Hải Thiên Đế có liên quan. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Thần vội vàng hỏi, hắn bây giờ đang ở Huyền Hải thời không, ngay tại Thái Hải Thiên Đế trên địa bàn. Nếu như Thái Hải Thiên Đế có âm mưu gì mà nói, hắn vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Huyền Trần Thiên Đế cắn răng nghiến lợi, cho dù năm tháng kinh niên, nhưng hắn tâm lý cửu hận cùng oan khuất, hiển nhiên không có tùy thời gian mà yếu bớt, hắn vô cùng phẫn hận nói. Năm đó, ta tranh đoạt đế rơi vũ trụ thất bại, trọng thương trở lại Huyền Hải thời không, bế quan nghỉ ngơi. Hắn liền thừa dịp ta trọng thương nghỉ ngơi để gặp, ra tay đem ta giết chết. Dĩ nhiên, ta là Thiên Đế chủ thần, không như vậy dễ dàng vẫn diệt, chỉ là dập tắt 7-8 thành thời gian tuyến. Chân thân còn không có hủy chết. Thái Hải Thiên Đế còn không cái năng lực này, đem ta hoàn toàn tiêu diệt, ngoài ra, hắn thật ra thì đã sớm quy theo hồn Thiên Đế, quy thuận hắc ám hồn tộc, hắn gặp giết ta không chết, liền muốn cầm nhục thân của ta, làm tế phẩm, đi cung phụng tế bái hồn Thiên Đế. Diệp Thần nói, lúc đầu Thái Hải Thiên Đế, lại có thể quy theo liền hồn Thiên Đế. Thật là không nghĩ tới. Còn nữa, đế rơi vũ trụ vậy là cái gì? Hắn nghe được đế rơi vũ trụ thời điểm, nội tâm lại có vô hình sợ hãi, thật giống như thấy được tương lai vận mệnh, tràn đầy nguy hiểm. Huyền Trần Thiên Đế nói, vậy đế rơi vũ trụ, nhưng thật ra là một kiện thần khí pháp bảo, là thập đại cổ thần khí một trong, uy năng vô cùng lợi hại, vũ trụ hạ xuống bao phủ, có thể phai mở thiên đế, làm thiên đế chủ thần chết. Diệp Thần nội tâm khẽ run, lúc đầu cái này đế rơi vũ trụ, lại là thập đại cổ thần khí một trong.
Thập đại cổ thần khí, hắn đã tiếp xúc qua cửu thiên phục long ấn và toái tâm linh, đều riêng có chỗ diệu dụng. Cái này đế rơi vũ trụ nghe, tựa hồ so với cửu thiên phục long ấn và toái tâm linh, cũng lợi hại hơn rất nhiều, có thể phai mở thiên đế, để cho thiên đế chủ thần chết. Diệp thần nội tâm sợ hãi, bộc phát mãnh liệt, hắn dò ngó thấy tương lai mình vận mệnh, ở hắn thành làm thiên đế chủ thần sau đó, rất có thể phải chết ở đế rơi vũ trụ bên trong. Muốn tránh miễn chết nói, nhất định phải đem vậy đế rơi vũ trụ, cướp đoạt tới tay mới được. Bất quá, năm đó huyền trần thiên đế tranh đoạt, đều thất bại, lấy Diệp thần thực lực trước mắt, tự nhiên không có tranh đoạt đế rơi vũ trụ tư cách, hắn chỉ là lưu cái lòng, sau này nhất định phải chú ý. Huyền trần thiên đế thở dài nói, năm đó tranh đoạt đế rơi vũ trụ cao thủ, thực ra quá nhiều, ta tranh không đoạt nổi, trọng thương bại trốn về nghỉ ngơi. Thái Hải Thiên Đế thừa dịp hư mà vào, tiêu diệt ta đại lượng thời gian tuyến, rồi sau đó đem ta chân thân, phong ấn ở ta ám âm vực sâu hắc ám phía trên tế đàn. Đó là hắc ám hồn tộc lãnh địa, ta chân thân, thành cung phụng hồn Thiên Đế tế phẩm, máu thịt tinh hoa một chút xíu bị hắc ám từng bước xâm chiếm, dính liền vô tận không rõ khí. Bất quá thật may, năm đó ta có một món yếu ớt thần niệm, may mắn trốn thoát, đạt được luân hồi chúc phúc, ngay cả có luân hồi phép tắc che chở. Ta chân thân còn chưa có chết, chỉ bất quá vết thương vô cùng nghiêm trọng, cả ngày chịu hết hành hạ. Nhắc tới đi chuyện, huyền trần thiên đế tràn đầy đau buồn tức giận, đáy mắt chỗ sâu lại toát ra to lớn đau khổ dày vò ý. Hắn chân thân, chịu hết hắc ám hành hạ cùng khổ sở, thậm chí liên lụy tín đồ của hắn. Tín đồ của hắn, cung phụng hắn pho tượng, cũng sẽ dính không rõ. Hắn cái này đạo tàn niệm thần hồn, tự nhiên vậy có thể cảm nhận được chân thân thống khổ. Không được siêu thoát, như khốn tại kháng khít luyện ngục. Không nghĩ tới cái này Thái Hải Thiên Đế, thủ đoạn lại có thể như vậy khốc cay. Diệp thần sắc mặt cũng là thay đổi, không nghĩ tới Thái Hải Thiên Đế như thế tàn bạo. Phải biết, năm đó Thái Hải Thiên Đế và Huyền Trần Thiên Đế, nhưng mà huynh đệ ruột vậy tồn tại, hai người cùng nhau liên thủ sáng lập Huyền Hải thời không. Cho dù là ở Huyền Hải Thiên Cung bên trong, Huyền Trần nhất phái, đối Thái Hải Thiên Đế vậy là đặc biệt tôn kính. Xem đại hộ pháp trọng huyền vĩnh, liền cho rằng Thái Hải Thiên Đế là người tốt. Nhưng nào nghĩ tới, năm đó Thái Hải Thiên Đế, thật ra thì đã sớm quy theo liền hồn Thiên Đế, cuối cùng còn nghĩ Huyền Trần Thiên Đế, phong ấn ở hắc ám trên tế đàn, làm tế phẩm cung phụng. Huyền Trần Thiên Đế ha ha cười nhạt, nói thật ra thì ta cũng không nghĩ tới, hắn sẽ biến thành như vậy, ta một mực cầm hắn làm huynh đệ ruột. Hắn lúc ấy giết ta. Nhưng thật ra là muốn cướp đoạt đạo tông trưởng lão vị trí. Năm đó, đạo tông hướng Huyền Hải thời không phát ra mời, bọn họ cần một cái trưởng lão, nhìn chúng ta và Thái Hải Thiên Đế, kêu hai người chúng ta quyết ra một người, đi đạo tông đảm nhiệm trưởng lão. Ta tranh đoạt đế rơi vũ trụ thất bại, báo, người bị thương nặng, vốn là cũng muốn cầm vị trí nhường cho hắn, không nghĩ tới hắn gấp như vậy, lại trực tiếp ra tay muốn giết ta. Ha ha, không quá ta Thiên Đế khí thâm hậu. Hắn không cách nào hoàn toàn đem ta tiêu diệt, cuối cùng liền đem ta làm tế phẩm, cung phụng cho hồn Thiên Đế. Sau đó đạo tông phía sau màn nắm giữ, đoán chừng là nhìn ra không được bình thường, không có tiếp tục mời, nhưng bọn họ cũng sẽ không nhúng tay ta và Thái Hải Thiên Đế ân oán. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ở trong tối âm vực sâu chịu khổ. Thì ra là như vậy. Diệp thần rõ ràng liền tất cả ngọn nguồn, lúc đầu năm đó Thái Hải Thiên Đế và Huyền Trần Thiên Đế quyết liệt. Là vì đạo tông trưởng lão danh ngạch. Có thể bị mời đi đạo tông làm trưởng lão, vậy Thái Hải Thiên Đế và Huyền Trần Thiên Đế thực lực, tự nhiên vô cho nghi ngờ. Huyền Trần Thiên Đế nói, ha ha, ta như vậy rơi vào kháng khít luyện ngục, đến ngày hôm nay đều không thể siêu thoát, nhưng Thái Hải Thiên Đế, hắn cũng không tốt hơn. Hắn không dám bại lộ thiên cơ, hao phí giá cực lớn che giấu, lại giả mù sa mưa là ta khóc lóc vạn năm. Hôm nay hắn liền Huyền Hải Thiên Cung cũng không dám ra ngoài, căn nguyên căn cơ lớn bị mài mòn, chính là năm đó vì che giấu thiên cơ, trả giá cao. Diệp thần bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu Thái Hải Thiên Đế ở sâu không ra, không phải là bị năm tháng mài mòn, mà là năm đó vì che giấu thiên cơ, tự thân nhận chịu gánh nặng cực lớn, đến ngày hôm nay đều không có thể hòa hoãn lại. Bởi vì Huyền Hải thời không, là Thái Hải Thiên Đế và Huyền Trần Thiên Đế, liên thủ sáng tạo. Hai người có cùng phê tín đồ. Nếu như Thái Hải Thiên Đế làm ác, bộc lộ ra đi, các tín đồ tín ngưỡng, nhất định phải sụp đổ, hắn khí vận căn cơ đều phải hội diệt,
hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cho nên hắn phải giữ bí mật. Vậy nghĩ như vậy tới, Thái Hải Thiên Đế thực lực, nhất định là thật to suy sụp, không có đỉnh cấp thời điểm như vậy lợi hại. Đối Diệp Thần uy hiếp, cũng không có khổng lồ như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tâm thần thoáng an ổn một ít. Huyền Trần Thiên Đế nói, mộ chủ, người tốt nhất lập tức rời đi nơi này, cùng thức tỉnh ra ra ngươi sau đó, ngươi đi một chuyến nữa ám âm vực sâu, giải cứu ta chân thân, vô cùng cảm kích, sau khi chuyện thành công, ta sẽ giới thiệu một vị đạo tông nhân vật lớn, cho ngươi biết. Hắn dòm ngó gặp Diệp Thần trên mình nhân quả, trước mắt Diệp Thần khẩn yếu nhất sự việc, chính là đi Cát Thành và Nhâm Phi Phàm gặp mặt, lại đi Thượng Hoàng Thiên Cung thức tỉnh ra ra. Hắn hy vọng, Diệp Thần giải quyết hết trước mắt sự việc sau đó, là có thể đi giải cứu hắn chân thân. Hắn chân thân, nhận chịu vô số kỷ nguyên hắc ám hành hạ, thật là quá mức thống khổ. Hôm nay huyền hải thời không, cuối cùng là Thái Hải Thiên Đế địa bàn, hắn lo lắng Diệp Thần sẽ gặp cái gì bất ngờ. Đạo tông nhân vật lớn sao? Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra năm đó Huyền Trần Thiên Đế, thân phận tuyệt không đơn giản, lại vẫn biết đạo tông bên trong nhân vật lớn. Đạo tông đặc biệt thần bí, phía sau màn nắm giữ từ không lộ diện. Cho dù là ngày xưa Nguyên Thiên Đế và Hồn Thiên Đế, cũng không biết đạo tông phía sau màn nắm giữ, rốt cuộc là ai. Diệp Thần suy nghĩ một chút, có chút chủ trừ hướng Huyền Trần Thiên Đế nói, tiền bối, hiện tại truyền tống trận tạm thời đóng cửa, ta là không đi được, hơn nữa ta đã đáp ứng trọng hộ pháp, ngày hôm nay muốn đại biểu Huyền Trần nhất phái xuất chiến tỷ võ. Cùng tỷ võ sau khi kết thúc, chúng ta thương lượng lại cũng không muộn. Chàng này tìm thánh tỷ võ, người thắng có thể lấy được một quả đại lộ làm, còn có Thái Hải Thiên Đế khí quán đỉnh. Ngày trước đế khí quán đỉnh, Diệp Thần là không dám muốn, sợ sau lưng sẽ có âm mưu gì. Thế nhưng đại lộ làm, Diệp Thần nhưng là 10 phần muốn. Huyền Trần Thiên Đế hơi trầm ngâm một tí, nói thôi, vậy ngươi trước hết đi tỷ võ đi. Nhưng, ngươi phải chú ý Thái Hải Thiên Đế. Nếu như hắn muốn gặp ngươi, ngươi ngàn vạn lần không muốn gặp. Diệp Thần nói, tiền bối mời yên tâm, ta biết. Năm đó Huyền Trần Thiên Đế, chính là gặp phải Thái Hải Thiên Đế giết hại. Thái Hải Thiên Đế người này, bề ngoài trọng tình trọng nghĩa, nhưng sau lưng giáp tâm hại người, Diệp Thần tự nhiên sẽ chú ý đề phòng. Thương nghị trước, Diệp Thần tinh thần, từ luân hồi mộ địa bên trong triều ly đi ra. Mới vừa hắn và Huyền Trần Thiên Đế thương nghị, là dùng tinh thần trao đổi, nói đến nói dài, nhưng trong thực tế ngoại giới thời gian, chỉ trải qua một cái chớp mắt. Trọng Huyền Vĩnh cũng không có phát hiện Diệp Thần khác thường, nghe hắn nói đã lĩnh ngộ Huyền Trần Thiên Kinh. Trong lòng là 10 phần không tin, nhưng nghĩ tới luân hồi thiên phú, có thể còn thật lĩnh ngộ vậy không nhất định, lập tức nửa tin nửa ngờ nói. Luân hồi chi chủ, nếu là người thật lĩnh ngộ Huyền Trần Tiên Kinh, vậy hôm nay tỷ võ, người tất thắng không thể nghi ngờ. Diệp Thần cười nói, hy vọng như vậy. Trọng Huyền Vĩnh vỗ tay một cái, nói, đi thôi, ta trước mang ngươi dùng qua đồ ăn sáng, sau đó tỷ võ kém không nhiều cũng nên bắt đầu. Lập tức. Trọng Huyền Vĩnh liền dẫn Diệp Thần, đi trước ăn một ít món ngon, lại đi Huyền Hải Thiên Cung sân tỷ võ. Làm hai người đi tới sân tỷ võ thời điểm, tình cảnh đã là 10 phần náo nhiệt, đến từ Huyền Hải thời không bốn phương tám hướng, nhân vật có mặt mũi, ngồi ở sân tỷ võ chung quanh trên khán đài. Mà ở sân tỷ võ hai bên, thì phân chia thành hai đại trận doanh. Một bên trận doanh, là Thái Hải nhất phái, đều là người mặc hải lam sắc đạo bào. Bên kia trận doanh, chính là Huyền Trần nhất phái, mặc màu vàng áo choàng. Hai đại trận doanh ở giữa, một cái tóc trắng trường mi, hình dáng có chút âm sâu lạnh lùng ông già, ngồi ngay ngắn ở một tấm đại y trên. Trọng Huyền Vĩnh khi thấp giọng hướng Diệp Thần nói, người nọ chính là Huyền Hải Thiên Cung đại tổng quản, Triệu Cần, hắn vừa không thuộc về Huyền Trần phái, vậy không thuộc về Thái Hải phái, là Thái Hải Thiên Đế thiếp thân lão nô, lần này tỷ võ là hắn trọng tài. Diệp Thần gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng, ánh mắt âm thầm quan sát vậy đại tổng quản Triệu Cần. Mà hắn đang quan sát Triệu Cần thời điểm, Triệu Cần vậy đang quan sát hắn. Không chỉ là Triệu Cần, toàn trường có rất nhiều ánh mắt, cũng hội tụ ở Diệp Thần trên mình. Bởi vì lần này, Diệp Thần là đại biểu Huyền Trần phái ra chiến. Trọng Huyền Vĩnh tự nhiên không có bại lộ hắn thân phận, chỉ nói hắn là Huyền Trần phái âm thầm đào tạo thiên tài trẻ tuổi. Thật ra thì Diệp Thần thân phận thật sự, không người để ý, hết thảy xem thực lực nói chuyện.
Chỉ là, Diệp Thần chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 4 tu vi, quả thực để cho tại chỗ không ít người, đều cảm thấy bất ngờ. Huyền Trần phái không người sao? Làm sao phái một cái vô lượng cảnh tầng thứ 4 tiểu tử, tới làm hạt giống tuyển thủ? Vô lượng cảnh tầng thứ 4, làm sao có thể địch nổi Hoàng Dương Quân, đó là tiên đế đỉnh cấp thiên tài à? Ha ha, ta xem thằng nhóc này, liền cuối cùng trận chung kết cũng không vào được. Không thiếu nói thì thầm tiếng vang lên, cùng Diệp Thần so sánh, Thái Hải phái hạt giống tuyển thủ, tu vi liền cường hãn rất nhiều, ước chừng đạt tới tiên đế đỉnh cấp. Trừ hai phái hạt giống tuyển thủ bên ngoài, hôm nay tỷ võ, còn có 6 vị cường giả, đều là từ phía trước sàng lọc trong cuộc so tài, một vòng luân tranh đấu quyết đi ra ngoài. Cộng thêm Diệp Thần, còn có Thái Hải phái hạt giống tuyển thủ Hoàng Dương Quân, vừa lúc là 8 người, tạo thành bát cường. Diệp Thần và Hoàng Dương Quân, đều là hạt giống tuyển thủ, cũng không cần tham gia trước mặt sàng lọc thi đấu, trực tiếp tấn thăng bát cường. Hôm nay tỷ võ, là bát cường quyết chiến, tiên quyết ra tứ cường, lại quyết ra sau cùng hạng nhất người tranh đoạt. Diệp Thần ánh mắt nhìn về Thái Hải phái bên những kia, liền thấy có một cái trẻ tuổi nam tử, tiên đế khí vần quanh, trong mắt thần mang dính, cả người như có kiếm khí bắn tán loạn, kiếm đạo thuật pháp tương đương ác liệt, chính là Hoàng Dương Quân. Diệp Thần gặp Hoàng Dương Quân tu vi, đích xác là tiên đế đỉnh cấp, trong bụng hơi định. Lấy hắn thực lực trước mắt, chỉ cần không nhẹ địch, muốn đánh bại một cái tiên đế đỉnh cấp võ giả, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Trừ Hoàng Dương Quân bên ngoài, còn có 6 vị cường giả, đứng ở bên sân. Bọn họ là đi qua một vòng luân quyết đấu, tấn thăng đi lên, tu vi đều ở đây vô lượng cảnh hậu kỳ, đối Diệp Thần vậy hình bất thành uy hiếp. Diệp Thần ánh mắt quét nhìn một mắt, tim nhưng khó hiểu run run một tí. Cái này 6 vị cường giả bên trong đó có một người phụ nữ, là duy nhất người phụ nữ, người mặc tuyết sắc quần áo, cơ da trắng nõn nà, giữa trán hàm chứa một cổ lãnh đạm ý, như sơn giản u tuyền, khí chất có chút không ăn nhân gian lửa khói mùi vị. Diệp Thần nhìn người phụ nữ này, trong lòng mơ hồ liền bắt được cực lớn thiên cơ chập chờn. Hắn có thể khẳng định, mình cho tới bây giờ không có gặp qua người phụ nữ này, nhưng hiện tại đầu tiên nhìn thấy nàng, lại cảm thấy chấn động trong lòng, thật giống như người phụ nữ này, cùng tương lai mình vận mệnh, tức tương quan vậy. Luân, Ho, Trần Dạ, người đang nhìn cái gì? Trọng Huyền Vĩnh cảm thấy được Diệp Thần ánh mắt, hỏi. Diệp Thần cau mày nói, người phụ nữ kia. Trọng Huyền Vĩnh vậy nhìn về phía cái đó tuyết sắc quần áo cô gái, nói, à, người nói nàng sao? Nàng kêu Bùi Vũ Hàm, là cái rất đặc thù cô gái. Diệp Thần nghi ngờ hỏi, như thế nào đặc thù? Trọng Huyền Vĩnh thanh âm mang điểm thần bí, nói, nàng ở rừng rậm bóng tối bên trong, thành công vượt qua một cái kỷ nguyên thời gian, lần trước có thể vượt qua kỷ nguyên, vẫn là Nhâm Phi Phàm. Lúc đó Nhâm Phi Phàm, ở rừng rậm bóng tối bên trong, vượt qua ngàn thế kỷ nguyên. Cái này Bùi Vũ Hàm, tuy tuyệt đối không thể cùng Nhâm Phi Phàm so sánh. Không có ngàn đời như thế khoa trương, nhưng nàng dẫu sao là thành công vượt qua một cái kỷ nguyên, đã vượt qua 90% người. Phần lớn người, nếu là vào rừng rậm bóng tối, đừng nói vượt qua kỷ nguyên, liền còn sống đi ra cũng khó khăn, cánh rừng kia, là không không lúc nào không, nổi danh nhất hiểm cảnh một trong. Diệp Thần nội tâm khẽ nhúc nhích, cũng nhớ tới đã từng là Nhâm Phi Phàm, từng rơi xuống không không lúc nào không, trải qua ngàn thế kỷ nguyên. Muốn đến ban đầu Nhâm Phi Phàm rơi xuống chi địa, chính là vậy phiến rừng rậm bóng tối. Cái này kêu Bùi Vũ Hàm cô gái, cũng cùng Nhâm Phi Phàm như nhau, từng ở rừng rậm bóng tối bên trong lịch luyện qua. Trọng Huyền Vĩnh nói tiếp, cái này Bùi Vũ Hàm, mấy tháng trước còn là một em bé, thật không biết nàng ở vô cùng nguy hiểm rừng rậm bóng tối bên trong, là như thế nào còn sống sót, thậm chí vượt qua dòng dã một cái kỷ nguyên thời gian, thật là không tưởng tượng nổi. Diệp Thần có chút kinh ngạc, nhìn xem Bùi Vũ Hàm vậy đầy đặn vóc người, nói, Trọng hộ pháp, người nói gì sao, mấy tháng trước, cái này Bùi Vũ Hàm còn là một em bé. Trọng Huyền Vĩnh nói, đúng vậy, nàng thật ra thì ra đời không bao lâu thời gian, hơn nữa nàng ra đời ngày trước, không không lúc nào không xảy ra một đại sự, ma nữ chết. Lúc ấy ma nữ chết, trên trời hạ xuống hắc ám ma mưa, sát khí đặc biệt nồng nặc, nàng là cần phải sát mà sống. Bị rừng rậm bóng tối cảm cho đòi, có hắc điểu từ trên trời hạ xuống, đem nàng tha đi. Ta lấy là nàng chết chắc, không nghĩ tới nàng lại có thể còn sống đi trở về, mặc dù thời gian mới qua mấy tháng, nhưng trong thực tế,
nàng ở rừng rậm bóng tối bên trong, đã vượt qua dòng dã một cái kỷ nguyên thời gian, rừng rậm bóng tối sao trời, cũng tắt sống lại một lần. Vậy rừng rậm bóng tối bên trong thời gian pháp tắc, và ngoại giới là bất đồng. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói cách khác, cái này Bùi Vũ Hàm ra đời ngày, và ma nữ rơi xuống ngày, là cùng một ngày. Mấy tháng trước, ma nữ bị Thiên Khải Chí Tôn giết chết, nhưng nàng đã là tử thần, bản thân là sẽ không lại chết, nàng thậm chí là đại biểu tử vong cái khái niệm này. Cỏ nhỏ thần xanh nhiên cùng Diệp Thần nói qua, ma nữ chỉ là ngủ say, nàng tùy thời đều có thể tỉnh lại. Nhưng lần nữa tỉnh lại ma nữ, vì né tránh Thiên Khải Chí Tôn đuổi giết, nhất định là thay hình đổi dạng, thậm chí đại khái trước tiên sẽ dựa vào chuyển thế sống lại phương thức, đổi một cái thân phận, Đông Sơn tái khởi. Trong sâu thẳm, Diệp Thần thậm chí hoài nghi, cái này Bùi Vũ Hàm, chính là ma nữ chuyển thế. Nhưng, hắn âm thầm suy tính thiên cơ, nhưng bắt không tới chút nào nhân quả dấu vết. Cái này Bùi Vũ Hàm, và ma nữ không có nửa điểm quan hệ. Có thể ta tu vi còn chưa đủ, đẩy không tính ra. Diệp Thần cũng không có lúc này buông xuống hoài nghi, bởi vì cái này Bùi Vũ Hàm ra đời ngày, vừa vặn chính là ma nữ chết đi ngày trước, đây cũng quá trùng hợp, hơn nữa còn bị mình gặp. Tựa như trong sâu thẳm, tự có định số, có một đôi vận mạng bàn tay, đem nàng đẩy tới trước mặt mình. Đang, lúc này, chỉ nghe được một đạo vang dội đồng la tiếng, đem Diệp Thần suy nghĩ kéo trở lại. Chỉ gặp phụ trách trọng tài đại tổng quản Triệu Cẩn, đứng dậy, con mắt nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem Hoàng Dương Quân, cuối cùng nhìn xem Bùi Vũ Hàm cùng lên cấp bát cường người, cất cao giọng nói. Bát cường tuyển thủ đã đến đủ, như vậy, ta tuyên bố, hôm nay tìm thánh tỷ võ bắt đầu. Cuối cùng người thắng trận, đem sẽ có được một khối đại lộ làm, còn có Thái Hải Thiên Đế đại nhân Thiên Đế khí quán đỉnh, chỗ tốt nhiều hơn, ha ha. Tất cả lên rút thăm đi. Lời nói xong, dưới đài bộc phát ra cực lớn thanh âm, hiển nhiên là lớn là mong đợi. Diệp Thần, Hoàng Dương Quân, Bùi Vũ Hàm một nhóm 8 người, liền đi lên rút thăm. Diệp Thần rút được vòng thứ 2, đối thủ chính là vậy Bùi Vũ Hàm. Bùi Vũ Hàm nhìn xem mình ký, lại ngẩng đầu nhìn xem Diệp Thần, thở phào nhẹ nhõm, nàng hiển nhiên cảm thấy, chỉ có vô lượng cảnh tầng thứ 4 Diệp Thần, đối mình còn không tạo thành uy hiếp, nàng có cao cấp tiên đế tiêu chuẩn. Hoàng Dương Quân là vòng thứ nhất. Chỉ nghe được Triệu Cẩn cao giọng tuyên nói, rút thăm kết thúc, vòng thứ nhất tỉ thí, Hoàng Dương Quân đối chiến Lý Vân. Hắn tiếng nói rơi xuống, toàn trường người xem liền vang lên một hồi tiếng vỗ tay, Hoàng Dương Quân và một cái kêu là Lý Vân nam tử, leo lên lôi đài tỉ võ. Rồi sau đó, chiến đấu bắt đầu. Cuộc tỉ thí này, nhưng là không có chút nào thấp thỏm nhớ mong, thân là Thái Hải phái hạt giống tuyển thủ Hoàng Dương Quân. Chỉ là xài ba kiếm, liền đem Lý Vân đánh bay xuống đài, thành công lấy giành thắng lợi. Thấy vậy, Thái Hải phái bên kia nhân vật cao tầng, đều hài lòng cười lên. Xem Hoàng Dương Quân biểu hiện, bọn họ cho rằng hôm nay tỷ võ quyết chiến, thắng lợi cuối cùng là thuộc về Thái Hải nhất phái. Vòng thứ nhất kết thúc, người thắng, Hoàng Dương Quân. Vòng thứ hai, mời Trần Dạ và Bùi Vũ Hàm lên đài. Trọng tài Triệu Cẩn cao giọng nói. Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm, đồng loạt leo lên lôi đài, mặt đối mặt giằng co. Người kêu, Trần Dạ. Bùi Vũ Hàm nghiêng nắm kiếm, chỉ Diệp Thần, mày liễu hơi cao lại, hơi có chút nghi ngờ hình dáng. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, vậy đang quan sát Bùi Vũ Hàm. Từ trên người nàng, Diệp Thần cảm nhận được một cổ đặc thù siêu thoát hơi thở, như trắng trăng thanh gió. Đó là rơi vào cực hạn hắc ám sau đó. Lại từ hắc ám vũng bùn bên trong bỏ ra siêu thoát hơi thở, hình như là chịu đủ liền vô tận hành hạ khổ sở, rốt cuộc nghênh đón quang minh. Cái loại này siêu thoát hơi thở, Diệp Thần chỉ ở Nhâm Phi Phàm trên mình cảm nhận được qua. Hiển nhiên, Bùi Vũ Hàm và Nhâm Phi Phàm, đích xác là từng có giống nhau trải qua, cũng từng ở rừng rậm bóng tối bên trong vùng vẫy qua, hơn nữa cuối cùng cũng siêu thoát. Ngươi là huyền hải thời không người sao? Ta làm sao trước kia chưa từng nghe qua ngươi? Bùi Vũ Hàm hỏi. Diệp Thần cười một tiếng, nói, không liên quan ngươi chuyện, ngươi ra tay đi,